Bạn này con nick là Nguyễn Diệp hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi muốn thỉnh Thầy trả lời giúp ạ. Con là một Phật tử tu học tại Chùa Ba Vàng, nhưng vì điều kiện công việc nên con ít có dịp được về nghe Thầy giảng Pháp. Ở cơ quan làm việc, con có một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy có thắc mắc nhờ con thỉnh Thầy giải đáp thế này. Cô ấy đi xem bói, Thầy bói nói rằng cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ 3 bát hương rồi. Thêm bát hương bản mệnh của cô ấy là 4, thì Thầy bói lại bảo số 4 là số xấu. Nên cô ấy phải lập thêm ban thờ thần tài để thờ 5 bát hương, tránh số 4 ạ. Con từng nghe Thầy giảng và Thầy giải đáp thắc mắc cho các Phật tử khác là không nên thờ bát hương bản mệnh. Con giải thích cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng cô ấy lại bảo nếu bỏ bát hương bản mệnh đi thì trong nhà lại có 4 bát hương. Cô ấy cũng không muốn thờ thần tài nữa, nhưng đã lập nên rồi, bây giờ bỏ đi không thờ nữa thì cô ấy không biết làm như thế nào để cho đúng và mình không bị phạm đến các thần ạ. Con xin mong Thầy trả lời giúp con. Ê, thưa đại chúng, cái này Thầy cũng đã giải thích rồi, nghe không? Thứ nhất, cái chuyện thờ thần tài Thầy nói là cái đó không cần thiết, đây nó là một cái truyền thuyết thôi. Và cái việc thờ phụng của dân chúng ta nhiều năm rồi thờ ông thần tài là rất sai, thờ không đúng cách. Nếu đúng cái nghĩa chữ thờ, đã gọi là tôn thờ là phải kính trọng, mà cung kính ấy, hay là tôn thờ, thế tôn thờ là phải tôn, là phải cao lên. Đã tôn vì tôn cái nền nhà, tức là nền nhà phải cao lên. Thế đã gọi là tôn thờ ông thần tài, mà lại đặt ông ở dưới đất. Thầy vẫn nói vui đấy, mà hay đặt ông ở cửa nhà, đi ra đi vào là Thầy bảo là phẩy bụi vào mặt ông ấy, đúng không? Đó, áo váy gì là tung bay qua mặt ông thần tài hết đó. Thầy hỏi thế thì còn gì là tôn kính ông nữa? Bây giờ Thầy nói mấy chú đây cho các chú làm thần tài kiểu ấy, các chú có chịu không? Suốt ngày ngồi đấy để mà hít bụi đấy vào, ai thích thế cả? Ai thích, nghe không? Cho nên thờ như thế là không đúng cách. Nếu đã thờ thì phải đặt lên cao. Đó. Thứ hai nữa là thần tài ấy, thì nói thế, trong Phật giáo chúng ta thì không có ai phúc báu bằng Phật cả, nghe không? Đức Phật là vô lượng phước báu, nghe không? Các Đức Bồ Tát mới là phước báu lớn, phước báu từ các Ngài ra mới là lớn. Kinh Phật dạy đấy, công đức một sợi lông chân của Phật thôi bằng hết thảy tam thiên đại thiên thế giới cộng lại cũng không bằng. Một sợi lông một chân của Phật thôi. Chúng ta biết là ai phúc báo lớn nha. Cho nên đã là Phật tử thì không cần thiết phải thờ thần tài, không cần thiết nha. Cái này nó không cần thiết. Thứ nữa là thờ 3 bát hương hay 4 bát hương hay 5 bát hương nó cũng thế nha. Mình đối với đạo Phật thì không có đặt nặng. Tại sao mình là có 3 bát hương hay là 5 bát hương để cho nó có cái điểm giữa. Đó, thường Thầy bốc bát hương cho các Phật tử, thường bốc 3 bát hương. Bát hương ở giữa là thờ Phật, bát hương bên tay trái của mình ấy là thờ gia tiên tiền tổ, bát hương bên tay phải là thờ các vị hộ pháp thiện thần, nghe không? Đấy, những cái vị hộ pháp, những các vị thiện thần là người ta hộ trì cho Phật Pháp, nghe không? Là mình thờ. Và 3 bát hương thì nó có bát hương chủ ở giữa, thờ 4 thì không có cái bát nào làm chủ ở giữa cả, nghe không? Thế nên con số 3, con số 5 là vì nó có cái chủ ở giữa, thế thôi. Nhìn cái ban thờ nó cân đối và nó có cái trung tâm, chứ không phải vì là 5 là thiêng hay 5 là số sinh hay thế nọ thế kia. Cái đó là người ta tính thế. Tại vì ngày xưa người ta nói là sinh, lão, bệnh, tử, nghe không? Thế thì 5 thì lại là sinh. Thế bây giờ người ta không cần chữ bệnh nữa mà sinh, lão, tử thôi chứ. Không? Thì sao? Thì số 3, sinh, lão, tử, sinh. À, số 4 thầy trở thành sinh, hoặc là sinh rồi bệnh rồi tử, bỏ chữ lão đi vì có nhiều người chưa kịp già đã chết rồi. Thầy nói là sinh bệnh rồi tử luôn hay sao, nghe không? Đấy, thế cho cái chuyện mà đặt lên cái chuyện này là nó không phải, cái lý của nó là như vậy nhé. Không phải do số 5 hay là số 3 là số tốt, không phải, hay số 4 là số tử là không tốt, không phải thế. Bây giờ nó hoàn toàn không đúng nhé. Con số là do chúng ta đặt ra. Đấy, thì các Phật tử chỉ làm sao mình thờ cho nó có ý nghĩa và thờ đúng pháp là được. Đó. Có một bạn xin được giấu tên hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút.
mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng, nghe không? Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. Đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau, giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó, người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người, thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ, cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu, nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? Rèn luyện, và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng. Nếu mà anh chàng này không có ý chí, không rèn luyện, cứ để nguyên cái bản nghiệp của các kiếp trước thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo, nghe không? Gầy tỏng, gầy tong, như thế, không thay đổi. Đó, thế rồi bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ, họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn, rồi hao tốn tiền của, mất sức khỏe để được một cái hình tướng. Thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn. Có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật. Thì muốn đi phẫu thuật thì phải tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi phẫu thuật. Phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn. Đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy. Để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật, dễ nhìn hơn. Thế còn chúng ta không trả nghiệp qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp, nghe không? Chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy. Đấy, thế thì thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra. Tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên ý, những người có cái thân tướng thế này thì thường có cái tính như thế này. Và có cái tính thế này. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói này, nhất lé nhì lùn, ví dụ thế.
nghe không? Nhất lẽ nhì lùn. Thì mình thống kê mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế, họ cũng thường rất là đặc biệt, tức là cũng rất là quái, tức là tinh quái, cũng rất là gớm, không phải là vừa. Nghe không? Các cụ biết rồi. Thế còn xem tướng con vật thì ví dụ như là đi xem con bò thì làm sao? Gọi bò thì phải tai lá mít, gọi là tai lá mít, đít lồng bàn. Thì con bò như thế thì rất khỏe. Nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò cho nên thầy biết. Các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi, cái mông của nó như cái lồng bàn ấy, thế là con này khỏe lắm, là chọn con đấy đấy. Đấy. Hay là cái bụng nó mình phà thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe. Rồi xem tướng con lợn thì sao? Đó, con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì nó béo hay không. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa, người ta đã thống kê, người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra. Và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng. Và chúng ta phản ánh cái quá khứ, hiện tại là phản ánh quá khứ. Nhìn vào hiện tại, người ta biết được quá khứ mình thế nào, biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào, và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa. Không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu, trừ những bậc đặc biệt. Nghe không? Ngày hôm, những năm tháng trước tôi xấu, đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín. Nó nhận diện về con người, về tính nết, và có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Thế thì nếu nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy, tu như lúc nãy Phật dạy ấy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta. Nghe không? Từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm, bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn, trông rất đáng yêu, thế là mình tốt rồi. Nghe không? Ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm, bây giờ nó tu học Phật Pháp một thời gian trông nó sáng sủa hẳn ra. Nghe không? Đấy, ở đây thầy nói thật các Phật tử, có nhiều sư thầy thì lúc ở tại gia xấu dữ lắm, mà cạo tóc đi xuất gia một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa. Đấy là tu chuyển tướng. Nghe không? Rõ ràng. Thế thì cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng, người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng, tức là người chồng của người phụ nữ đó không được sống thọ, hai người ít được đi cùng với nhau chọn cái đường đời. Đấy, để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy. Cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy mà thấy gò má cao thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này. Nó hết gò má cao. Ta tu lên. Nghe không? Đấy, thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được nha? Thì nhất tất nhiên rồi, thầy biết thế này, cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy, sát người, sát đây là giết đấy, làm chết, là sao mà sát, sát cái người là gần gũi với mình nhất, cái người thề thốt trăm năm với mình ấy, thì biết rằng cái người này có cái nghiệp quá khứ của mình, hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp, là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình, những người kề cận với mình, những người chia sẻ với mình, nghe không? Những người gắn bó với mình thân thiết mà mình ác hại người ta, thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà sát chồng. Cái người chồng là cái người kề cận ăn đời ở kiếp với mình. Đấy, thầy nói đấy là cái duyên. Và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy. Vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy, ta phải tu cái tâm gì? Từ bi yêu thương. Đấy, cái tâm từ bi yêu thương nhé. Ta không có những cái tâm ác hại nữa, ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều. Ta thực tập phóng sinh, ta thực tập những các cái hành động yêu thương. Và
đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé. Cái người như thế, có tướng như thế, phải tu cái tâm ấy thì dần dần á, tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên, nó phúc hậu lên, là thấy gò má mình không cao nữa. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà lúc ấy ta chuyển tướng, có thể thế này, cái tướng nó chuyển chưa kịp, nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà. Và cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo, nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển. Mình sẽ không còn cái nghiệp sát ấy nữa, không nghiệp sát phu nữa nhé. Đấy, thế thì Thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều, bớt những cái tâm ác hại, tâm hại người, ác hại người, nhất là những người gần gũi với mình, cộng tác, cộng sự với mình phải có tâm yêu thương họ nhé, và mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp sát phu này nhé. Đấy, thì chúc cho bạn sớm đạt được coi như là cái điều mình ước nguyện. Có Facebook của bạn Thơm Đặng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, nếu người Phật tử mà lỡ phá năm giới thì có phải đến chùa để quy y lại không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, Phật tử tại gia chúng ta sau khi quy y Tam Bảo thì chúng ta thường làm lễ thọ trì năm giới cấm, nghe không? Thế thì chúng ta biết rằng đã có giữ thì thể nào cũng có phạm, nghe không? Nếu mà không phải giữ nữa thì một là không thọ, hai là không phạm, nghe không? Cho nên đã phải giữ nghĩa là nó có nguy cơ sẽ phạm. Đấy, còn cái mà nó đã vững chắc rồi thì không cần phải giữ nữa. Cũng giống như cái người đã không hút thuốc lá bao giờ thì chẳng bao giờ lại phải giữ không phải hút thuốc lá, nghe không? Tôi có nghiện, tôi còn sợ thuốc lá nữa thì sao lại bảo tôi phải giữ gìn? Đấy, cho nên là người ta mới nói là thọ giới, phá giới còn gọi tỳ kheo, tức là đã thọ nhận, nghĩa là sẽ có duyên là phạm đấy. Vâng, chứ còn cái người mà hoàn toàn không bị thì lại không phải nghĩ đến cái chuyện thọ nữa. Đó, thế thì ở đây Phật tử tại gia cũng thế. Chúng ta đã thọ năm giới, tuy là năm giới nghe rất đơn giản, nhưng không phải ngay một lúc chúng ta thực tập giữ được ngay. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật tử tại gia thực tập giữ gìn năm giới. Mà đã là thực tập nghĩa là mình còn non nớt, chưa thể cứng cỏi được. Và đã non nớt thì thể nào cũng có thể phạm. Năm giới này chứ nói thế Phật tử rất dễ phạm. Giới nói dối rất dễ phạm. Giới gọi là trộm cắp cũng rất dễ phạm. Trộm cắp những cái lớn thì không dám, những cái lặt vặt có khi có, nghe không? Đấy, thế rồi giới sát sinh chúng ta cũng rất dễ phạm. Đó, thì thưa đại chúng, với cái việc phạm giới này thì sao? Chúng ta phạm giới thì chúng ta đến chùa gặp chư Tăng, chúng ta phát lộ sám hối. Xin con xin từ nay trở đi giữ gìn trở lại cho thanh tịnh nhé. Phạm thì nên đến sám hối, gặp chư Tăng để sám hối, nghe không? Mình sám hối, con xin giữ gìn lại. Chư Tăng ở trong chùa cũng thế. Lỡ ai có phạm giới, không phải chư Tăng là không phạm giới đâu các Phật tử ạ. Các Thầy những 250 giới cơ, cho nên phạm là phạm rất nhiều đấy, nghe không? 250 giới cơ mà. Là bên Tăng, còn bên các sư cô này ấy, là 348 giới, chứ có phải ít đâu. Cho nên phạm nhiều lắm đấy. Cho nên phải kiểm tâm kiểm giới hàng ngày ấy. Đấy, mà lỡ phạm, trừ phạm những tội rất nặng ấy, còn những cái tội, những cái giới nhỏ nhẹ là phạm thường xuyên ấy nữa. Thì phạm rồi thì mình phải sám hối nhá. Thì Đức Phật cho chúng ta cái pháp sám hối để chúng ta được tiêu cái tội phạm này đi nhá. Thế còn chúng ta phải tu để cho chuyển được cái nghiệp phạm này đi. Nó có tội rồi còn có nghiệp, tạo ra tội thì còn có cái nghiệp nó đi theo. Ta sám hối ta hết được tội, nhưng mà còn cái nghiệp thì ta phải tu nó mới hết được nghiệp. Đó. Thế thì Phật tử này lỡ phạm cả năm giới thì đến chùa để sám hối, gặp chư Tăng xin sám hối và phát nguyện giữ gìn trở lại, chứ không phải thọ giới trở lại, cũng không phải đi quy y trở lại. Chúng ta chỉ quy y một lần trong đời thôi là đủ rồi, nghe không? Quy y một lần thôi là được nhé. Thì không phải quy y lại,
chỉ đến xin sám hối và con nguyện từ nay con xin giữ gìn trở lại giới cho được thanh tịnh, cho được tốt là được. Đấy, chúng ta có phạm là chúng ta sám hối là được nha. Có nick Facebook tên là Thanh Lệ hỏi rằng: Kính bạch Thầy, trong chuyện vừa rồi của chùa mình, con nghĩ rằng những người đã vu khống, hiểu lầm, phỉ báng chùa, phỉ báng chính pháp là do họ chưa có phúc duyên với chính pháp. Vậy khi đó, nếu con hồi hướng công đức tu tập, làm phúc của con cho tất cả những người đó thì có giúp cho họ phần nào sẽ sớm biết được sự thật hơn không? Rồi khi hồi hướng công đức như vậy, con cũng thắc mắc là mình nên hồi hướng công đức cho khắp tất cả chúng sinh hay chỉ hồi hướng công đức cho những người đó, trong hai cái này thì cái nào hiệu quả hơn? Con xin Thầy giảng giải cho con được biết con nên làm thế nào để được lợi ích nhất. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. Bạn Thanh Lệ hỏi rằng, trong câu chuyện của chùa chúng ta mấy tháng vừa qua, thì bạn ấy nói rằng có những người đã vu khống cho chùa, phỉ báng chính pháp. Và bạn ấy nói rằng những người ấy là họ chưa có phước duyên với chính pháp, cho nên bạn ấy tu tập, lấy công đức của mình để hồi hướng cho những người này, cho họ làm sao cho họ sẽ sớm biết được sự thật, sớm có duyên với chính pháp. Thế thì bây giờ bạn lăn tăn là bạn ấy hồi hướng thế thì hồi hướng cho những người ấy hay là hồi hướng cho cả các chúng sinh? Nghe không? Thì hai cái này hồi hướng nào tốt hơn? Thì kính thưa đại chúng, cái hồi hướng nó có mấy cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất ấy, là chúng ta chia phước. Cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta thể hiện cái tâm nguyện của mình, gửi cái tâm nguyện của mình đến với cái đối tượng mình hồi hướng. Trong Kinh Địa Tạng thì nói rằng khi chúng ta làm một cái quả phúc hồi hướng cho người đã mất thì quả ấy, phúc ấy được chia ra làm mấy phần? 7 phần, phải không? Thì người mất được 1 phần, còn người sống được 6 phần. Đấy, cái quả phúc đấy chia ra làm 7 phần, người mất được 1 phần, người sống được 6 phần. Đấy là chia phước đấy. Thế còn bây giờ chúng ta, bạn này bạn ấy cũng xin tu tập và làm phước, bạn hồi hướng. Thế thì chúng ta biết là chúng ta hồi hướng cái sự việc gì ta cần thiết, ta hồi hướng thì cái phước nó sẽ đến với người đó theo đúng cái luật của nó. Nghe không? Như Kinh Địa Tạng thì ta biết phước là nó sẽ chia ra, mình hồi hướng thế nào nó sẽ chia ra như thế. Nghe không? Thì con xin hồi hướng tất cả phước này cho người, cho cái người nào thì phước nó sẽ đến với người đấy. Duy nhất chỉ có cái là cái người mà hồi hướng ấy không bị mất phước đi mấy nha, không bị mất thì họ vẫn được có cái phước. Đấy, như trong Kinh Địa Tạng ấy, thì cái người mà làm phước ấy, bản thân họ vẫn được có phước mặc dù mình hồi hướng đi nha. Đấy, thế thì quả thật cái chỗ này thì ở đây thì Thầy nghĩ rằng bạn này bạn cũng có một cái tâm rất tốt, muốn hồi hướng cái phước của bạn ấy tu tập cho những người mà họ không hiểu chùa mình, họ vu khống, họ phỉ báng chùa, phỉ báng Phật Pháp trong cái thời gian vừa qua. Đấy là tâm nguyện lành của bạn ấy. Thế thì bạn ấy có thể hồi hướng đúng như tinh thần của Kinh Địa Tạng đấy, hồi hướng hết cả cho cái người ta cũng được, để cho người ta được hưởng cái quả phước cho trọn vẹn. Và thế còn nếu bạn chia phước cho tất cả chúng sinh thì có thể là nó sẽ ít đi, nghe không? Mỗi người sẽ được ít đi. Cái chuyện đó là nếu theo tinh thần chia phước của Kinh Địa Tạng thì nó sẽ ít đi, vì có quả phước ấy mà chia hết ra thì nó mỗi người được ít đi, nghe không? Thế cho nên trong kinh thì cũng chúng ta thường thấy rất nhiều câu chuyện khi một người làm cái quả phước này xong họ hồi hướng cho cái gì. Ví dụ như trong chuyện Kinh Mi Tiên ấy, thì vị Sa Di sau khi mà tu tập các công đức, mà đặc biệt là công đức quét chùa, vị xin hồi hướng công đức này cho tương lai vị sẽ trở thành một vị vua mà có oai lực và thâm hiểu Phật Pháp, có uy lực
đó, hồi hướng để được làm vua. Thế do công đức ấy mà những kiếp sau vị ấy được tái sinh làm vua Milanda. Nghe không? Đấy, thế thì chúng ta thấy cái phước ấy ta hồi hướng đến việc gì thì ta tập trung vào việc đấy nha. Thế còn ở trên chùa chúng ta thường sau khi tu tập của tăng chúng này, đại chúng tụng kinh xong thì cũng thường hồi hướng chung cho tất cả chúng sinh. Thì đấy là tâm nguyện của các thầy. Những người xuất gia phải nghĩ cho tất cả chúng sinh chứ không thể nghĩ cho riêng một ai. Nghe không? Thế còn nếu có thí chủ lên chùa đăng ký hôm nay nhà con làm lễ cúng dường cầu siêu cho hương linh ông bà con, bố mẹ con, thì các thầy phải hồi hướng cho hương linh đó theo tâm nguyện của thí chủ cúng dường. Họ cúng dường Tam Bảo, họ xin hồi hướng phước báu của họ cho cha mẹ, ông bà, tiên tổ đã khuất của họ, thì chư tăng phải hồi hướng cho đúng như cái tâm nguyện của họ nha. Thế thì ở đây thì thầy cũng xin chia sẻ để cho bạn Thanh Lệ thấy hiểu cái hồi hướng công đức đúng theo tinh thần kinh Địa Tạng là nó sẽ có chia phước báu nha, nó sẽ phân chia phước báu. Cho nên ta tập trung vào hồi hướng những cái việc chính nào mà mình mong cầu, mình ước nguyện. Đó. Chứ còn hồi hướng rộng thì nó sẽ phải chia phước rộng ra, thì nó sẽ ít đi. Đấy là theo đúng tinh thần của kinh Địa Tạng. Thầy xin trả lời cho bạn Thanh Lệ biết nha. Có nick của bạn Phi Long hỏi rằng: Thưa Thầy, con có một thắc mắc. Theo như con được nghe Thầy giảng rằng Đức Phật là đấng giác ngộ, Ngài biết tất cả mọi thứ, nhưng sao con lại thấy vẫn có những cái Đức Phật không biết? Ví dụ như trong kinh Địa Tạng, khi Đức Phật ở trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật có nói là đến Ngài cũng không thể đếm xiết số thánh phàm mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở lâu xa đến nay đã độ. Ông cũng như để cho đại chúng cùng tham khảo thế này. Quả thật Đức Phật gọi là bậc giác ngộ và cũng gọi là bậc toàn giác. Toàn giác tức là biết khắp, nghe không? Biết khắp cả. Thế nhưng ở đây chúng ta biết rằng có những cái biết khắp, tức là chúng ta hỏi gì thì Phật cũng sẽ biết được cái vấn đề đó. Thế nhưng chúng ta biết ấy, thứ nhất này, thời gian là vô tận, không gian này cũng là vô tận. Thời gian không có đầu, không có cuối. Bây giờ chúng ta muốn hỏi Đức Phật trăm nghìn vạn tỷ tỷ kiếp, Phật vẫn nói được. Mà chúng ta cũng còn không hỏi hết được ấy chứ. Bây giờ ai muốn hỏi Phật, con hỏi Phật rằng sau đây 1.000.000.000.000.000 nữa con là cái gì? Phật cũng sẽ nói được luôn. Muốn hỏi hơn nữa Phật cũng nói được. Hiểu không? Thế nghĩa là Phật biết suốt đấy chứ. Muốn hỏi những kiếp nào Phật biết, nhưng mà thời gian vẫn là vô cùng. Cho nên ý, nói là trí Phật mà đi được hết thì nó đã là không cùng, thì trí Phật đi nhưng mà cũng thể đến bao giờ là cùng, có không có cùng cơ mà. Chúng ta hiểu không nào? Mặc dù ta hỏi Phật đến bất kỳ một kiếp nào, Đức Phật cũng biết. Xa cách chúng ta, sau này cách chúng ta ngàn vạn ức triệu tỷ tỷ năm, bao nhiêu con số cũng được, Phật vẫn biết được. Đấy. Như vậy là chúng ta thỏa mãn chưa? Thì cũng gọi là Phật là toàn giác chứ còn sao? Còn thì hỏi đến kiếp nào Phật cũng trả lời được. Anh muốn hỏi sự kiện ấy sẽ xảy ra bao nhiêu kiếp sau tôi cũng nói được, Phật biết được hết. Đến nỗi mình còn không hỏi ra được những con số nữa, mình cũng chả nghĩ ra bao nhiêu con số nữa. Cứ ngồi đây mà chất một đống con số thì mình cũng không đủ sức mà chất ra để mà hỏi Phật. Mình còn không hỏi hết, nghĩa là thỏa mãn tất cả cái trí của mình. Ý của bạn này, bạn nói là Đức Phật thì cũng không biết chúng sinh luân hồi từ bao giờ. Nghe không? Đức Phật không thể đếm hết số những người Bồ Tát Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ. Ở đây Thầy nói thế này này, chỉ cần số mà Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không thể nói hết được rồi. Vì con số ấy gọi là vô lượng mà. Đã gọi là vô lượng thì còn đến Phật thì cũng phải thế. Vô lượng thì làm sao đến cùng được? Chúng ta hiểu không? Vô lượng là không có cùng. Không cùng thì làm sao mà còn đòi người ta có cùng được? Chứ còn anh mà có một cái đích cuối cùng nó hỏi Phật là Phật biết.
Thế thì Đức Địa Tạng cũng thế, Ngài đã từ vô lượng kiếp trước độ chúng sinh. Thầy chỉ nói chúng sinh đã được độ thôi, thì Phật Thích Ca cũng không biết, không thể mà biết hết được, vì không đến được cái cuối cùng của nó. Chúng ta cũng không hỏi được đến cái ngày, số nào là số cuối cùng, số nào là số đầu tiên. Đấy, chúng ta học số học thì biết đấy. Số 0 này xong đến 1, 2, 3, 4 cho đến vô số. Dưới số 0 là âm, âm bao nhiêu cho đến vô số, âm vô số, âm vô hạn. Đấy, mình cũng không tìm được cái số cuối cùng. Đức Phật cũng thế thôi, nghe không? Như vậy nói thế thì chúng ta biết trí của Phật cũng đã là vô cùng rồi. Hai cái vô cùng nghĩa là không chạm nhau được, nghe không? Hai cái cùng vô cùng cả. Chúng ta thấy không? Chạm nhau sao? Đấy. Thế cho nên ấy, bạn ấy nói như vậy thì bạn phải tư duy. Thầy gợi mở đến cho bạn tư duy. Cái Đức Phật, Thầy chỉ cần nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không nói hết được. Chứ đừng nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đang độ và sẽ độ nữa. Chỉ một cái đã độ rồi mình cũng không thể tìm được con số cuối cùng rồi. Đấy, không thể tìm được. Mà chúng ta cũng hiểu rất dễ thôi. Nhưng nếu mà hỏi rằng đến kiếp này cách chúng ta 1 tỷ kiếp trước thì Bồ Tát Địa Tạng đã độ được bao nhiêu người, Đức Phật nói được ngay. 5 tỷ kiếp trước Đức Phật, Đức Địa Tạng độ được bao nhiêu người, Đức Phật Thích Ca nói được ngay. Nghe không? Không thiếu một người. Đấy, đấy nha. Đấy rồi bạn hỏi tiếp. A Nan, 3 lần Đức Phật lại còn đợi A Nan 3 lần thỉnh. Thế thì tại sao Phật không biết trước? Đương nhiên chúng ta biết thế này. Đức Phật là người rõ biết. Không phải biết 1 ngày, 2 ngày, 100.000 kiếp trước về sau cơ mà. Phật rõ biết. Nhưng Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Nghe không? Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Đã xuống đời này thì cũng thuận theo đời. Như cũng thế, ví dụ Đức Phật ăn vẫn phải có người thỉnh Phật, phải có người mời. Nếu chẳng ai mời mà tự nhiên mình ăn thì mình còn giá trị gì là Phật nữa. Ở đây, phải không? Đức Phật biết chứ sao không biết. Nhưng mà Đức Phật để theo cái lẽ tự nhiên. Biết rằng, cũng biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình đâu. Nhưng Phật vẫn phải hỏi, nó đúng phép tắc, nghe không? Vẫn phải hỏi, vẫn phải nhắc. Đó, đại chúng hiểu không? Chứ không phải là Phật không biết. Đấy, tất cả một cái. Ở đây thưa đại chúng, vào đến cái pháp mầu nhiệm này cũng không phải dễ nói đâu, thưa đại chúng. Không phải dễ nói. Có những cái Thầy nói, Thầy đã từng nói câu chuyện. Có những cái linh cảm mà mình biết rõ ràng luôn, mà không thể giải thích cho người nào được. Không giải thích được. Biết rõ cái điều đấy sẽ xảy ra. Và tí nữa nó xảy ra đúng như thế. Một cái linh cảm, ai nói được, không thể diễn giải, làm sao mà biết thế. Nó như vậy đấy. Đức Phật biết chứ không phải không biết. Ngài bao nhiêu kiếp này còn không biết mà. Còn biết mà, chứ tại sao lại nói là không biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình mà còn mất công phải hỏi đến 3 lần. Việc hỏi, Ngài vẫn cứ hỏi. Cho nên trong Kinh Phật chúng ta thường nói gì? Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi. Ngài biết chuyện chứ. Ví dụ 5 ông tỳ kheo bị tai nạn chui vào hang đá, bị đá nó lấp cửa hang, 1 tuần suýt chết. Sau đó rồi thì viên đá nó lăn đi, 5 ông ấy thoát nạn. Về bạch Phật thì Đức Phật vẫn hỏi, mặc dù Ngài biết các ông gặp nạn, Ngài vẫn hỏi, thế các ông đi đường có bình an không? Ngài biết các ông bị nạn chứ sao không biết. Ngài vẫn hỏi. Là vì Đức Phật đã xuống trần gian thì Ngài theo phép tắc của trần gian, như thuận theo trần gian. Nghe không? Chứ không phải không. Đấy, thì Thầy xin trả lời để cho bạn thế nhé. Và trong giáo pháp của Phật thì có nói Đức Phật có 3 điều không thể, gọi là tam bất năng. Cho nên Đức Phật là toàn giác nhưng không phải toàn năng. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé, Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải toàn năng. Các tôn giáo khác thì họ thường cho giáo chủ của họ là đấng toàn năng. Ví dụ Đức Chúa, Đức Thượng Đế, Đức Ngọc Hoàng, Đức Thánh nọ, Thánh kia,
của các tôn giáo khác là đấng toàn năng. Nghe không? Thánh Ala là đấng toàn năng. Toàn năng nghĩa là làm gì cũng được, do chính họ sáng tạo ra thế giới này, họ lập lên thế giới này, họ sáng tạo ra con người chúng ta, họ cho chúng ta sống thì được sống, bắt chúng ta chết chúng ta phải chết, cho mình sướng thì mình được sướng, bắt mình khổ thì mình phải khổ. Đấy là họ toàn năng, toàn quyền. Các giáo chủ của các tôn giáo khác thường được tín đồ của mình tôn xưng và gán cho giáo chủ của mình là đấng toàn năng. Như Thượng Đế là đấng toàn năng, nghe không? Thượng Đế là toàn năng rồi. Đấy. Trời là toàn năng rồi, họ nghĩ thế. Nhưng thưa đại chúng, đây Đức Phật của chúng ta, Ngài nói rõ, Ngài cũng không phải là bậc toàn năng. Ngài toàn giác, Ngài hiểu biết khắp, hiểu biết hết, nhưng không phải là toàn năng. Không phải Phật muốn gì nó sẽ như thế đâu. Đó. Cho nên Đức Phật có ba cái điều Ngài không làm được, gọi là tam bất năng. Tam bất năng. Cái điều thứ nhất ý, đó là Đức Phật không thể ngay lập tức diệt được định nghiệp của chúng sinh. Gọi là định nghiệp của chúng sinh là Phật cũng bất khả chuyển ngay lập tức. Đấy, ví dụ Ngài Mục Kiều Liên là đại đệ tử của Phật, Ngài bị cái định nghiệp cuối đời phải bị một nhóm cướp nó đến, nó giết, nó băm sát Ngài ra. Mà Ngài Mục Kiều Liên là thần thông bậc nhất đấy, thưa đại chúng, mà kề cận với Phật đấy, mà Phật cũng không chuyển ngay lập tức được cái nghiệp ấy, không chuyển được định nghiệp. Cho nên ở đời chúng ta, khi chúng ta có những cái là định nghiệp, chúng ta phải chấp nhận, phải chấp nhận nhé. Định nghiệp tức là cái nghiệp nó đã chín mùi và nó đủ sức mạnh rồi, ta không thể chuyển được nó. Thầy hay lấy ví dụ thế này để các Phật tử dễ hiểu về định nghiệp. Có một cái xe đạp, cái xe đạp Thống Nhất, và cũng cái xe đạp đấy có hai người sẽ lần lượt sẽ đạp. Thứ nhất là một cháu bé 10 tuổi đạp cái xe đạp ấy trên một con đường. Nó đạp rất nhanh với một tốc độ ví dụ như là 30 cây số một giờ. Đấy, nó đạp với tốc độ đấy. Thế trên đường đi thì có một cái ổ gà rất là sâu. Thì cháu bé này nó đạp đến cái ổ gà đấy rồi. Với cái sức một đứa trẻ con có 10 tuổi thôi, nó bóp phanh này, nó xoạc chân ra để nó giữ quán tính cái xe. Nhưng mà nó không đủ sức vì nó đạp với cái tốc độ 30 cây số một giờ. Thì quán tính của cái xe ấy nó vẫn khiến cho cái xe lao xuống hố. Mặc dù nó bóp phanh, nó xoạc chân ra, nó giữ, nhưng không giữ nổi. Thế nhưng mà cũng cái xe đạp Thống Nhất ấy, một anh thanh niên 30 tuổi, mạnh khỏe, lực sĩ, cũng đạp với vận tốc 30 cây số một giờ, với thân hình của anh ấy, với tốc độ như thế. Và khi đến nơi anh cũng nhìn thấy cái ổ gà đấy, anh bóp phanh xoạc chân ra, anh giữ được cái phanh, giữ được cái gà không rơi xuống hố. Thì sức của anh là sức một thanh niên 30 tuổi, anh đủ sức anh giữ. Thế thì vậy thì ta thấy thế nào? Với cái xe ấy, với tốc độ ấy, thì với cậu bé này trở thành định nghiệp là phải rơi xuống hố, không thể nào cưỡng lại được. Nhưng với anh thanh niên này thì lại không trở thành định nghiệp. Đại chúng hiểu không? Định nghiệp tức là những cái bất khả kháng, nó sẽ phải xảy ra. Với sức của ta, với tất cả các duyên của ta, không thể nào dừng được cái việc ấy nó xảy ra, gọi là định nghiệp, thưa đại chúng. Đấy, với sức của cái cậu bé 10 tuổi này đạp xe nhanh như thế, bất chợt nhìn thấy cái ổ gà như thế thì không thể dừng lại được và nó phải rơi xuống hố. Nhưng còn với anh thanh niên kia thì cái việc ấy lại không phải là định nghiệp của người ta. Cho nên cũng trong một cái việc này, có người này sẽ là định nghiệp, nhưng người khác cũng cái tội ấy lại không phải là định nghiệp. Nha. Thì ở đây Đức Phật nói, khi cái nào đã là định nghiệp của chúng sinh thì Phật cũng không thể chuyển được định nghiệp của chúng sinh. Đấy. Vậy nên chúng ta tránh, không nên tạo ra những các định nghiệp ác sau này trổ quả không thể cứu được. Cái định nghiệp ác, nhất là năm cái tội trọng, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng. Đó, những cái việc vừa rồi là phá hòa hợp tăng đấy, thưa đại chúng, tội rất nặng đấy, không phải nhỏ đâu. Đó. Thế thì đấy là
cái thứ nhất mà Phật không thể làm được, cái bất năng, không có khả năng làm được của Phật. Cái thứ hai là Đức Phật không thể độ được người vô duyên với mình. Những người vô duyên, tức là không có duyên với Phật, thì Phật cũng không độ người ta được. Đấy. Thì trong kinh có kể câu chuyện có bà già mà Đức Phật đi đến độ bà, làm sao mà Đức Phật nói pháp là bà bịt tai lại mà không nghe. Thế mới lạ chứ này. Thế thì Đức Phật, bà bịt tai thì Đức Phật lại đứng chặn trước mặt bà, thì bà quay mặt đi, quay mặt đằng này. Đức Phật hiện thân ra đằng này thì bà lại quay mặt đằng kia, nghĩa là bà không chấp nhận mà không nghe. Phật không thể nói pháp cho bà ấy được. Thế và sau đó thì Đức Phật mới, Ngài biết là à, có ông La Hầu La là có duyên với bà cụ này, gọi La Hầu La đến là sẽ độ được bà này. Thế thì La Hầu La lúc ấy mới là một chú tiểu bé tí thôi. Đấy. Chúng ta biết La Hầu La đi tu lúc 7 tuổi mà. La Hầu La là con trai của Đức Phật đấy. Đấy, con trai. Thế thì La Hầu La đến một cái thì bà lão lại, bà nhìn thấy La Hầu La, thế là bà thích rồi. La Hầu La nói gì cái bà nghe ngay. Đấy, thế là cuối cùng là La Hầu La độ được cho cái bà lão này. Đấy, thì chúng ta thấy là Đức Phật còn có những cái gọi là không thể độ những người vô duyên với mình. Nhá. Tất nhiên nói về hiện tại một kiếp, chứ còn Đức Phật thì sẽ độ được tất cả chúng sinh. Nếu tính thời gian dài, trong kiếp này có thể không có duyên độ người này, nhưng mà Ngài sẽ để lại nhân duyên để độ người này trong nhiều kiếp về sau. Đấy, đấy là cái bất năng thứ hai. Cái bất năng thứ ba là Đức Phật không thể độ tận chúng sinh giới. À, bất năng độ tận chúng sinh giới, tức là không thể độ được hết chúng sinh. Vì chúng sinh là vô tận, vô lượng, vô biên. Đã gọi là vô biên là không thể nào độ hết được, thưa đại chúng. Nhá. Cái đấy là sự thật đấy. Mỗi Đức Phật, mỗi một kiếp của Ngài độ được một lượng bao nhiêu chúng sinh đấy. À, chứ còn không thể độ được hết chúng sinh. Cho nên chư Phật Bồ Tát cứ phải độ mãi. Ngài Địa Tạng cũng thế, cứ độ mãi, cho nên Bồ Tát Địa Tạng cứ là Bồ Tát mãi thôi. Vì Ngài nói là bao giờ chúng sinh độ tận, Ngài mới chứng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật. Tất nhiên nói không bao giờ thành Phật, nhưng mà Ngài chính thức cũng thành Phật rồi. Nghe không? Ngài còn lão luyện chả kém gì Phật cả, vì Ngài độ bao nhiêu chúng sinh như thế. Đấy, thì chúng ta hiểu cái giáo lý của Phật như vậy nhé. Chúng sinh nhiều, vô lượng, vô biên, cho nên độ không thể nào độ hết được. Với cái sức của Phật mà cũng không độ hết được. Cứ độ mãi và độ mãi, vì chúng sinh là vô lượng. Đấy, thì để chúng ta hiểu về cái điều này, thì xin trả lời cho bạn Phi Long cũng như toàn thể đại chúng, chúng ta nắm được nha. Bạn này con nick là Nguyễn Diệp hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi muốn thỉnh Thầy trả lời giúp ạ. À, con là một Phật tử tu học tại Chùa Ba Vàng, nhưng vì điều kiện công việc nên con ít có dịp được về nghe Thầy giảng Pháp. Ở cơ quan làm việc, con có một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy có thắc mắc nhờ con thỉnh Thầy giải đáp thế này. Cô ấy đi xem bói, Thầy bói nói rằng cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ 3 bát hương rồi. Thêm bát hương bản mệnh của cô ấy là 4, thì Thầy bói lại bảo số 4 là số xấu, nên cô ấy phải lập thêm ban thờ thần tài để thờ 5 bát hương, tránh số 4 ạ. Con từng nghe Thầy giảng và Thầy giải đáp thắc mắc cho các Phật tử khác là không nên thờ bát hương bản mệnh. Con giải thích cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng cô ấy lại bảo nếu bỏ bát hương bản mệnh đi thì trong nhà lại có 4 bát hương. Cô ấy cũng không muốn thờ thần tài nữa, nhưng đã lập nên rồi, bây giờ bỏ đi không thờ nữa thì cô ấy không biết làm như thế nào để cho đúng và mình không bị phạm đến các thần ạ. Con xin mong Thầy trả lời giúp con. Ê, thưa đại chúng, cái này Thầy cũng đã giải thích rồi, nghe không? Thứ nhất, cái chuyện thờ thần tài, Thầy nói là cái đó không cần thiết, đây nó là một cái truyền thuyết thôi. Và cái việc thờ phụng của dân chúng ta nhiều năm rồi, thờ ông thần tài là rất sai, thờ không đúng cách. Nếu đúng cái nghĩa chữ thờ, đã gọi là tôn thờ là phải kính trọng, mà cung kính ấy, hay là tôn thờ, thế tôn thờ là phải tôn, là phải cao lên. Đã tôn vì tôn cái nền nhà, tức là nền nhà phải cao lên. Thế ta gọi là tôn thờ ông thần tài, mà lại đặt ông ở dưới đất. Thầy vẫn nói vui đấy, mà hay đặt ông ở cửa nhà, đi ra đi vào là Thầy bảo là phẩy bụi vào mặt ông ấy, đúng không? Đó, áo váy gì là
tung bay qua mặt ông thần tài hết đấy. Thầy hỏi thế thì còn gì là tôn kính ông nữa? Bây giờ thầy nói mấy chú đây cho các chú làm thần tài kiểu ấy, các chú có chịu không? Suốt ngày ngồi đấy để mà hít bụi đấy vào, ai thích thế cả? Ai thích? Nghe không? Cho nên thờ như thế là không đúng cách. Nếu đã thờ thì phải đặt lên cao. Đó. Thứ hai nữa là thần tài ấy, thì nói thế, trong Phật giáo chúng ta thì không có ai phúc báu bằng Phật cả. Nghe không? Đức Phật là vô lượng phước báu. Nghe không? Các Đức Bồ Tát mới là phước báu lớn. Phước báu từ các ngài ra mới là lớn. Kinh Phật dạy đấy, công đức một sợi lông chân của Phật thôi bằng hết thảy tam thiên đại thiên thế giới cộng lại cũng không bằng. Đấy, một sợi lông một chân của Phật thôi. Chúng ta biết là ai phúc báo lớn nha. Cho nên đã là Phật tử thì không cần thiết phải thờ thần tài. Không cần thiết nha. Cái này nó không cần thiết. Thứ nữa là thờ ba bát hương hay bốn bát hương hay năm bát hương nó cũng thế nha. Mình đối với đạo Phật không có đặt nặng. Tại sao mình là có ba bát hương hay là năm bát hương để cho nó có cái điểm giữa. Đó, thường thầy bốc bát hương cho các Phật tử, thường bốc ba bát hương. Bát hương ở giữa là thờ Phật. Bát hương bên tay trái của mình ấy là thờ gia tiên tiền tổ. Bát hương bên tay phải là thờ các vị hộ pháp thiện thần, nghe không? Đấy, những cái vị hộ pháp, những các vị thiện thần là người ta hộ trì cho Phật pháp, nghe không? Là mình thờ. Và ba bát hương thì nó có bát hương chủ ở giữa. Thờ bốn thì không có cái bát nào làm chủ ở giữa cả, nghe không? Thế nên con số 3, con số 5 là vì nó có cái chủ ở giữa, thế thôi. Nhìn cái ban thờ nó cân đối và nó có cái trung tâm, chứ không phải vì là năm là thiêng hay năm là số sinh hay thế nọ thế kia. Cái đó là người ta tính thế. Tại vì ngày xưa người ta nói là sinh lão bệnh tử, nghe không? Thế thì năm thì lại là sinh. Thế bây giờ người ta không cần chữ bệnh nữa mà sinh lão tử thôi chứ. Không? Thì sao? Thì số 3 sinh lão tử sinh, thì số 4 thầy trở thành sinh. Hoặc là sinh rồi bệnh rồi tử, bỏ chữ lão đi. Vì có nhiều người chưa kịp già đã chết rồi. Thầy nói là sinh bệnh rồi tử luôn hay sao? Nghe không? Đấy, thế cho cái chuyện mà đặt lên cái chuyện này là nó không phải, cái lý của nó là như vậy nhé. Không phải do số 5 hay là số 3 là số tốt, không phải. Hay số 4 là số tử là không tốt, không phải thế. Thì nó hoàn toàn không đúng nha. Con số là do chúng ta đặt ra. Đấy, thì các Phật tử chỉ làm sao mình thờ cho nó có ý nghĩa và thờ đúng pháp là được. Đó. Có một bạn xin được giấu tên hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút. Mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng. Nghe không? Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. Đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau. Giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó, người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người, thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp
trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu, nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? Rèn luyện, và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng. Nếu mà anh chàng này không có ý chí, không rèn luyện, cứ để nguyên cái bản nghiệp của các kiếp trước thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo, nghe không? Gầy tỏng, gầy tong, như thế, không thay đổi. Đó, thế rồi bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ, họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn, rồi hao tốn tiền của, mất sức khỏe để được một cái hình tướng. Thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn. Có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật. Thì muốn đi phẫu thuật thì phải tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi phẫu thuật. Phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn. Đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy. Để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật, dễ nhìn hơn. Thế còn chúng ta không trả nghiệp qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp, nghe không? Chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy. Đấy, thế thì thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra, tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên những người có cái thân tướng thế này thì thường có cái tính như thế này. Và có cái tính thế này. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói này, nhất lé nhì lùn, ví dụ thế, nghe không? Nhất lé nhì lùn. Thì mình thống kê, mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế, họ cũng thường rất là đặc biệt, tức là cũng rất là quái, tức là tinh quái, cũng rất là gớm, không phải là vừa, nghe không? Các cụ biết rồi. Thế còn xem tướng con vật thì ví dụ như là đi xem con bò thì làm sao? Gọi bò thì phải tai lá mít, gọi là tai lá mít đít lồng bàn, thì con bò như thế thì rất khỏe. Nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò, cho nên thầy biết các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi, cái mông của nó như cái lồng bàn ấy, thế là con này khỏe lắm, là chọn con đấy đấy. Đấy. Hay là cái bụng nó mình phà thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe. Rồi xem tướng con lợn thì sao? Đấy. Con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì nó béo hay không, nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa người ta đã thống kê, người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra. Và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng. Và chúng ta phản ánh cái quá khứ. Hiện tại là phản ánh quá khứ. Nhìn vào hiện tại, người ta biết được quá khứ mình thế nào, biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào, và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa. Không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu, trừ những bậc đặc biệt. Nghe không? Ngày hôm, những năm tháng trước tôi xấu, đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín. Nó nhận diện về con người, về tính nết và có thể
có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Thế thì nếu nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy, tu như lúc nãy Phật dạy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng, thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta. Nghe không? Từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm, bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn, trông đáng, rất đáng yêu, thế là mình tốt rồi. Nghe không? Ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm, bây giờ nó tu học Phật Pháp một thời gian, trông nó sáng, sáng sủa hẳn ra. Nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói thật các Phật tử, có nhiều sư Thầy thì lúc ở tại gia xấu dữ lắm, mà cạo tóc đi xuất gia một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa. Đấy là tu, chuyển tướng. Nghe không? Rõ ràng. Thế thì cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng, người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng, tức là người chồng của người phụ nữ đó không được sống thọ, hai người ít được đi cùng với nhau chọn cái đường đời. Đấy, để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy, cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy, mà thấy gò má cao, thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này. Nó hết gò má cao. Ta tu lên. Nghe không? Đấy. Thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được? Nha. Thì nhất tất nhiên rồi, Thầy biết thế này. Cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy, sát người, sát đây là giết đấy, làm chết. Là sao? Mà sát cái người là gần gũi với mình nhất, cái người thề thốt trăm năm với mình ấy, thì biết rằng cái người này có cái nghiệp quá khứ của mình, hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp, là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình, những người kề cận với mình, những người chia sẻ với mình, nghe không? Những người gắn bó với mình, thân thiết, mà mình ác hại người ta, thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà sát chồng. Cái người chồng là cái người kề cận, ăn đời ở kiếp với mình. Đấy, Thầy nói đấy là cái duyên. Và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy. Vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy, ta phải tu, tu cái tâm gì? Từ bi yêu thương. Đấy, cái tâm từ bi yêu thương nhé. Ta không có những cái tâm ác hại nữa, ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều. Ta thực tập phóng sinh, ta thực tập những các cái hành động yêu thương và đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé. Cái người như thế, có tướng như thế, phải tu cái tâm ấy. Thì dần dần nhé, tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên, nó phúc hậu lên, là thấy gò má mình không cao nữa. Thấy không? Nó như vậy đấy. Thưa đại chúng, lúc ấy ta chuyển tướng, có thể thế này, cái tướng nó chuyển chưa kịp, nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà. Và cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo, nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển. Mình sẽ không còn cái nghiệp sát ấy nữa, không nghiệp sát phu nữa nhé. Đấy, thế thì Thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều, bớt những cái tâm ác hại, tâm hại người, ác hại người, nhất là những người gần gũi với mình, cộng tác, cộng sự với mình phải có tâm yêu thương họ nhé, là mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra, thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp sát phu này nhé. Đấy, thì chúc cho bạn sớm đạt được coi như là cái điều mình ước nguyện. Có Facebook của bạn Thơm Đặng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, nếu người Phật tử mà lỡ phá năm giới thì có phải đến chùa để quy y lại không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, Phật tử tại gia chúng ta sau khi quy y Tam Bảo thì chúng ta thường làm lễ thọ trì năm giới cấm. Nghe không? Thế thì chúng ta biết rằng đã có giữ thì thể nào cũng có phạm. Nghe không? Nếu mà không phải giữ nữa thì một là không thọ, hai là không phạm. Nghe không? Cho nên đã phải giữ nghĩa là nó có
nguy cơ sẽ phạm. Đấy, còn cái mà nó đã vững chắc rồi thì không cần phải giữ nữa. Cũng giống như cái người đã không hút thuốc lá bao giờ thì chẳng bao giờ lại phải giữ không phải hút thuốc lá. Nghe không? Tôi có nghiện, tôi còn sợ thuốc lá nữa thì sao lại bảo tôi phải giữ gìn? Đấy, cho nên là người ta mới nói là thọ giới, phá giới còn gọi tỳ kheo, tức là đã thọ nhận, nghĩa là sẽ có duyên là phạm đấy. Vâng, chứ còn cái người mà hoàn toàn không bị thì lại không phải nghĩ đến cái chuyện thọ nữa. Đó, thế thì ở đây Phật tử tại gia cũng thế. Chúng ta đã thọ năm giới, tuy là năm giới nghe rất đơn giản, nhưng không phải ngay một lúc chúng ta thực tập giữ được ngay. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật tử tại gia thực tập giữ gìn năm giới. Mà đã là thực tập nghĩa là mình còn non nớt, chưa thể cứng cỏi được. Và đã non nớt thì thể nào cũng có thể phạm. Năm giới này chứ nói thế Phật tử rất dễ phạm. Giới nói dối rất dễ phạm. Giới gọi là trộm cắp cũng rất dễ phạm. Trộm cắp những cái lớn thì không dám, những cái lặt vặt có khi có. Nghe không? Đấy. Thế rồi giới sát sinh chúng ta cũng rất dễ phạm. Đó. Thì thưa đại chúng, với cái việc phạm giới này thì sao? Chúng ta phạm giới thì chúng ta đến chùa gặp chư tăng, chúng ta phát lộ sám hối, xin con xin từ nay trở đi giữ gìn trở lại cho thanh tịnh nhé. Phạm thì nên đến sám hối, gặp chư tăng để sám hối. Nghe không? Mình sám hối, con xin giữ gìn lại. Chư tăng ở trong chùa cũng thế. Lỡ ai có phạm giới, không phải chư tăng là không phạm giới đâu các Phật tử ạ. Các thầy những 250 giới cơ. Cho nên phạm là phạm rất nhiều đấy. Nghe không? 250 giới cơ mà. Là bên tăng, còn bên các sư cô này ấy, là 348 giới. Chứ có phải ít đâu. Cho nên phạm nhiều lắm đấy. Cho nên phải kiểm tâm kiểm giới hàng ngày ấy. Đấy, mà lỡ phạm, trừ phạm những tội rất nặng ấy. Còn những cái tội, những cái giới nhỏ nhẹ là phạm thường xuyên ấy nữa. Nghe? Thì phạm rồi thì mình phải sám hối. Nhá, thì Đức Phật cho chúng ta cái pháp sám hối để chúng ta được tiêu cái tội phạm này đi nha. Thế còn chúng ta phải tu để cho chuyển được cái nghiệp phạm này đi. Nó có tội rồi còn có nghiệp, tạo ra tội thì còn có cái nghiệp nó đi theo. Ta sám hối ta hết được tội, nhưng mà còn cái nghiệp thì ta phải tu nó mới hết được nghiệp. Đó. Thế thì Phật tử này lỡ phạm cả năm giới thì đến chùa để sám hối, gặp chư tăng xin sám hối và phát nguyện giữ gìn trở lại, chứ không phải thọ giới trở lại, cũng không phải đi quy y trở lại. Chúng ta chỉ quy y một lần trong đời thôi là đủ rồi. Nghe không? Quy y một lần thôi là được nhé. Thì không phải quy y lại, chỉ đến xin sám hối và con nguyện từ nay con xin giữ gìn trở lại giới cho được thanh tịnh, cho được tốt là được. Đấy, chúng ta có phạm là chúng ta sám hối là được nhé. Có nick Facebook tên là Thanh Lệ hỏi rằng: Kính bạch Thầy, trong chuyện vừa rồi của chùa mình, con nghĩ rằng những người đã vu khống, hiểu lầm, phỉ báng chùa, phỉ báng chính pháp là do họ chưa có phúc duyên với chính pháp. Vậy khi đó, nếu con hồi hướng công đức tu tập, làm phúc của con cho tất cả những người đó thì có giúp cho họ phần nào sẽ sớm biết được sự thật hơn không? Rồi khi hồi hướng công đức như vậy, con cũng thắc mắc là mình nên hồi hướng công đức cho khắp tất cả chúng sinh hay chỉ hồi hướng công đức cho những người đó, trong hai cái này thì cái nào hiệu quả hơn? Con xin Thầy giảng giải cho con được biết con nên làm thế nào để được lợi ích nhất. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. Bạn Thanh Lệ hỏi rằng, trong câu chuyện của chùa chúng ta mấy tháng vừa qua thì bạn ấy nói rằng có những người đã vu khống cho chùa, phỉ báng chính pháp. Và bạn ấy nói rằng những người ấy là họ chưa có phước duyên với chính pháp, cho nên bạn ấy tu tập lấy công đức của mình để hồi hướng cho những người này, cho họ làm sao cho họ sẽ sớm biết được sự thật, sớm có duyên với chính pháp. Thế thì bây giờ bạn lăn tăn là bạn ấy hồi hướng thế thì
hồi hướng cho những người ấy hay là hồi hướng cho cả các chúng sinh? Nghe không? Thì hai cái này hồi hướng nào tốt hơn? Thì kính thưa đại chúng, cái hồi hướng nó có mấy cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất ấy, là chúng ta chia phước. Cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta thể hiện cái tâm nguyện của mình, gửi cái tâm nguyện của mình đến với cái đối tượng mình hồi hướng. Trong Kinh Địa Tạng thì nói rằng khi chúng ta làm một cái quả phúc hồi hướng cho người đã mất, thì quả ấy, phúc ấy được chia ra làm mấy phần? 7 phần, phải không? Thì người mất được 1 phần, còn người sống được 6 phần. Đấy, cái quả phúc đấy chia ra làm 7 phần, người mất được 1 phần, người sống được 6 phần. Đấy là chia phước đấy. Thế còn bây giờ chúng ta, bạn này bạn ấy cũng xin tu tập và làm phước, bạn hồi hướng. Thế thì chúng ta biết là chúng ta hồi hướng cái sự việc gì ta cần thiết, ta hồi hướng thì cái phước nó sẽ đến với người đó theo đúng cái luật của nó. Nghe không? Như Kinh Địa Tạng thì ta biết phước là nó sẽ chia ra, mình hồi hướng thế nào nó sẽ chia ra như thế. Nghe không? Thì con xin hồi hướng tất cả phước này cho người, cho cái người nào thì phước nó sẽ đến với người đấy. Duy nhất chỉ có cái là cái người mà hồi hướng ấy không bị mất phước đi mấy nha, không bị mất thì họ vẫn được có cái phước. Đấy, như trong Kinh Địa Tạng đấy, thì cái người mà làm phước ấy, bản thân họ vẫn được có phước mặc dù mình hồi hướng đi nha. Đấy, thế thì quả thật cái chỗ này thì ở đây thì Thầy nghĩ rằng bạn này bạn cũng có một cái tâm rất tốt, muốn hồi hướng cái phước của bạn ấy tu tập cho những người mà họ không hiểu chùa mình, họ vu khống, họ phỉ báng chùa, phỉ báng Phật Pháp trong cái thời gian vừa qua. Đấy là tâm nguyện lành của bạn ấy. Thế thì bạn ấy có thể hồi hướng đúng như tinh thần của Kinh Địa Tạng đấy, hồi hướng hết cả cho cái người ta cũng được, để cho người ta được hưởng cái quả phước cho trọn vẹn. Và thế còn nếu bạn chia phước cho tất cả chúng sinh thì có thể là nó sẽ ít đi, nghe không? Mỗi người sẽ được ít đi. Cái chuyện đó là nếu theo tinh thần chia phước của Kinh Địa Tạng thì nó sẽ ít đi, vì có quả phước ấy mà chia hết ra thì nó mỗi người được ít đi, nghe không? Thế cho nên trong kinh thì cũng chúng ta thường thấy rất nhiều câu chuyện khi một người làm cái quả phước này xong họ hồi hướng cho cái gì. Ví dụ như trong chuyện Kinh Mi Tiên ấy, thì vị Sa Di sau khi mà tu tập các công đức, mà đặc biệt là công đức quét chùa, vị xin hồi hướng công đức này cho tương lai vị sẽ trở thành một vị vua mà có oai lực và thâm hiểu Phật Pháp, có uy lực. Đó, hồi hướng để được làm vua. Thế do công đức ấy mà những kiếp sau vị ấy được tái sinh làm vua Milan Đà. Nghe không? Đấy, thế thì chúng ta thấy cái phước ấy ta hồi hướng đến việc gì thì ta tập trung vào việc đấy nha. Thế còn ở trên chùa chúng ta thường sau khi tu tập của tăng chúng này, đại chúng tụng kinh xong thì cũng thường hồi hướng chung cho tất cả chúng sinh. Thì đấy là tâm nguyện của các thầy. Những người xuất gia phải nghĩ cho tất cả chúng sinh chứ không thể nghĩ cho riêng một ai, nghe không? Thế còn nếu có thí chủ lên chùa đăng ký hôm nay nhà con làm lễ cúng dường cầu siêu cho hương linh ông bà con, bố mẹ con, thì các thầy phải hồi hướng cho hương linh đó theo tâm nguyện của thí chủ cúng dường. Họ cúng dường Tam Bảo, họ xin hồi hướng phước báu của họ cho cha mẹ ông bà tiên tổ đã khuất của họ, thì chư tăng phải hồi hướng cho đúng như cái tâm nguyện của họ nha. Thế thì ở đây thì Thầy cũng xin chia sẻ để cho bạn Thanh Lệ thấy hiểu cái hồi hướng công đức đúng theo tinh thần Kinh Địa Tạng là nó sẽ có chia phước báu nha, nó sẽ phân chia phước báu. Cho nên ta tập trung vào hồi hướng những cái việc chính nào mà mình mong cầu, mình ước nguyện. Đó. Chứ còn hồi hướng rộng thì nó sẽ phải chia phước rộng ra, thì nó sẽ ít đi. Đấy là theo đúng tinh thần của Kinh Địa Tạng. Thầy xin trả lời cho bạn Thanh Lệ biết nha. Có nick của bạn Phi Long hỏi rằng: Thưa Thầy, con có một thắc mắc. Theo như con được nghe Thầy giảng rằng Đức Phật là đấng giác ngộ, Ngài biết tất cả mọi thứ, nhưng sao con lại thấy vẫn có những cái Đức Phật không biết? Ví dụ như trong Kinh Địa Tạng, khi Đức Phật ở trên cung trời Đao Lợi
Đức Phật có nói là đến Ngài cũng không thể đếm xiết số thánh phàm mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở lâu xa đến nay đã độ. Xin trả lời bạn trong cũng như để cho đại chúng cùng tham khảo thế này. Quả thật Đức Phật gọi là bậc giác ngộ và cũng gọi là bậc toàn giác. Toàn giác tức là biết khắp, nghe không? Biết khắp, biết khắp cả. Thế nhưng ở đây chúng ta biết rằng có những cái biết khắp, tức là chúng ta hỏi gì thì Phật cũng sẽ biết được cái vấn đề đó. Thế nhưng chúng ta biết ấy, thứ nhất này, thời gian là vô tận, không gian này cũng là vô tận. Thời gian không có đầu, không có cuối. Bây giờ chúng ta muốn hỏi Đức Phật trăm nghìn vạn tỷ tỷ kiếp, Phật vẫn nói được. Mà chúng ta cũng còn không hỏi hết được ấy chứ. Bây giờ ai muốn hỏi Phật, con hỏi Phật rằng sau đây 1.000 vạn triệu ức tỷ năm nữa, con là cái gì? Phật cũng sẽ nói được luôn. Muốn hỏi hơn nữa, Phật cũng nói được. Hiểu không? Thế nghĩa là Phật biết suốt đấy chứ. Muốn hỏi những kiếp nào Phật biết, nhưng mà thời gian vẫn là vô cùng. Cho nên ấy, nói là trí Phật mà đi được hết thì nó đã là không cùng, thì trí Phật đi nhưng mà cũng thể đến bao giờ là cùng, có không có cùng cơ mà. Chúng ta hiểu không nào? Mặc dù ta hỏi Phật đến bất kỳ một kiếp nào, Đức Phật cũng biết. Xa cách chúng ta, sau này cách chúng ta ngàn vạn ức triệu tỷ tỷ năm, bao nhiêu con số cũng được, Phật vẫn biết được. Đấy. Như vậy là chúng ta thỏa mãn chưa? Thì cũng gọi là Phật là toàn giác chứ còn sao? Còn thì hỏi đến kiếp nào Phật cũng trả lời được. Anh muốn hỏi sự kiện sẽ xảy ra bao nhiêu kiếp sau tôi cũng nói được, Phật biết được hết. Đến nỗi mình còn không hỏi ra được những con số nữa, mình cũng chả nghĩ ra bao nhiêu con số nữa. Cứ ngồi đây mà chất một đống con số đây, mình cũng không đủ sức mà chất ra để mà hỏi Phật. Mình còn không hỏi hết, nghĩa là thỏa mãn tất cả cái trí của mình. Ý của bạn này, bạn nói là Đức Phật thì cũng không biết chúng sinh luân hồi từ bao giờ, nghe không? Đức Phật không thể đếm hết số những người Bồ Tát Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ. Ở đây Thầy nói thế này này, chỉ cần số mà Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không thể nói hết được rồi. Vì con số ấy gọi là vô lượng mà. Đã gọi là vô lượng thì còn đến Phật thì cũng phải thế. Vô lượng thì làm sao đến cùng được? Chúng ta hiểu không? Vô lượng là không có cùng. Không cùng thì làm sao mà còn đòi người ta có cùng được? Chứ còn anh mà có một cái đích cuối cùng, nói hỏi Phật là Phật biết. Thế thì Đức Địa Tạng cũng thế. Ngài đã từ vô lượng kiếp trước độ chúng sinh. Thầy chỉ nói chúng sinh đã được độ thôi. Thì Phật Thích Ca cũng không biết, không thể mà biết hết được. Vì không đến được cái cuối cùng của nó. Chúng ta cũng không hỏi được đến cái ngày số nào là số cuối cùng, số nào là số đầu tiên. Đấy, chúng ta học số học thì biết đấy. Số 0 này xong đến 1, 2, 3, 4 cho đến vô số. Dưới số 0 là âm, âm bao nhiêu cho đến vô số, âm vô số, âm vô hạn. Đấy, mình cũng không tìm được cái số cuối cùng. Đức Phật cũng thế thôi, nghe không? Như vậy nói thế thì chúng ta biết trí của Phật cũng đã là vô cùng rồi. Hai cái vô cùng nghĩa là không chạm nhau được, nghe không? Hai cái cùng vô cùng cả. Chúng ta thấy không? Chạm nhau sao? Đấy. Thế cho nên ấy, bạn ấy nói như vậy thì bạn phải tư duy. Thầy gợi mở đến cho bạn tư duy. Cái Đức Phật, Thầy chỉ cần nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không nói hết được. Chứ đừng nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đang độ và sẽ độ nữa. Chỉ một cái đã độ rồi mình cũng không thể tìm được con số cuối cùng rồi. Đấy, không thể tìm được. Mà chúng ta cũng hiểu rất dễ thôi. Nhưng nếu mà hỏi rằng đến kiếp này cách chúng ta 1 tỷ kiếp trước thì Bồ Tát Địa Tạng đã độ được bao nhiêu người, Đức Phật nói được ngay. 5 tỷ kiếp trước Đức Phật, Đức Địa Tạng độ được bao nhiêu người, Đức Phật Thích Ca nói được ngay. Nghe không? Không thiếu một người. Đấy, đấy nha. Đấy rồi bạn hỏi tiếp. A Nan, 3 lần Đức Phật lại còn đợi A Nan 3 lần thỉnh. Thế thì tại sao Phật không biết trước? Đương nhiên chúng ta biết thế này, Đức Phật là người rõ biết
không phải biết một ngày, hai ngày, trăm ngàn kiếp trước về sau cơ mà. Phật rõ biết, nhưng Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Nghe không? Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên, đã xuống đời này thì cũng thuận theo đời. Như cũng thế, ví dụ Đức Phật ăn vẫn phải có người thỉnh Phật, phải có người mời. Thế chẳng ai mời, tự nhiên mình ăn thì mình còn giá trị gì là Phật nữa. Ở đây, phải không? Đức Phật biết chứ sao không biết. Nhưng mà Đức Phật để theo cái lẽ tự nhiên, biết rằng, cũng biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình đâu. Nhưng Phật vẫn phải hỏi, nó đúng phép tắc, nghe không? Vẫn phải hỏi, vẫn phải nhắc. Đó, đại chúng hiểu không? Chứ không phải là Phật không biết. Đấy, tất cả một cái. Ở đây, thưa đại chúng, vào đến cái pháp mầu nhiệm này cũng không phải dễ nói đâu, thưa đại chúng. Không phải dễ nói. Có những cái Thầy nói, Thầy đã từng nói câu chuyện, có những cái linh cảm mà mình biết rõ ràng luôn, mà không thể giải thích cho người nào được. Không giải thích được. Biết rõ cái điều đấy sẽ xảy ra, và tí nữa nó xảy ra đúng như thế. Một cái linh cảm, ai nói được, không thể diễn giải, làm sao mà biết thế. Nó như vậy đấy. Đức Phật biết chứ không phải không biết. Ngài bao nhiêu kiếp này còn không biết mà. Còn biết mà, chứ tại sao lại nói là không biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình, mà còn mất công phải hỏi đến ba lần. Việc hỏi, Ngài vẫn cứ hỏi. Cho nên trong Kinh Phật chúng ta thường nói gì? Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi. Ngài biết chuyện chứ. Ví dụ năm ông tỳ kheo bị tai nạn, chui vào hang đá, bị đá nó lấp cửa hang, một tuần suýt chết. Sau đó rồi thì viên đá nó lăn đi, năm ông ấy thoát nạn. Về bạch Phật thì Đức Phật vẫn hỏi, mặc dù Ngài biết các ông gặp nạn, Ngài vẫn hỏi, thế các ông đi đường có bình an không? Ngài biết các ông bị nạn chứ sao không biết. Ngài vẫn hỏi, là vì Đức Phật đã xuống trần gian thì Ngài theo phép tắc của trần gian, như thuận theo trần gian. Nghe không? Chứ không phải không. Đấy, thì Thầy xin trả lời để cho bạn thế nhé. Và trong giáo pháp của Phật thì có nói Đức Phật có ba điều không thể, gọi là tam bất năng. Cho nên Đức Phật là toàn giác nhưng không phải toàn năng. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé, Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải toàn năng. Các tôn giáo khác thì họ thường cho giáo chủ của họ là đấng toàn năng. Ví dụ Đức Chúa, Đức Thượng Đế, Đức Ngọc Hoàng, Đức Thánh nọ, Thánh kia của các tôn giáo khác là đấng toàn năng. Nghe không? Thánh A-la là đấng toàn năng. Toàn năng nghĩa là làm gì cũng được, do chính họ sáng tạo ra thế giới này. Họ lập lên thế giới này, họ sáng tạo ra con người chúng ta. Họ cho chúng ta sống thì được sống, bắt chúng ta chết, chúng ta phải chết. Cho mình sướng thì mình được sướng, bắt mình khổ thì mình phải khổ. Đấy là họ toàn năng, toàn quyền. Các giáo chủ của các tôn giáo khác thường được tín đồ của mình tôn xưng và gán cho giáo chủ của mình là đấng toàn năng. Như Thượng Đế là đấng toàn năng. Nghe không? Thượng Đế là toàn năng rồi. Đấy. Trời là toàn năng rồi. Họ nghĩ thế. Nhưng thưa đại chúng, đây Đức Phật của chúng ta, Ngài nói rõ, Ngài cũng không phải là bậc toàn năng. Ngài toàn giác, Ngài hiểu biết khắp, hiểu biết hết, nhưng không phải là toàn năng. Không phải Phật muốn gì nó sẽ như thế đâu. Đó. Cho nên Đức Phật có ba cái điều Ngài không làm được, gọi là tam bất năng. Tam bất năng. Cái điều thứ nhất ý, đó là Đức Phật không thể ngay lập tức diệt được định nghiệp của chúng sinh. Gọi là định nghiệp của chúng sinh là Phật cũng bất khả chuyển ngay lập tức. Đấy, ví dụ Ngài Mục Kiều Liên là đại đệ tử của Phật, Ngài bị cái định nghiệp cuối đời phải bị một nhóm cướp nó đến, nó giết, nó băm xác Ngài ra. Mà Ngài Mục Kiều Liên là thần thông bậc nhất đấy, thưa đại chúng, mà kề cận với Phật đấy, mà Phật cũng không chuyển ngay lập tức được cái nghiệp ấy, không chuyển được định nghiệp. Cho nên ở đời chúng ta, khi chúng ta có những cái là định nghiệp, chúng ta phải chấp nhận, phải chấp nhận nhé. Định nghiệp tức là cái nghiệp nó đã chín mùi và nó đủ sức mạnh rồi, ta không thể chuyển được nó. Thầy hay lấy ví dụ thế này để các Phật tử dễ hiểu về định nghiệp.
có một cái xe đạp Thống Nhất, và cũng cái xe đạp đấy có hai người sẽ lần lượt sẽ đạp. Thứ nhất là một cháu bé 10 tuổi đạp cái xe đạp ấy trên một con đường. Nó đạp rất nhanh với một tốc độ ví dụ như là 30 cây số một giờ. Đấy, nó đạp với tốc độ đấy. Thế trên đường đi thì có một cái ổ gà rất là sâu. Thì cháu bé này nó đạp đến cái ổ gà đấy rồi. Với cái sức một đứa trẻ con có 10 tuổi thôi, nó bóp phanh này, nó xoạc chân ra để nó giữ quán tính cái xe. Nhưng mà nó không đủ sức vì nó đạp với cái tốc độ 30 cây số một giờ. Thì quán tính của cái xe ấy nó vẫn khiến cho cái xe lao xuống hố. Mặc dù nó bóp phanh, nó xoạc chân ra, nó giữ, nhưng không giữ nổi. Thế nhưng mà cũng cái xe đạp Thống Nhất ấy, một anh thanh niên 30 tuổi, mạnh khỏe, lực sĩ, cũng đạp với vận tốc 30 cây số một giờ, với thân hình của anh ấy, với tốc độ như thế. Và khi đến nơi anh cũng nhìn thấy cái ổ gà đấy, anh bóp phanh, xoạc chân ra, anh giữ được cái phanh, giữ được cái gà không rơi xuống hố. Thì sức của anh là sức một thanh niên 30 tuổi. Anh đủ sức anh giữ. Thế thì vậy thì ta thấy thế nào? Với cái xe ấy, với tốc độ ấy, thì với cậu bé này trở thành định nghiệp là phải rơi xuống hố, không thể nào cưỡng lại được. Nhưng với anh thanh niên này thì lại không trở thành định nghiệp. Đại chúng hiểu không? Định nghiệp tức là những cái bất khả kháng, nó sẽ phải xảy ra với sức của ta, với tất cả các duyên của ta, không thể nào dừng được cái việc ấy nó xảy ra, gọi là định nghiệp, thưa đại chúng. Đấy, với sức của cái cậu bé 10 tuổi này đạp xe nhanh như thế, bất chợt nhìn thấy cái ổ gà như thế thì không thể dừng lại được và nó phải rơi xuống hố. Nhưng còn với anh thanh niên kia thì cái việc ấy lại không phải là định nghiệp của người ta. Cho nên cũng trong một cái việc này, có người này sẽ là định nghiệp, nhưng người khác cũng cái tội ấy lại không phải là định nghiệp. Nha. Thì ở đây Đức Phật nói, khi cái nào đã là định nghiệp của chúng sinh thì Phật cũng không thể chuyển được định nghiệp của chúng sinh. Đấy. Vậy nên chúng ta tránh, không nên tạo ra những các định nghiệp ác, sau này trổ quả không thể cứu được cái định nghiệp ác. Nhất là năm cái tội trọng, phải không? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng. Đó, những cái việc vừa rồi là phá hòa hợp tăng đấy, thưa đại chúng. Tội rất nặng đấy, không phải nhỏ đâu. Đó. Thế thì đấy là cái thứ nhất mà Phật không thể làm được, cái bất năng, không có khả năng làm được của Phật. Cái thứ hai là Đức Phật không thể độ được người vô duyên với mình. Những người vô duyên, tức là không có duyên với Phật, thì Phật cũng không độ người ta được. Đấy. Thì trong kinh có kể câu chuyện có bà già mà Đức Phật đi đến độ bà, làm sao mà Đức Phật nói pháp là bà bịt tai lại, bà không nghe. Thế mới lạ chứ này. Thế thì Đức Phật, bà bịt tai thì Đức Phật đứng chặn trước mặt bà, thì bà quay mặt đi, quay mặt đằng này. Đức Phật hiện thân ra đằng này thì bà lại quay mặt đằng kia. Nghĩa là bà không chấp nhận mà không nghe. Phật không thể nói pháp cho bà ấy được. Thế và sau đó thì Đức Phật mới, Ngài biết là có ông La Hầu La là có duyên với bà cụ này. Gọi La Hầu La đến là sẽ độ được bà này. Thế thì La Hầu La lúc ấy mới là một chú tiểu bé tí thôi. Đấy. Chúng ta biết La Hầu La đi tu lúc 7 tuổi mà. La Hầu La là con trai của Đức Phật đấy. Đấy, con trai. Thế thì La Hầu La đến một cái thì bà lão này, bà nhìn thấy La Hầu La, thế là bà thích rồi. La Hầu La nói gì cái bà nghe ngay. Đấy, thế là cuối cùng là La Hầu La độ được cho cái bà lão này. Đấy, thì chúng ta thấy là Đức Phật còn có những cái gọi là không thể độ những người vô duyên với mình. Nhá. Tất nhiên nói về hiện tại một kiếp, chứ còn Đức Phật thì sẽ độ được tất cả chúng sinh. Nếu tính thời gian dài, trong kiếp này có thể không có duyên độ người này, nhưng mà Ngài sẽ để lại nhân duyên để độ người này trong nhiều kiếp về sau. Đấy. Đấy là cái bất năng thứ hai. Cái bất năng thứ ba là Đức Phật không thể độ tận chúng sinh giới. Bất năng độ tận chúng sinh giới, tức là không thể độ được hết chúng sinh. Vì chúng sinh là vô tận, vô lượng, vô biên. Đã gọi là vô biên là không thể nào độ hết được, thưa đại chúng. Nhá. Cái đấy là sự thật đấy.
mỗi Đức Phật, mỗi một kiếp của Ngài độ được một lượng bao nhiêu chúng sinh đấy. À, chứ còn không thể độ được hết chúng sinh. Cho nên chư Phật Bồ Tát cứ phải độ mãi. Ngài Địa Tạng cũng thế, cứ độ mãi, cho nên Bồ Tát Địa Tạng cứ là Bồ Tát mãi thôi. Vì Ngài nói là bao giờ chúng sinh độ tận, Ngài mới chứng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật. Tất nhiên nói không bao giờ thành Phật, nhưng mà Ngài chính thức cũng thành Phật rồi. Nghe không? Ngài còn lão luyện chả kém gì Phật cả, vì Ngài độ bao nhiêu chúng sinh như thế. Đấy thì chúng ta hiểu cái giáo lý của Phật như vậy nhé. Chúng sinh nhiều, vô lượng, vô biên, cho nên độ không thể nào độ hết được. Với cái sức của Phật mà cũng không độ hết được. Cái độ mãi và độ mãi thì chúng sinh là vô lượng. Đấy, thì để chúng ta hiểu về cái điều này thì xin trả lời cho bạn Phi Long cũng như toàn thể đại chúng chúng ta nắm được nha. Bạn này con nick là Nguyễn Diệp hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi muốn thỉnh Thầy trả lời giúp ạ. Con là một Phật tử tu học tại chùa Ba Vàng, nhưng vì điều kiện công việc nên con ít có dịp được về nghe Thầy giảng Pháp. Ở cơ quan làm việc, con có một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy có thắc mắc nhờ con thỉnh Thầy giải đáp thế này. Cô ấy đi xem bói, Thầy bói nói rằng cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ ba bát hương rồi, thêm bát hương bản mệnh của cô ấy là 4, thì Thầy bói lại bảo số 4 là số xấu, nên cô ấy phải lập thêm ban thờ thần tài để thờ 5 bát hương, tránh số 4 ạ. Con từng nghe Thầy giảng và Thầy giải đáp thắc mắc cho các Phật tử khác là không nên thờ bát hương bản mệnh. Con giải thích cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng cô ấy lại bảo nếu bỏ bát hương bản mệnh đi thì trong nhà lại có 4 bát hương. Cô ấy cũng không muốn thờ thần tài nữa, nhưng đã lập nên rồi, bây giờ bỏ đi không thờ nữa thì cô ấy không biết làm như thế nào để cho đúng và mình không bị phạm đến các thần ạ. Con xin mong Thầy trả lời giúp con. Ê, thưa đại chúng, cái này Thầy cũng đã giải thích rồi, nghe không? Thứ nhất, cái chuyện thờ thần tài, Thầy nói là cái đó không cần thiết, đây nó là một cái truyền thuyết thôi. Và cái việc thờ phụng của dân chúng ta nhiều năm rồi, thờ ông thần tài là rất sai, thờ không đúng cách. Nếu đúng cái nghĩa chữ thờ, đã gọi là tôn thờ là phải kính trọng, mà cung kính ấy, hay là tôn thờ, thế tôn thờ là phải tôn, là phải cao lên. Đã tôn vì tôn cái nền nhà, tức là nền nhà phải cao lên. Thế đã gọi là tôn thờ ông thần tài, mà lại đặt ông ở dưới đất. Thầy vẫn nói vui đấy, mà hay đặt ông ở cửa nhà, đi ra đi vào là Thầy bảo là phẩy bụi vào mặt ông ấy, đúng không? Đó, áo váy gì là tung bay qua mặt ông thần tài hết đó. Thầy hỏi thế thì còn gì là tôn kính ông nữa. Bây giờ Thầy nói mấy chú đây cho các chú làm thần tài kiểu ấy, các chú có chịu không? Suốt ngày ngồi đấy để mà hít bụi đấy vào, ai thích thế cả? Ai thích, nghe không? Cho nên thờ như thế là không đúng cách. Nếu đã thờ thì phải đặt lên cao. Đó. Thứ hai nữa là thần tài ấy, thì nói thế, trong Phật giáo chúng ta thì không có ai phúc báu bằng Phật cả, nghe không? Đức Phật là vô lượng phước báu, các đức Bồ Tát mới là phước báu lớn, phước báu từ các ngài ra mới là lớn. Kinh Phật dạy đấy, công đức một sợi lông chân của Phật thôi bằng hết thảy tam thiên đại thiên thế giới cộng lại cũng không bằng một sợi lông một chân của Phật thôi. Chúng ta biết là ai phúc báu lớn nha. Cho nên đã là Phật tử thì không cần thiết phải thờ thần tài, không cần thiết nha, cái này nó không cần thiết. Thứ nữa là thờ 3 bát hương hay 4 bát hương hay 5 bát hương nó cũng thế nha. Mình đối với đạo Phật thì không có đặt nặng. Tại sao mình là có 3 bát hương hay là 5 bát hương để cho nó có cái điểm giữa. Đó, thường Thầy bốc bát hương cho các Phật tử thường bốc 3 bát hương. Bát hương ở giữa là thờ Phật. Bát hương bên tay trái của mình ấy là thờ gia tiên tiền tổ. Bát hương bên tay phải là thờ các vị hộ pháp thiện thần, nghe không? Đấy, những cái vị hộ pháp, những các vị thiện thần là người ta hộ trì cho Phật Pháp, nghe không? Là mình thờ. Và 3 bát hương thì nó có bát hương chủ ở giữa. Thờ 4 thì không có cái bát nào làm chủ ở giữa cả, nghe không? Thế nên con số 3, con số 5 là vì nó có cái chủ ở giữa, thế thôi. Nhìn cái ban thờ nó cân đối và nó có cái trung tâm, chứ không phải vì là 5 là thiêng hay 5 là số sinh hay thế nọ thế kia. Cái đó là người ta tính thế. Tại vì ngày xưa người ta nói là sinh lão bệnh tử, nghe không? Thế thì năm thì lại là sinh.
Thế bây giờ người ta không cần chữa bệnh nữa mà sinh lão tử thôi chứ. Không? Thì sao? Thì số 3, sinh lão tử sinh. Số 4, thầy trở thành sinh. Hoặc là sinh rồi bệnh rồi tử, bỏ chữ lão đi. Vì có nhiều người chưa kịp già đã chết rồi. Thầy nói là sinh bệnh rồi tử luôn thì sao? Nghe không? Đấy, thế cho cái chuyện mà đặt lên cái chuyện này là nó không phải, cái lý của nó là như vậy nhé. Không phải do số 5 hay là số 3 là số tốt, không phải, hay số 4 là số tử là không tốt, không phải thế. Thì nó hoàn toàn không đúng nhé. Con số là do chúng ta đặt ra. Đấy, thì các Phật tử chỉ làm sao mình thờ cho nó có ý nghĩa và thờ đúng pháp là được. Đó. Có một bạn xin được giấu tên hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút. Mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bà này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng, nghe không? Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. Đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau, giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó, người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người, thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ, cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu. Nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? Rèn luyện, và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng. Nếu mà anh chàng này không có ý chí, không rèn luyện, cứ để nguyên cái bản nghiệp của các kiếp trước thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo, nghe không? Gầy tòng, gầy tong, như thế, không thay đổi. Đó, thế rồi bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ, họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn, rồi hao tốn tiền của, mất sức khỏe để được một cái hình tướng. Thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn. Có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật. Thì muốn đi phẫu thuật thì phải tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi phẫu thuật. Phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn. Đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy. Để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật, dễ nhìn hơn. Thế còn chúng ta không trả nghiệp
qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp, nghe không? Chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra. Tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách, nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên ý, những người có cái thân tướng thế này thì thường có cái tính như thế này. Wow, có cái tính thế này. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói này, nhất lé nhì lùn, ví dụ thế, nghe không? Nhất lé nhì lùn. Thì mình thống kê, mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế, họ cũng thường rất là đặc biệt, tức là cũng rất là quái, tức là tinh quái, cũng rất là gớm, không phải là vừa, nghe không? Các cụ biết rồi. Thế còn xem tướng con vật thì, ví dụ như là đi xem con bò thì làm sao? Gọi bò thì phải tai lá mít, gọi là tai lá mít, đít lồng bàn, thì con bò như thế thì rất khỏe. Nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò, cho nên thầy biết, các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi, cái mông của nó như cái lồng bàn ấy, thế là con này khỏe lắm, là chọn con đấy đấy. Đấy. Hay là cái bụng nó mình phà thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe. Rồi xem tướng con lợn thì sao? Đấy, con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì nó béo hay không. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa, người ta đã thống kê, người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra. Và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng. Và chúng ta phản ánh cái quá khứ, hiện tại là phản ánh quá khứ. Nhìn vào hiện tại, người ta biết được quá khứ mình thế nào, biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa. Không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu, trừ những bậc đặc biệt. Nghe không? Ngày hôm, những năm tháng trước tôi xấu, đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín. Nó nhận diện về con người, về tính nết và có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Thế thì nếu nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy, tu như lúc nãy Phật dạy ấy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta. Nghe không? Từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm, bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn, trông rất đáng yêu, thế là mình tốt rồi. Nghe không? Ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm, bây giờ nó tu học Phật Pháp một thời gian trông nó sáng sủa hẳn ra. Nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói thật các Phật tử, có nhiều sư Thầy thì lúc ở tại gia xấu dữ lắm, mà cạo tóc đi xuất gia một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa. Đấy là tu, chuyển tướng. Nghe không? Rõ ràng. Thế thì cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng, người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng, tức là người chồng của người phụ nữ đó không được sống thọ, hai người ít được đi cùng với nhau chọn cái đường đời. Đấy, để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy, cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy, mà thấy gò má cao thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này. Nghe không? Nó hết gò má cao. Ta tu lên. Nghe không? Đấy, thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được? Thì nhất tất nhiên rồi, Thầy biết thế này. Cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy, sát người, sát đây là giết đấy, làm chết. Là sao? Mà sát cái người là gần gũi với mình nhất,
cái người thề thốt trăm năm với mình ấy, thì biết rằng cái người này có cái nghiệp quá khứ của mình hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp, là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình, những người kề cận với mình, những người chia sẻ với mình, nghe không? Những người gắn bó với mình thân thiết mà mình ác hại người ta, thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà sát chồng. Cái người chồng là cái người kề cận ăn đời ở kiếp với mình. Đấy, Thầy nói đấy là cái duyên. Và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy. Vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy, ta phải tu, tu cái tâm gì? Từ bi yêu thương. Đấy, cái tâm từ bi yêu thương nhé. Ta không có những cái tâm ác hại nữa, ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều. Ta thực tập phóng sinh, ta thực tập những các cái hành động yêu thương và đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé. Cái người như thế, có tướng như thế, phải tu cái tâm ấy, thì dần dần á, tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên, nó phúc hậu lên, là thấy gò má mình không cao nữa. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà lúc ấy ta chuyển tướng, có thể thế này, cái tướng nó chuyển chưa kịp, nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà. Và cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo, nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển. Mình sẽ không còn cái nghiệp sát ấy nữa, không nghiệp sát phu nữa nhé. Đấy, thế thì Thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều, bớt những cái tâm ác hại, tâm hại người, ác hại người, nhất là những người gần gũi với mình, cộng tác, cộng sự với mình phải có tâm yêu thương họ nhé, là mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra, thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp sát phu này nhé. Đấy, thì chúc cho bạn sớm đạt được coi như là cái điều mình ước nguyện. Có Facebook của bạn Thơm Đặng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, nếu người Phật tử mà lỡ phá năm giới thì có phải đến chùa để quy y lại không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, Phật tử tại gia chúng ta sau khi quy Tam Bảo thì chúng ta thường làm lễ thọ trì năm giới cấm, nghe không? Thế thì chúng ta biết rằng đã có giữ thì thế nào cũng có phạm, nghe không? Nếu mà không phải giữ nữa thì một là không thọ, hai là không phạm, nghe không? Cho nên đã phải giữ nghĩa là nó có nguy cơ sẽ phạm. Đấy, còn cái mà nó đã vững chắc rồi thì không cần phải giữ nữa. Cũng giống như cái người đã không hút thuốc lá bao giờ thì chẳng bao giờ lại phải giữ không phải hút thuốc lá, nghe không? Tôi có nghiện, tôi còn sợ thuốc lá nữa thì sao lại bảo tôi phải giữ gìn? Đấy, cho nên là người ta mới nói là thọ giới, phá giới còn gọi tỳ kheo, tức là đã thọ nhận, nghĩa là sẽ có duyên là phạm đấy. Vào, chứ còn cái người mà hoàn toàn không bị thì lại không phải nghĩ đến cái chuyện thọ nữa. Đó. Thế thì ở đây Phật tử tại gia cũng thế. Chúng ta đã thọ năm giới, tuy là năm giới nghe rất đơn giản, nhưng không phải ngay một lúc chúng ta thực tập giữ được ngay. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật tử tại gia thực tập giữ gìn năm giới. Mà đã là thực tập nghĩa là mình còn non nớt, chưa thể cứng cỏi được. Và đã non nớt thì thể nào cũng có thể phạm. Năm giới này chứ nói thế Phật tử rất dễ phạm. Giới nói dối rất dễ phạm. Giới gọi là trộm cắp cũng rất dễ phạm. Trộm cắp những cái lớn thì không dám, những cái lặt vặt có khi có, nghe không? Đấy, thế rồi giới sát sinh chúng ta cũng rất dễ phạm. Đó, thì thưa đại chúng, với cái việc phạm giới này thì sao? Chúng ta phạm giới thì chúng ta đến chùa gặp chư Tăng, chúng ta phát lộ sám hối. Xin con xin từ nay trở đi giữ gìn trở lại cho thanh tịnh nhé. Phạm thì nên đến sám hối, gặp chư Tăng để sám hối, nghe không? Mình sám hối, con xin giữ gìn lại. Chư Tăng ở trong chùa cũng thế. Lỡ ai có phạm giới, không phải chư Tăng là không phạm giới đâu các Phật tử ạ. Các Thầy những 250 giới cơ, cho nên phạm là phạm rất nhiều đấy. Nghe không? 250 giới cơ mà. Là bên Tăng, còn bên các sư cô này ấy, là 348 giới, chứ có phải ít đâu.
cho nên nó phạm nhiều lắm đấy. Cho nên phải kiểm tâm, kiểm giới hàng ngày á. Đấy, mà lỡ phạm, trừ phạm những tội rất nặng thôi, còn những cái tội, những cái giới nhỏ nhẹ là phạm thường xuyên ấy nữa. Thì phạm rồi thì mình phải sám hối. Nhá, thì Đức Phật cho chúng ta cái pháp sám hối để chúng ta được tiêu cái tội phạm này đi. Nhá. Thế còn chúng ta phải tu để cho chuyển được cái nghiệp phạm này đi. Nó có tội rồi còn có nghiệp, tạo ra tội thì còn có cái nghiệp nó đi theo. Ta sám hối, ta hết được tội, nhưng mà còn cái nghiệp thì ta phải tu nó mới hết được nghiệp. Đó. Thế thì Phật tử này lỡ phạm cả năm giới thì đến chùa để sám hối, gặp chư Tăng xin sám hối và phát nguyện giữ gìn trở lại, chứ không phải thọ giới trở lại, cũng không phải đi quy y trở lại. Chúng ta chỉ quy y một lần trong đời thôi là đủ rồi. Nghe không? Quy y một lần thôi là được nhé. Thì không phải quy y lại, chỉ đến xin sám hối và con nguyện từ nay con xin giữ gìn trở lại giới cho được thanh tịnh, cho được tốt là được. Đấy, chúng ta có phạm là chúng ta sám hối là được nha. Có nick Facebook tên là Thanh Lệ hỏi rằng: Kính bạch Thầy, trong chuyện vừa rồi của chùa mình, con nghĩ rằng những người đã vu khống, hiểu lầm, phỉ báng chùa, phỉ báng chính pháp là do họ chưa có phúc duyên với chính pháp. Vậy khi đó, nếu con hồi hướng công đức tu tập, làm phúc của con cho tất cả những người đó thì có giúp cho họ phần nào sẽ sớm biết được sự thật hơn không? Rồi khi hồi hướng công đức như vậy, con cũng thắc mắc là mình nên hồi hướng công đức cho khắp tất cả chúng sinh hay chỉ hồi hướng công đức cho những người đó, trong hai cái này thì cái nào hiệu quả hơn? Con xin Thầy giảng giải cho con được biết con nên làm thế nào để được lợi ích nhất. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. À, bạn Thanh Lệ hỏi rằng trong câu chuyện của chùa chúng ta mấy tháng vừa qua thì bạn ấy nói rằng có những người đã vu khống cho chùa, phỉ báng chính pháp. Và bạn ấy nói rằng những người ấy là họ chưa có phước duyên với chính pháp. Cho nên bạn ấy tu tập, lấy công đức của mình để hồi hướng cho những người này, cho họ làm sao cho họ sẽ sớm biết được sự thật, sớm có duyên với chính pháp. Thế thì bây giờ bạn lăn tăn là bạn ấy hồi hướng thế thì hồi hướng cho những người ấy hay là hồi hướng cho cả các chúng sinh? Nghe không? Thì hai cái này hồi hướng nào tốt hơn? Thì kính thưa đại chúng, cái hồi hướng nó có mấy cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất ấy, là chúng ta chia phước. Cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta thể hiện cái tâm nguyện của mình, gửi cái tâm nguyện của mình đến với cái đối tượng mình hồi hướng. Trong Kinh Địa Tạng thì nói rằng khi chúng ta làm một cái quả phúc hồi hướng cho người đã mất thì quả ấy, phúc ấy được chia ra làm mấy phần? 7 phần, phải không? Thì người mất được 1 phần, còn người sống được 6 phần. Đấy, cái quả phúc đấy chia ra làm 7 phần. Người mất được 1 phần, người sống được 6 phần. Đấy là chia phước đấy. Thế còn bây giờ chúng ta, bạn này bạn ấy cũng xin tu tập và làm phước, bạn hồi hướng. Thế thì chúng ta biết là chúng ta hồi hướng cái sự việc gì ta cần thiết, ta hồi hướng thì cái phước nó sẽ đến với người đó theo đúng cái luật của nó. Nghe không? Như Kinh Địa Tạng thì ta biết phước là nó sẽ chia ra, mình hồi hướng thế nào nó sẽ chia ra như thế. Nghe không? Thì con xin hồi hướng tất cả phước này cho người, cho cái người nào thì phước nó sẽ đến với người đấy. Duy nhất chỉ có cái là cái người mà hồi hướng ấy không bị mất phước đi mấy. Nha, không bị mất thì họ vẫn được có cái phước. Đấy, như trong Kinh Địa Tạng đấy, thì cái người mà làm phước ấy, bản thân họ vẫn được có phước mặc dù mình hồi hướng đi. Nha. Đấy, thế thì quả thật cái chỗ này thì ở đây thì Thầy nghĩ rằng bạn này bạn cũng có một cái tâm rất tốt, muốn hồi hướng cái phước của bạn ấy tu tập cho những người mà họ không hiểu chùa mình, họ vu khống, họ phỉ báng chùa, phỉ báng Phật Pháp. À, trong cái thời gian vừa qua
Đấy là tâm nguyện lành của bạn ấy. Thế thì bạn ấy có thể hồi hướng đúng như tinh thần của Kinh Địa Tạng đấy, hồi hướng hết cả cho cái người ta cũng được, để cho người ta được hưởng cái quả phước cho trọn vẹn. Và thế còn nếu bạn chia phước cho tất cả chúng sinh thì có thể là nó sẽ ít đi, nghe không? Mỗi người sẽ được ít đi. Cái chuyện đó là nếu theo tinh thần chia phước của Kinh Địa Tạng thì nó sẽ ít đi, vì có quả phước ấy mà chia hết á, thì nó mỗi người được ít đi, nghe không? Thế cho nên trong kinh thì cũng chúng ta thường thấy rất nhiều câu chuyện khi một người làm cái quả phước này xong họ hồi hướng cho cái gì. Ví dụ như trong chuyện Kinh Mi Tiên ấy, thì vị Sa Di sau khi mà tu tập các công đức, mà đặc biệt là công đức quét chùa, vị xin hồi hướng công đức này cho tương lai vị sẽ trở thành một vị vua mà có oai lực và thâm hiểu Phật Pháp, có uy lực đó, hồi hướng để được làm vua. Thế do công đức ấy mà những kiếp sau vị ấy được tái sinh làm vua Milan Đà, nghe không? Đấy, thế thì chúng ta thấy cái phước ấy, ta hồi hướng đến việc gì thì ta tập trung vào việc đấy nha. Thế còn ở trên chùa chúng ta thường sau khi tu tập của tăng chúng này, tại chúng tụng kinh xong thì cũng thường hồi hướng chung cho tất cả chúng sinh. Thì đấy là tâm nguyện của các thầy. Những người xuất gia phải nghĩ cho tất cả chúng sinh, chứ không thể nghĩ cho riêng một ai, nghe không? Thế còn nếu có thí chủ lên chùa đăng ký hôm nay nhà con làm lễ cúng dường cầu siêu cho hương linh ông bà con, bố mẹ con, thì các thầy phải hồi hướng cho hương linh đó theo tâm nguyện của thí chủ cúng dường. Họ cúng dường Tam Bảo, họ xin hồi hướng phước báu của họ cho cha mẹ ông bà tiên tổ đã khuất của họ, thì chư tăng phải hồi hướng cho đúng như cái tâm nguyện của họ nha. Thế thì ở đây thì thầy cũng xin chia sẻ để cho bạn Thanh Lệ thấy hiểu cái hồi hướng công đức đúng theo tinh thần Kinh Địa Tạng là nó sẽ có chia phước báu nha, nó sẽ phân chia phước báu. Cho nên ta tập trung vào hồi hướng những cái việc chính nào mà mình mong cầu, mình ước nguyện. Đó. Chứ còn hồi hướng rộng thì nó sẽ phải chia phước rộng ra, thì nó sẽ ít đi. Đấy là theo đúng tinh thần của Kinh Địa Tạng. Thầy xin trả lời cho bạn Thanh Lệ biết nha. Có nick của bạn Phi Long hỏi rằng: Thưa Thầy, con có một thắc mắc. Theo như con được nghe Thầy giảng rằng Đức Phật là đấng giác ngộ, Ngài biết tất cả mọi thứ, nhưng sao con lại thấy vẫn có những cái Đức Phật không biết? Ví dụ như trong Kinh Địa Tạng, khi Đức Phật ở trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật có nói là đến Ngài cũng không thể đếm xiết số thánh phàm mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở lâu xa đến nay đã độ. Xin trả lời bạn Long cũng như để cho đại chúng cùng tham khảo thế này. Quả thật Đức Phật gọi là bậc giác ngộ và cũng gọi là bậc toàn giác. Toàn giác tức là biết khắp, nghe không? Biết khắp cả. Thế nhưng ở đây chúng ta biết rằng có những cái biết khắp, tức là chúng ta hỏi gì thì Phật cũng sẽ biết được cái vấn đề đó. Thế nhưng chúng ta biết ấy, thứ nhất này, thời gian là vô tận, không gian này cũng là vô tận. Thời gian không có đầu, không có cuối. Bây giờ chúng ta muốn hỏi Đức Phật trăm nghìn vạn tỷ tỷ kiếp Phật vẫn nói được, mà chúng ta cũng còn không hỏi hết được ấy chứ. Bây giờ ai muốn hỏi Phật, con hỏi Phật rằng sau đây 1.000 vạn triệu ức tỷ năm nữa con là cái gì? Phật cũng sẽ nói được luôn. Muốn hỏi hơn nữa Phật cũng nói được, hiểu không? Thế nghĩa là Phật biết suốt đấy chứ. Muốn hỏi những kiếp nào Phật biết, nhưng mà thời gian vẫn là vô cùng. Cho nên ý, nói là trí Phật mà đi được hết thì nó đã là không cùng. Thì trí Phật đi nhưng mà cũng thể đến bao giờ là cùng, có không có cùng cơ mà. Chúng ta hiểu không nào? Mặc dù ta hỏi Phật đến bất kỳ một kiếp nào, Đức Phật cũng biết. Xa cách chúng ta, sau này cách chúng ta 1.000 vạn ức triệu tỷ tỷ năm, bao nhiêu con số cũng được, Phật vẫn biết được. Đấy, như vậy là chúng ta thỏa mãn chưa? Thì cũng gọi là Phật là toàn giác chứ còn sao. Còn thì hỏi đến kiếp nào Phật cũng trả lời được. Anh muốn hỏi sự kiện sẽ xảy ra bao nhiêu kiếp sau tôi cũng nói được.
Phật biết được hết. Đến nỗi mình còn không hỏi ra được những con số nữa, mình cũng chả nghĩ ra bao nhiêu con số nữa. Cứ ngồi đây mà chất một đống con số đây, mình cũng không đủ sức mà chất ra để mà hỏi Phật. Mình còn không hỏi hết, nghĩa là thỏa mãn tất cả cái trí của mình. Ý của bạn này, bạn nói là Đức Phật thì cũng không biết chúng sinh luân hồi từ bao giờ, nghe không? Đức Phật không thể đếm hết số những người Bồ Tát Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ. Ở đây Thầy nói thế này này, chỉ cần số mà Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không thể nói hết được rồi. Vì con số ấy gọi là vô lượng mà. Đã gọi là vô lượng thì còn đến Phật thì cũng phải thế. Vô lượng thì làm sao đến cùng được? Chúng ta hiểu không? Vô lượng là không có cùng. Không cùng thì làm sao mà còn đòi người ta có cùng được? Chứ còn anh mà có một cái đích cuối cùng nó hỏi Phật là Phật biết. Thế thì Đức Địa Tạng cũng thế. Ngài đã từ vô lượng kiếp trước độ chúng sinh. Thầy chỉ nói chúng sinh đã được độ thôi. Thì Phật Thích Ca cũng không biết, không thể mà biết hết được, vì không đến được cái cuối cùng của nó. Chúng ta cũng không hỏi được đến cái ngày, số nào là số cuối cùng, số nào là số đầu tiên. Đấy, chúng ta học số học thì biết đấy. Số 0 này xong đến 1, 2, 3, 4 cho đến vô số. Dưới số 0 là âm, âm bao nhiêu cho đến vô số, âm vô số, âm vô hạn. Đấy, mình cũng không tìm được cái số cuối cùng. Đức Phật cũng thế thôi, nghe không? Như vậy nói thế thì chúng ta biết trí của Phật cũng đã là vô cùng rồi. Hai cái vô cùng nghĩa là không chạm nhau được, nghe không? Hai cái cùng vô cùng cả. Chúng ta thấy không? Chạm nhau sao? Đấy. Thế cho nên ấy, bạn ấy nói như vậy thì bạn phải tư duy. Thầy gợi mở để cho bạn tư duy. Cái Đức Phật, Thầy chỉ cần nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không nói hết được. Chứ đừng nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đang độ và sẽ độ nữa. Chỉ một cái đã độ rồi, mình cũng không thể tìm được con số cuối cùng rồi. Không thể tìm được. Mà chúng ta cũng hiểu rất dễ thôi. Nhưng nếu mà hỏi rằng đến kiếp này cách chúng ta 1 tỷ kiếp trước thì Bồ Tát Địa Tạng đã độ được bao nhiêu người, Đức Phật nói được ngay. 5 tỷ kiếp trước Đức Phật, Đức Địa Tạng độ được bao nhiêu người, Đức Phật Thích Ca nói được ngay. Nghe không? Không thiếu một người. Đấy nha. Đấy rồi, bạn hỏi tiếp. A Nan, 3 lần Đức Phật lại còn đợi A Nan 3 lần thỉnh. Thế thì tại sao Phật không biết trước? Đương nhiên chúng ta biết thế này. Đức Phật là người rõ biết. Không phải biết 1 ngày, 2 ngày, 100.000 kiếp trước về sau cơ mà. Phật rõ biết. Nhưng Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Nghe không? Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Đã xuống đời này thì cũng thuận theo đời. Như cũng thế, ví dụ Đức Phật ăn vẫn phải có người thỉnh Phật, phải có người mời. Thế chẳng ai mời mà tự nhiên mình ăn thì mình còn giá trị gì là Phật nữa. Ở đây, phải không? Đức Phật biết chứ sao không biết. Nhưng mà Đức Phật để theo cái lẽ tự nhiên. Biết rằng, cũng biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình đâu. Nhưng Phật vẫn phải hỏi, nó đúng phép tắc, nghe không? Vẫn phải hỏi, vẫn phải nhắc. Đó, đại chúng hiểu không? Chứ không phải là Phật không biết. Đấy, tất cả một cái. Ở đây thưa đại chúng, vào đến cái pháp mầu nhiệm này cũng không phải dễ nói đâu, thưa đại chúng. Không phải dễ nói. Có những cái, Thầy nói, Thầy đã từng nói câu chuyện. Có những cái linh cảm mà mình biết rõ ràng luôn, mà không thể giải thích cho người nào được. Không giải thích được. Biết rõ cái điều đấy sẽ xảy ra. Và tí nữa nó xảy ra đúng như thế. Một cái linh cảm, ai nói được, không thể diễn giải, làm sao mà biết thế. Nó như vậy đấy. Đức Phật biết chứ không phải không biết. Ngài bao nhiêu kiếp này còn không biết mà. Còn biết mà, chứ tại sao lại nói là không biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình, mà còn mất công phải hỏi đến 3 lần. Việc hỏi, Ngài vẫn cứ hỏi. Cho nên trong Kinh Phật chúng ta thường nói gì? Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi. Ngài biết chuyện chứ. Ví dụ 5 ông tỳ kheo bị tai nạn chui vào hang đá, bị đá nó lấp cửa hang, 1 tuần suýt chết. Sau đó rồi thì viên đá nó lăn đi, 5 ông ấy thoát nạn, về bạch Phật. Thì Đức Phật vẫn hỏi, mặc dù Ngài biết các ông gặp nạn,
Ngài vẫn hỏi, thế các ông đi đường có bình an không? Ngài biết các ông bị nạn chứ sao không biết. Ngài vẫn hỏi là vì Đức Phật đã xuống trần gian thì Ngài theo phép tắc của trần gian, như thuận theo trần gian. Nghe không? Chứ không phải không. Đấy, thì Thầy xin trả lời để cho bạn thế nhé. Và trong giáo pháp của Phật thì có nói Đức Phật có ba điều không thể, gọi là tam bất năng. Cho nên Đức Phật là toàn giác nhưng không phải toàn năng. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé, Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải toàn năng. Các tôn giáo khác thì họ thường cho giáo chủ của họ là đấng toàn năng. Ví dụ Đức Chúa, Đức Thượng Đế, Đức Ngọc Hoàng, Đức Thánh nọ Thánh kia của các tôn giáo khác là đấng toàn năng. Nghe không? Thánh A-la là đấng toàn năng. Toàn năng nghĩa là làm gì cũng được, do chính họ sáng tạo ra thế giới này, họ lập lên thế giới này, họ sáng tạo ra con người chúng ta, họ cho chúng ta sống thì được sống, bắt chúng ta chết chúng ta phải chết, cho mình sướng thì mình được sướng, bắt mình khổ thì mình phải khổ. Đấy là họ toàn năng toàn quyền. Các giáo chủ của các tôn giáo khác thường được tín đồ của mình tôn xưng và gán cho giáo chủ của mình là đấng toàn năng, như Thượng Đế là đấng toàn năng. Nghe không? Thượng Đế là toàn năng rồi. Đấy. Trời là toàn năng rồi, họ nghĩ thế. Nhưng thưa đại chúng, đây Đức Phật của chúng ta, Ngài nói rõ Ngài cũng không phải là bậc toàn năng. Ngài toàn giác, Ngài hiểu biết khắp, hiểu biết hết, nhưng không phải là toàn năng. Không phải Phật muốn gì nó sẽ như thế đâu. Đó. Cho nên Đức Phật có ba cái điều Ngài không làm được, gọi là tam bất năng. Tam bất năng. Cái điều thứ nhất ý, đó là Đức Phật không thể ngay lập tức diệt được định nghiệp của chúng sinh. Gọi là định nghiệp của chúng sinh là Phật cũng bất khả chuyển ngay lập tức. Đấy, ví dụ Ngài Mục Kiều Liên là đại đệ tử của Phật, Ngài bị cái định nghiệp cuối đời phải bị một nhóm cướp nó đến, nó giết, nó băm xác Ngài ra. Mà Ngài Mục Kiều Liên là thần thông bậc nhất đấy, thưa đại chúng. Mà kề cận với Phật đấy, mà Phật cũng không chuyển ngay lập tức được cái nghiệp ấy, không chuyển được định nghiệp. Cho nên ở đời chúng ta, khi chúng ta có những cái là định nghiệp, chúng ta phải chấp nhận, phải chấp nhận nhé. Định nghiệp tức là cái nghiệp nó đã chín mùi và nó đủ sức mạnh rồi, ta không thể chuyển được nó. Thầy hay lấy ví dụ thế này để các Phật tử dễ hiểu về định nghiệp. Có một cái xe đạp thống nhất, và cũng cái xe đạp đấy có hai người sẽ lần lượt sẽ đạp. Thứ nhất là một cháu bé 10 tuổi đạp cái xe đạp ấy trên một con đường. Nó đạp rất nhanh với một tốc độ ví dụ như là 30 cây số một giờ. Đấy, nó đạp với tốc độ đấy. Thế trên đường đi thì có một cái ổ gà rất là sâu. Thì cháu bé này nó đạp đến cái ổ gà đấy rồi. Với cái sức một đứa trẻ con có 10 tuổi thôi, nó bóp phanh này, nó xoạc chân ra để nó giữ quán tính cái xe, nhưng mà nó không đủ sức vì nó đạp với cái tốc độ 30 cây số một giờ, thì quán tính của cái xe ấy nó vẫn khiến cho cái xe lao xuống hố. Mặc dù nó bóp phanh, nó xoạc chân ra, nó giữ nhưng không giữ nổi. Thế nhưng mà cũng cái xe đạp thống nhất ấy, một anh thanh niên 30 tuổi mạnh khỏe lực sĩ cũng đạp với vận tốc 30 cây số một giờ, với thân hình của anh ấy, với tốc độ như thế. Và khi đến nơi anh cũng nhìn thấy cái ổ gà đấy, anh bóp phanh xoạc chân ra, anh giữ được cái phanh, giữ được cái gà không rơi xuống hố. Thì sức của anh là sức một thanh niên 30 tuổi. Anh đủ sức anh giữ. Thế thì vậy thì ta thấy thế nào? Với cái xe ấy, với tốc độ ấy, thì với cậu bé này trở thành định nghiệp là phải rơi xuống hố, không thể nào cưỡng lại được. Nhưng với anh thanh niên này thì lại không trở thành định nghiệp. Đại chúng hiểu không? Định nghiệp tức là những cái bất khả kháng, nó sẽ phải xảy ra với sức của ta, với tất cả các duyên của ta, không thể nào dừng được cái việc ấy nó xảy ra, gọi là định nghiệp, thưa đại chúng. Đấy, với sức của cái cậu bé 10 tuổi này, đạp xe nhanh như thế,
bất chợt nhìn thấy cái ổ gà như thế thì không thể dừng lại được và nó phải rơi xuống hố. Nhưng còn với anh thanh niên kia thì cái việc ấy lại không phải là định nghiệp của người ta. Cho nên cũng trong một cái việc này, có người này sẽ là định nghiệp, nhưng người khác cũng cái tội ấy lại không phải là định nghiệp. Nha. Thì ở đây Đức Phật nói, khi cái nào đã là định nghiệp của chúng sinh thì Phật cũng không thể chuyển được định nghiệp của chúng sinh. Đấy. Vậy nên chúng ta tránh, không nên tạo ra những các định nghiệp ác sau này trổ quả không thể cứu được cái định nghiệp ác. Nhất là năm cái tội trọng, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng. Đó, những cái việc vừa rồi là phá hòa hợp tăng đấy, thưa đại chúng, tội rất nặng đấy, không phải nhỏ đâu. Đó. Thế thì đấy là cái thứ nhất mà Phật không thể làm được, cái bất năng, không có khả năng làm được của Phật. Cái thứ hai là Đức Phật không thể độ được người vô duyên với mình. Những người vô duyên, tức là không có duyên với Phật, thì Phật cũng không độ người ta được. Đấy. Thì trong kinh có kể câu chuyện có bà già mà Đức Phật đi đến độ bà, làm sao mà Đức Phật nói pháp là bà bịt tai lại, bà không nghe. Thế mới lạ chứ này. Thế thì Đức Phật, bà bịt tai thì Đức Phật đứng chặn trước mặt bà, thì bà quay mặt đi, quay mặt đằng này. Đức Phật hiện thân ra đằng này thì bà lại quay mặt đằng kia, nghĩa là bà không chấp nhận mà không nghe. Phật không thể nói pháp cho bà ấy được. Thế và sau đó thì Đức Phật mới, Ngài biết là có ông La Hầu La là có duyên với bà cụ này, gọi La Hầu La đến là sẽ độ được bà này. Thế thì La Hầu La lúc ấy mới là một chú tiểu bé tí thôi. Chúng ta biết La Hầu La đi tu lúc 7 tuổi mà. La Hầu La là con trai của Đức Phật đấy. Con trai. Thế thì La Hầu La đến một cái thì bà lão này, bà nhìn thấy La Hầu La, thế là bà thích rồi. La Hầu La nói gì cái bà nghe ngay. Đấy, thế là cuối cùng là La Hầu La độ được cho cái bà lão này. Đấy, thì chúng ta thấy là Đức Phật còn có những cái gọi là không thể độ những người vô duyên với mình. Nhá. Tất nhiên nói về hiện tại một kiếp, chứ còn Đức Phật thì sẽ độ được tất cả chúng sinh nếu tính thời gian dài. Trong kiếp này có thể không có duyên độ người này, nhưng mà Ngài sẽ để lại nhân duyên để độ người này trong nhiều kiếp về sau. Đấy. Đấy là cái bất năng thứ hai. Cái bất năng thứ ba là Đức Phật không thể độ tận chúng sinh giới. Bất năng độ tận chúng sinh giới, tức là không thể độ được hết chúng sinh. Vì chúng sinh là vô tận, vô lượng, vô biên. Đã gọi là vô biên là không thể nào độ hết được, thưa đại chúng. Nhá. Cái đấy là sự thật đấy. Mỗi Đức Phật, mỗi một kiếp của Ngài độ được một lượng bao nhiêu chúng sinh đấy. Chứ còn không thể độ được hết chúng sinh. Cho nên chư Phật Bồ Tát cứ phải độ mãi. Ngài Địa Tạng cũng thế, cứ độ mãi, cho nên Bồ Tát Địa Tạng cứ là Bồ Tát mãi thôi. Vì Ngài nói là bao giờ chúng sinh độ tận, Ngài mới chứng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật. Tất nhiên nói không bao giờ thành Phật, nhưng mà Ngài chính thức cũng thành Phật rồi. Nghe không? Ngài còn lão luyện chả kém gì Phật cả, vì Ngài độ bao nhiêu chúng sinh như thế. Đấy, thì chúng ta hiểu cái giáo lý của Phật như vậy nhé. Chúng sinh nhiều, vô lượng, vô biên, cho nên độ không thể nào độ hết được. Với cái sức của Phật mà cũng không độ hết được. Cái độ mãi và độ mãi, vì chúng sinh là vô lượng. Đấy, thì để chúng ta hiểu về cái điều này, thì xin trả lời cho bạn Phi Long cũng như toàn thể đại chúng, chúng ta nắm được nha. Bạn này con nick là Nguyễn Diệp hỏi rằng, kính bạch Thầy, con có một câu hỏi muốn thỉnh Thầy trả lời giúp ạ. Con là một Phật tử tu học tại Chùa Ba Vàng, nhưng vì điều kiện công việc nên con ít có dịp được về nghe Thầy giảng Pháp. Ở cơ quan làm việc, con có một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy có thắc mắc nhờ con thỉnh Thầy giải đáp thế này. Cô ấy đi xem bói, Thầy bói nói rằng cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ 3 bát hương rồi. Thêm bát hương bản mệnh của cô ấy là 4, thì Thầy bói lại bảo số 4 là số xấu. Nên cô ấy phải lập thêm ban thờ thần tài để thờ 5 bát hương, tránh số 4 ạ. Con từng nghe Thầy giảng và Thầy giải đáp thắc mắc cho các Phật tử khác là không nên thờ bát hương bản mệnh. Con giải thích cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng cô ấy lại bảo nếu bỏ bát hương bản mệnh đi thì trong nhà lại có 4 bát hương. Cô ấy cũng không muốn thờ thần tài nữa,
nhưng đã lập nên rồi, bây giờ bỏ đi không thờ nữa thì cô ấy không biết làm như thế nào để cho đúng và mình không bị phạm đến các thần hạ. Con xin mong Thầy trả lời giúp con. Ê, thưa đại chúng, cái này Thầy cũng đã giải thích rồi, nghe không? Thứ nhất, cái chuyện thờ thần tài, Thầy nói là cái đó không cần thiết, đây nó là một cái truyền thuyết thôi. Và cái việc thờ phụng của dân chúng ta nhiều năm rồi, thờ ông thần tài là rất sai, thờ không đúng cách. Nếu đúng cái nghĩa chữ thờ, đã gọi là tôn thờ là phải kính trọng, mà cung kính ấy, hay là tôn thờ, thế tôn thờ là phải tôn, là phải cao lên. Đã tôn vì tôn cái nền nhà, tức là nền nhà phải cao lên. Thế đã gọi là tôn thờ ông thần tài, mà lại đặt ông ở dưới đất. Thầy vẫn nói vui đấy, mà hay đặt ông ở cửa nhà, đi ra đi vào là Thầy bảo là phẩy bụi vào mặt ông ấy, đúng không? Đó, áo váy gì là tung bay qua mặt ông thần tài hết đó. Thầy hỏi thế thì còn gì là tôn kính ông nữa? Bây giờ Thầy nói mấy chú đây cho các chú làm thần tài kiểu ấy, các chú có chịu không? Suốt ngày ngồi đấy để mà hít bụi đấy vào, ai thích thế cả? Ai thích, nghe không? Cho nên thờ như thế là không đúng cách. Nếu đã thờ thì phải đặt lên cao. Đó. Thứ hai nữa là thần tài ấy, thì nói thế, trong Phật giáo chúng ta thì không có ai phúc báu bằng Phật cả, nghe không? Đức Phật là vô lượng phước báu, nghe không? Các Đức Bồ Tát mới là phước báu lớn, phước báu từ các ngài ra mới là lớn. Kinh Phật dạy đấy, công đức một sợi lông chân của Phật thôi bằng hết thảy tam thiên đại thiên thế giới cộng lại cũng không bằng một sợi lông một chân của Phật thôi. Chúng ta biết là ai phúc báo lớn nha. Cho nên đã là Phật tử thì không cần thiết phải thờ thần tài, không cần thiết nha. Cái này nó không cần thiết. Thứ nữa là thờ ba bát hương hay bốn bát hương hay năm bát hương nó cũng thế nha. Mình đối với đạo Phật thì không có đặt nặng. Tại sao mình là có ba bát hương hay là năm bát hương để cho nó có cái điểm giữa? Đó, thường Thầy bốc bát hương cho các Phật tử, thường bốc ba bát hương. Bát hương ở giữa là thờ Phật. Bát hương bên tay trái của mình ấy là thờ gia tiên tiền tổ. Bát hương bên tay phải là thờ các vị hộ pháp thiện thần. Nghe không? Đấy, những cái vị hộ pháp, những các vị thiện thần là người ta hộ trì cho Phật Pháp. Nghe không? Là mình thờ. Và ba bát hương thì nó có bát hương chủ ở giữa. Thờ bốn thì không có cái bát nào làm chủ ở giữa cả. Nghe không? Thế nên con số 3, con số 5 là vì nó có cái chủ ở giữa, thế thôi. Nhìn cái ban thờ nó cân đối và nó có cái trung tâm. Chứ không phải vì là 5 là thiêng hay 5 là số sinh hay thế nọ thế kia. Cái đó là người ta tính thế. Tại vì ngày xưa người ta nói là sinh, lão, bệnh, tử, nghe không? Thế thì 5 thì lại là sinh. Thế bây giờ người ta không cần chữ bệnh nữa mà sinh, lão, tử thôi chứ. Không? Thì sao? Thì số 3, sinh, lão, tử, sinh. À, số 4 thầy trở thành sinh, hoặc là sinh rồi bệnh rồi tử, bỏ chữ lão đi vì có nhiều người chưa kịp già đã chết rồi. Thầy nói là cái sinh bệnh rồi tử luôn hay sao, nghe không? Đấy, thế cho cái chuyện mà đặt lên cái chuyện này là nó không phải, cái lý của nó là như vậy nhé. Không phải do số 5 hay là số 3 là số tốt, không phải, hay số 4 là số tử là không tốt, không phải thế. Bây giờ nó hoàn toàn không đúng nhé. Con số là do chúng ta đặt ra. Đấy, thì các Phật tử chỉ làm sao mình thờ cho nó có ý nghĩa và thờ đúng pháp là được. Đó. Có một bạn xin được giấu tên hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút. Mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bà này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng, nghe không? Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. Đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau, giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó,
người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người, thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ, cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu, nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? Rèn luyện, và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng. Nếu mà anh chàng này không có ý chí, không rèn luyện, cứ để nguyên cái bản nghiệp của các kiếp trước thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo, nghe không? Gầy tỏng, gầy tong, như thế, không thay đổi. Đó, thế rồi bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ, họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn, rồi hao tốn tiền của, mất sức khỏe để được một cái hình tướng. Thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn. Có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật. Thì muốn đi phẫu thuật thì phải tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi phẫu thuật. Phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn. Đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy. Để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật, dễ nhìn hơn. Thế còn chúng ta không trả nghiệp qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp, nghe không? Chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy. Đấy, thế thì thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra. Tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên ý, những người có cái thân tướng thế này thì thường có cái tính như thế này. Và có cái tính thế này. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói này, nhất lé nhì lùn, ví dụ thế, nghe không? Nhất lé nhì lùn. Thì mình thống kê, mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế, họ cũng thường rất là đặc biệt, tức là cũng rất là quái, tức là tinh quái, cũng rất là gớm, không phải là vừa, nghe không? Các cụ biết rồi. Thế còn xem tướng con vật thì ví dụ như là đi xem con bò thì làm sao? Gọi bò thì phải tai lá mít, gọi là tai lá mít, đít lồng bàn, thì con bò như thế thì rất khỏe. Nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò, cho nên thầy biết các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi, cái mông của nó như cái lồng bàn ấy, thế là con này khỏe lắm, là chọn con đấy đấy. Đấy. Hay là cái bụng nó mình phà thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe. Rồi xem tướng con lợn thì sao? Đấy, con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì nó béo hay không. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa
người ta đã thống kê, người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra. Và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng. Và chúng ta phản ánh cái quá khứ, hiện tại là phản ánh quá khứ. Nhìn vào hiện tại, người ta biết được quá khứ mình thế nào, biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào, và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa. Không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu, trừ những bậc đặc biệt. Nghe không? Ngày hôm, những năm tháng trước tôi xấu, đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín. Nó nhận diện về con người, về tính nết, và có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Thế thì nếu nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy, tu như lúc nãy Phật dạy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng, thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta. Nghe không? Từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm, bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn, trông rất đáng yêu, thế là mình tốt rồi. Nghe không? Ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm, bây giờ nó tu học Phật Pháp một thời gian, trông nó sáng sủa hẳn ra. Nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói thật các Phật tử, có nhiều sư Thầy chứ lúc ở tại gia xấu dữ lắm, mà cạo tóc đi xuất gia một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa. Đấy là tu, chuyển tướng. Nghe không? Rõ ràng. Thế thì cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng, người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng, tức là người chồng của người phụ nữ đó không được sống thọ, hai người ít được đi cùng với nhau chọn cái đường đời. Đấy, để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy, cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy, mà thấy gò má cao, thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này. Nghe không? Nó hết gò má cao. Ta tu lên. Nghe không? Đấy. Thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được? Nghe? Thì nhất tất nhiên rồi, Thầy biết thế này. Cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy, sát người, sát đây là giết đấy, làm chết. Là sao? Mà sát cái người là gần gũi với mình nhất, cái người thề thốt trăm năm với mình ấy, thì biết rằng cái người này có cái nghiệp quá khứ của mình, hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp, là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình, những người kề cận với mình, những người chia sẻ với mình. Nghe không? Những người gắn bó với mình thân thiết mà mình ác hại người ta, thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà sát chồng. Cái người chồng là cái người kề cận ăn đời ở kiếp với mình. Đấy, Thầy nói đấy là cái duyên. Và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy. Vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy, ta phải tu cái tâm gì? Từ bi yêu thương. Đấy, cái tâm từ bi yêu thương nhé. Ta không có những cái tâm ác hại nữa, ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều. Ta thực tập phóng sinh, ta thực tập những các cái hành động yêu thương, và đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé. Cái người như thế, có tướng như thế, phải tu cái tâm ấy, thì dần dần á, tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên, nó phúc hậu lên, là thấy gò má mình không cao nữa. Thấy không? Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà lúc ấy ta chuyển tướng, có thể thế này, cái tướng nó chuyển chưa kịp, nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà. Và cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo, nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển. Mình sẽ không còn cái nghiệp sát ấy nữa, không nghiệp sát phu nữa nhé. Đấy, thế thì Thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều, bớt những cái tâm ác hại, tâm hại người, ác hại người, nhất là những người gần gũi với mình, cộng tác, cộng sự với mình phải có tâm yêu thương họ nhé, là mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra, thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp sát phu này nhé. Đấy, thì chúc cho bạn sớm đạt được coi như là
cái điều mình ước nguyện. Có Facebook của bạn Thơm Đặng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, nếu người Phật tử mà lỡ phá năm giới thì có phải đến chùa để quy y lại không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, Phật tử tại gia chúng ta sau khi quy Tam Bảo thì chúng ta thường làm lễ thọ trì năm giới cấm, nghe không? Thế thì chúng ta biết rằng đã có giữ thì thế nào cũng có phạm, nghe không? Nếu mà không phải giữ nữa thì một là không thọ, hai là không phạm, nghe không? Cho nên đã phải giữ nghĩa là nó có nguy cơ sẽ phạm. Đấy, còn cái mà nó đã vững chắc rồi thì không cần phải giữ nữa. Cũng giống như cái người đã không hút thuốc lá bao giờ thì chẳng bao giờ lại phải giữ không phải hút thuốc lá, nghe không? Tôi có nghiện, tôi còn sợ thuốc lá nữa thì sao lại bảo tôi phải giữ gìn? Đấy, cho nên là người ta mới nói là thọ giới, phá giới còn gọi tỳ kheo, tức là đã thọ nhận, nghĩa là sẽ có duyên là phạm đấy. Vâng, chứ còn cái người mà hoàn toàn không bị thì lại không phải nghĩ đến cái chuyện thọ nữa. Đó, thế thì ở đây Phật tử tại gia cũng thế. Chúng ta đã thọ năm giới, tuy là năm giới nghe rất đơn giản, nhưng không phải ngay một lúc chúng ta thực tập giữ được ngay. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật tử tại gia thực tập giữ gìn năm giới. Mà đã là thực tập nghĩa là mình còn non nớt, chưa thể cứng cỏi được. Và đã non nớt thì thể nào cũng có thể phạm. Năm giới này chứ nói thế Phật tử rất dễ phạm. Giới nói dối rất dễ phạm. Giới gọi là trộm cắp cũng rất dễ phạm. Trộm cắp những cái lớn thì không dám, những cái lặt vặt có khi có. Nghe không? Đấy. Thế rồi giới sát sinh chúng ta cũng rất dễ phạm. Đó. Thì thưa đại chúng, với cái việc phạm giới này thì sao? Chúng ta phạm giới thì chúng ta đến chùa gặp chư tăng chúng ta phát lộ sám hối. Xin con xin từ nay trở đi giữ gìn trở lại cho thanh tịnh nhé. Phạm thì nên đến sám hối, gặp chư tăng để sám hối. Nghe không? Mình sám hối, con xin giữ gìn lại. Chư tăng ở trong chùa cũng thế. Lỡ ai có phạm giới, không phải chư tăng là không phạm giới đâu các Phật tử ạ. Các thầy những 250 giới cơ. Cho nên phạm là phạm rất nhiều đấy. Nghe không? 250 giới cơ mà. Là bên tăng, còn bên các sư cô này ấy, là 348 giới. Chứ có phải ít đâu. Cho nên phạm nhiều lắm đấy. Cho nên phải kiểm tâm kiểm giới hàng ngày á. Mà lỡ phạm, trừ phạm những tội rất nặng ấy, còn những cái tội, những cái giới nhỏ nhẹ là phạm thường xuyên ấy nữa. Thì phạm rồi thì mình phải sám hối nhá. Thì Đức Phật cho chúng ta cái pháp sám hối để chúng ta được tiêu cái tội phạm này đi nhá. Thế còn chúng ta phải tu để cho chuyển được cái nghiệp phạm này đi. Nó có tội rồi còn có nghiệp, tạo ra tội thì còn có cái nghiệp nó đi theo. Ta sám hối ta hết được tội, nhưng mà còn cái nghiệp thì ta phải tu nó mới hết được nghiệp. Đó. Thế thì Phật tử này lỡ phạm cả năm giới thì đến chùa để sám hối, gặp chư tăng xin sám hối và phát nguyện giữ gìn trở lại, chứ không phải thọ giới trở lại, cũng không phải đi quy y trở lại. Chúng ta chỉ quy y một lần trong đời thôi là đủ rồi, nghe không? Quy y một lần thôi là được nhé. Thì không phải quy y lại, chỉ đến xin sám hối và con nguyện từ nay con xin giữ gìn trở lại giới cho được thanh tịnh, cho được tốt là được. Đấy, chúng ta có phạm là chúng ta sám hối là được nha. Có nick Facebook tên là Thanh Lệ hỏi rằng: Kính bạch Thầy, trong chuyện vừa rồi của chùa mình, con nghĩ rằng những người đã vu khống, hiểu lầm, phỉ báng chùa, phỉ báng chính pháp là do họ chưa có phúc duyên với chính pháp. Vậy khi đó, nếu con hồi hướng công đức tu tập, làm phúc của con cho tất cả những người đó thì có giúp cho họ phần nào sẽ sớm biết được sự thật hơn không? Rồi khi hồi hướng công đức như vậy,
con cũng thắc mắc là mình nên hồi hướng công đức cho khắp tất cả chúng sinh hay chỉ hồi hướng công đức cho những người đó. Trong hai cái này thì cái nào hiệu quả hơn? Con xin Thầy giảng giải cho con được biết con nên làm thế nào để được lợi ích nhất. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. À, bạn Thanh Lệ hỏi rằng, trong câu chuyện của chùa chúng ta mấy tháng vừa qua, thì bạn ấy nói rằng có những người đã vu khống cho chùa, phỉ báng chính pháp. Và bạn ấy nói rằng những người ấy là họ chưa có phước duyên với chính pháp, cho nên bạn ấy tu tập lấy công đức của mình để hồi hướng cho những người này, cho họ làm sao cho họ sẽ sớm biết được sự thật, sớm có duyên với chính pháp. Thế thì bây giờ bạn lăn tăn là bạn ấy hồi hướng thế thì hồi hướng cho những người ấy hay là hồi hướng cho cả các chúng sinh? Nghe không? Thì hai cái này hồi hướng nào tốt hơn? Thì kính thưa đại chúng, cái hồi hướng nó có mấy cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất ấy, là chúng ta chia phước. Cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta thể hiện cái tâm nguyện của mình, gửi cái tâm nguyện của mình đến với cái đối tượng mình hồi hướng. Trong Kinh Địa Tạng thì nói rằng khi chúng ta làm một cái quả phúc hồi hướng cho người đã mất thì quả ấy, phúc ấy được chia ra làm mấy phần? 7 phần, phải không? Thì người mất được 1 phần, còn người sống được 6 phần. Đấy, cái quả phúc đấy chia ra làm 7 phần, người mất được 1 phần, người sống được 6 phần. Đấy là chia phước đấy. Thế còn bây giờ chúng ta, bạn này bạn ấy cũng xin tu tập và làm phước, bạn hồi hướng. Thế thì chúng ta biết là chúng ta hồi hướng cái sự việc gì ta cần thiết, ta hồi hướng thì cái phước nó sẽ đến với người đó theo đúng cái luật của nó. Nghe không? Như Kinh Địa Tạng thì ta biết phước là nó sẽ chia ra, mình hồi hướng thế nào nó sẽ chia ra như thế. Nghe không? Thì con xin hồi hướng tất cả phước này cho người, cho cái người nào thì phước nó sẽ đến với người đấy. Duy nhất chỉ có cái là cái người mà hồi hướng ấy không bị mất phước đi mấy nha. Không bị mất thì họ vẫn được có cái phước. Đấy, như trong Kinh Địa Tạng ấy, thì cái người mà làm phước ấy, bản thân họ vẫn được có phước mặc dù mình hồi hướng đi nha. Đấy, thế thì quả thật cái chỗ này thì ở đây thì Thầy nghĩ rằng bạn này bạn cũng có một cái tâm rất tốt, muốn hồi hướng cái phước của bạn ấy tu tập cho những người mà họ không hiểu chùa mình, họ vu khống, họ phỉ báng chùa, phỉ báng Phật Pháp trong cái thời gian vừa qua. Đấy là tâm nguyện lành của bạn ấy. Thế thì bạn ấy có thể hồi hướng đúng như tinh thần của Kinh Địa Tạng đấy, hồi hướng hết cả cho cái người ta cũng được, để cho người ta được hưởng cái quả phước cho trọn vẹn. Và thế còn nếu bạn chia phước cho tất cả chúng sinh thì có thể là nó sẽ ít đi, nghe không? Mỗi người sẽ được ít đi. Cái chuyện đó là nếu theo tinh thần chia phước của Kinh Địa Tạng thì nó sẽ ít đi, vì có quả phước ấy mà chia hết thì nó mỗi người được ít đi, nghe không? Thế cho nên trong kinh thì cũng chúng ta thường thấy rất nhiều câu chuyện khi một người làm cái quả phước này xong họ hồi hướng cho cái gì. Ví dụ như trong chuyện Kinh Mi Tiên ấy, thì vị Sa Di sau khi mà tu tập các công đức, mà đặc biệt là công đức quét chùa, vị xin hồi hướng công đức này cho tương lai vị sẽ trở thành một vị vua mà có oai lực và thâm hiểu Phật Pháp, có uy lực. Đó, hồi hướng để được làm vua. Thế do công đức ấy mà những kiếp sau vị ấy được tái sinh làm vua Mi Lan Đà. Nghe không? Đấy, thế thì chúng ta thấy cái phước ấy ta hồi hướng đến việc gì thì ta tập trung vào việc đấy nha. Thế còn ở trên chùa chúng ta thường sau khi tu tập của tăng chúng này, đại chúng tụng kinh xong thì cũng thường hồi hướng chung cho tất cả chúng sinh. Thì đấy là tâm nguyện của các thầy. Những người xuất gia phải nghĩ cho tất cả chúng sinh chứ không thể nghĩ cho riêng một ai. Nghe không? Thế còn nếu có thí chủ lên chùa đăng ký hôm nay nhà con làm lễ cúng dường cầu siêu cho hương linh ông bà con, bố mẹ con, thì các thầy phải hồi hướng cho hương linh đó theo tâm nguyện của thí chủ cúng dường. Họ cúng dường Tam Bảo, họ xin hồi hướng phước báu của họ cho cha mẹ ông bà tiên tổ đã khuất của họ, thì chư tăng phải hồi hướng cho đúng như cái tâm nguyện của họ nha. Thế thì ở đây thì Thầy cũng xin chia sẻ để cho bạn Thanh Lệ thấy hiểu cái hồi hướng công đức đúng theo tinh thần Kinh Địa Tạng là nó sẽ có chia phước báu nha.
nó sẽ phân chia phước báo. Cho nên ta tập trung vào hồi hướng những cái việc chính nào mà mình mong cầu, mình ước nguyện. Đó. Chứ còn hồi hướng rộng thì nó sẽ phải chia phước rộng ra, thì nó sẽ ít đi. Đấy là theo đúng tinh thần của Kinh Địa Tạng. Thầy xin trả lời cho bạn Thanh Lệ biết nha. Có nick của bạn Phi Long hỏi rằng: Thưa Thầy, con có một thắc mắc. Theo như con được nghe Thầy giảng rằng Đức Phật là đấng giác ngộ, Ngài biết tất cả mọi thứ, nhưng sao con lại thấy vẫn có những cái Đức Phật không biết? Ví dụ như trong Kinh Địa Tạng, khi Đức Phật ở trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật có nói là đến Ngài cũng không thể đếm xiết số thánh phàm mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở lâu xa đến nay đã độ. Ông cũng như để cho đại chúng cùng tham khảo thế này. Quả thật, Đức Phật gọi là bậc giác ngộ và cũng gọi là bậc toàn giác. Toàn giác tức là biết khắp, nghe không? Biết khắp cả. Thế nhưng ở đây chúng ta biết rằng có những cái biết khắp, tức là chúng ta hỏi gì thì Phật cũng sẽ biết được cái vấn đề đó. Thế nhưng chúng ta biết ấy, thứ nhất này, thời gian là vô tận, không gian này cũng là vô tận. Thời gian không có đầu, không có cuối. Bây giờ chúng ta muốn hỏi Đức Phật trăm nghìn vạn tỷ tỷ kiếp, Phật vẫn nói được. Mà chúng ta cũng còn không hỏi hết được ấy chứ. Bây giờ ai muốn hỏi Phật, con hỏi Phật rằng sau đây 1.000.000.000.000 nữa, con là cái gì? Phật cũng sẽ nói được luôn. Muốn hỏi hơn nữa, Phật cũng nói được. Hiểu không? Thế nghĩa là Phật biết suốt đấy chứ. Muốn hỏi những kiếp nào Phật biết, nhưng mà thời gian vẫn là vô cùng. Cho nên ý, nói là trí Phật mà đi được hết thì nó đã là không cùng, thì trí Phật đi nhưng mà cũng thể đến bao giờ là cùng, có không có cùng cơ mà. Chúng ta hiểu không nào? Mặc dù ta hỏi Phật đến bất kỳ một kiếp nào, Đức Phật cũng biết. Xa cách chúng ta, sau này cách chúng ta ngàn vạn ức triệu tỷ tỷ năm, bao nhiêu con số cũng được, Phật vẫn biết được. Đấy. Như vậy là chúng ta thỏa mãn chưa? Thì cũng gọi là Phật là toàn giác chứ còn sao? Còn thì hỏi đến kiếp nào Phật cũng trả lời được. Anh muốn hỏi sự kiện sẽ xảy ra bao nhiêu kiếp sau tôi cũng nói được, Phật biết được hết. Đến nỗi mình còn không hỏi ra được những con số nữa, mình cũng chả nghĩ ra bao nhiêu con số nữa. Cứ ngồi đây mà chất một đống con số đây, mình cũng không đủ sức mà chất ra để mà hỏi Phật. Mình còn không hỏi hết, nghĩa là thỏa mãn tất cả cái trí của mình. Ý của bạn này, bạn nói là Đức Phật thì cũng không biết chúng sinh luân hồi từ bao giờ, nghe không? Đức Phật không thể đếm hết số những người Bồ Tát Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ. Ở đây Thầy nói thế này này, chỉ cần số mà Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không thể nói hết được rồi. Vì con số ấy gọi là vô lượng mà. Đã gọi là vô lượng thì còn đến Phật thì cũng phải thế. Vô lượng thì làm sao đến cùng được? Chúng ta hiểu không? Vô lượng là không có cùng. Không cùng thì làm sao mà còn đòi người ta có cùng được? Chứ còn anh mà có một cái đích cuối cùng nói hỏi Phật là Phật biết. Thế thì Đức Địa Tạng cũng thế. Ngài đã từ vô lượng kiếp trước độ chúng sinh. Thầy chỉ nói chúng sinh đã được độ thôi. Thì Phật Thích Ca cũng không biết, không thể mà biết hết được. Vì không đến được cái cuối cùng của nó. Chúng ta cũng không hỏi được đến cái ngày, số nào là số cuối cùng, số nào là số đầu tiên. Đấy, chúng ta học số học thì biết đấy. Số 0 này xong đến 1, 2, 3, 4 cho đến vô số. Dưới số 0 là âm, âm bao nhiêu cho đến vô số, âm vô số, âm vô hạn. Đấy, mình cũng không tìm được cái số cuối cùng. Đức Phật cũng thế thôi, nghe không? Như vậy nói thế thì chúng ta biết trí của Phật cũng đã là vô cùng rồi. Hai cái vô cùng nghĩa là không chạm nhau được. Hai cái cùng vô cùng cả. Chúng ta thấy không? Chạm nhau sao? Đấy. Thế cho nên ấy, bạn ấy nói như vậy thì bạn phải tư duy. Thầy gợi mở để cho bạn tư duy. Cái Đức Phật, Thầy chỉ cần nói là
những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không nói hết được. Chứ đừng nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đang độ và sẽ độ nữa. Chỉ một cái đã độ rồi mình cũng không thể tìm được con số cuối cùng rồi. Đấy, không thể tìm được. Mà chúng ta cũng hiểu rất dễ thôi. Nhưng nếu mà hỏi rằng đến kiếp này cách chúng ta 1 tỷ kiếp trước thì Bồ Tát Địa Tạng đã độ được bao nhiêu người, Đức Phật nói được ngay. 5 tỷ kiếp trước Đức Phật, Đức Địa Tạng độ được bao nhiêu người, Đức Phật Thích Ca nói được ngay. Nghe không? Không thiếu một người. Đấy, đấy nha. Đấy rồi bạn hỏi tiếp. A Nan, 3 lần Đức Phật lại còn đợi A Nan 3 lần thỉnh. Thế thì tại sao Phật không biết trước? Đương nhiên chúng ta biết thế này. Đức Phật là người rõ biết. Không phải biết 1 ngày, 2 ngày, 100.000 kiếp trước về sau cơ mà. Phật rõ biết. Nhưng Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Nghe không? Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Đã xuống đời này thì cũng thuận theo đời. Như cũng thế, ví dụ Đức Phật ăn vẫn phải có người thỉnh Phật, phải có người mời. Nếu chẳng ai mời mà tự nhiên mình ăn thì mình còn giá trị gì là Phật nữa. Ở đây, phải không? Đức Phật biết chứ sao không biết. Nhưng mà Đức Phật để theo cái lẽ tự nhiên. Biết rằng, cũng biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình đâu. Nhưng Phật vẫn phải hỏi, nó đúng phép tắc, nghe không? Vẫn phải hỏi, vẫn phải nhắc. Đó, đại chúng hiểu không? Chứ không phải là Phật không biết. Đấy, tất cả một cái. Ở đây thưa đại chúng, vào đến cái pháp mầu nhiệm này cũng không phải dễ nói đâu, thưa đại chúng. Không phải dễ nói. Có những cái Thầy nói, Thầy đã từng nói câu chuyện. Có những cái linh cảm mà mình biết rõ ràng luôn mà không thể giải thích cho người nào được. Không giải thích được. Biết rõ cái điều đấy sẽ xảy ra. Và tí nữa nó xảy ra đúng như thế. Một cái linh cảm. Ai nói được? Không thể diễn giải, làm sao mà biết thế? Nó như vậy đấy. Đức Phật biết chứ không phải không biết. Ngài bao nhiêu kiếp Ngài còn không biết mà. Còn biết mà, chứ tại sao lại nói là không biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình mà còn mất công phải hỏi đến 3 lần. Việc hỏi, Ngài vẫn cứ hỏi. Cho nên trong Kinh Phật chúng ta thường nói gì? Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi. Ngài biết chuyện chứ. Ví dụ 5 ông tỳ kheo bị tai nạn chui vào hang đá, bị đá nó lấp cửa hang, 1 tuần suýt chết. Sau đó rồi thì viên đá nó lăn đi, 5 ông ấy thoát nạn. Về bạch Phật thì Đức Phật vẫn hỏi, mặc dù Ngài biết các ông gặp nạn, Ngài vẫn hỏi, thế các ông đi đường có bình an không? Ngài biết các ông bị nạn chứ sao không biết? Ngài vẫn hỏi. Là vì Đức Phật đã xuống trần gian thì Ngài theo phép tắc của trần gian, như thuận theo trần gian. Nghe không? Chứ không phải không. Đấy, thì Thầy xin trả lời để cho bạn thế nhé. Và trong giáo pháp của Phật thì có nói Đức Phật có 3 điều không thể, gọi là tam bất năng. Cho nên Đức Phật là toàn giác nhưng không phải toàn năng. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé, Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải toàn năng. Các tôn giáo khác thì họ thường cho giáo chủ của họ là đấng toàn năng. Ví dụ Đức Chúa, Đức Thượng Đế, Đức Ngọc Hoàng, Đức Thánh nọ, Thánh kia của các tôn giáo khác là đấng toàn năng. Nghe không? Thánh A-la là đấng toàn năng. Toàn năng nghĩa là làm gì cũng được, do chính họ sáng tạo ra thế giới này. Họ lập lên thế giới này, họ sáng tạo ra con người chúng ta. Họ cho chúng ta sống thì được sống, bắt chúng ta chết, chúng ta phải chết. Cho mình sướng thì mình được sướng, bắt mình khổ thì mình phải khổ. Đấy là họ toàn năng, toàn quyền. Các giáo chủ của các tôn giáo khác thường được tín đồ của mình tôn xưng và gán cho giáo chủ của mình là đấng toàn năng. Như Thượng Đế là đấng toàn năng. Nghe không? Thượng Đế là toàn năng rồi. Đấy. Trời là toàn năng rồi. Họ nghĩ thế. Nhưng thưa đại chúng, đây Đức Phật của chúng ta, Ngài nói rõ Ngài cũng không phải là bậc toàn năng. Ngài toàn giác, Ngài hiểu biết khắp, hiểu biết hết, nhưng không phải là toàn năng. Không phải Phật muốn gì nó sẽ như thế đâu. Đó. Cho nên Đức Phật có 3 cái điều Ngài không làm được.
gọi là tam bất năng. Tam bất năng, cái điều thứ nhất ý, đó là Đức Phật không thể ngay lập tức diệt được định nghiệp của chúng sinh. Gọi là định nghiệp của chúng sinh là Phật cũng bất khả chuyển ngay lập tức. Đấy, ví dụ Ngài Mục Kiều Liên là đại đệ tử của Phật, Ngài bị cái định nghiệp cuối đời phải bị một nhóm cướp nó đến, nó giết, nó băm sát Ngài ra. Mà Ngài Mục Kiều Liên là thần thông bậc nhất đấy, thưa đại chúng, mà kề cận với Phật đấy, mà Phật cũng không chuyển ngay lập tức được cái nghiệp ấy, không chuyển được định nghiệp. Cho nên ở đời chúng ta, khi chúng ta có những cái là định nghiệp, chúng ta phải chấp nhận, phải chấp nhận nhé. Định nghiệp tức là cái nghiệp nó đã chín mùi và nó đủ sức mạnh rồi, ta không thể chuyển được nó. Thầy hay lấy ví dụ thế này để các Phật tử dễ hiểu về định nghiệp. Có một cái xe đạp, cái xe đạp Thống Nhất, và cũng cái xe đạp đấy có hai người sẽ lần lượt sẽ đạp. Thứ nhất thì là một cháu bé 10 tuổi đạp cái xe đạp ấy trên một con đường. Nó đạp rất nhanh với một tốc độ ví dụ như là 30 cây số một giờ. Đấy, nó đạp với tốc độ đấy. Thế trên đường đi thì có một cái ổ gà rất là sâu. Thì cháu bé này nó đạp đến cái ổ gà đấy rồi. Với cái sức một đứa trẻ con có 10 tuổi thôi, nó bóp phanh này, nó xoạc chân ra để nó giữ quán tính cái xe. Nhưng mà nó không đủ sức vì nó đạp với cái tốc độ 30 cây số một giờ. Thì quán tính của cái xe ấy nó vẫn khiến cho cái xe lao xuống hố. Mặc dù nó bóp phanh, nó xoạc chân ra, nó giữ, nhưng không giữ nổi. Thế nhưng mà cũng cái xe đạp Thống Nhất ấy, một anh thanh niên 30 tuổi, mạnh khỏe, lực sĩ, cũng đạp với vận tốc 30 cây số một giờ, với thân hình của anh ấy, với tốc độ như thế. Và khi đến nơi anh cũng nhìn thấy cái ổ gà đấy, anh bóp phanh xoạc chân ra, anh giữ được cái phanh, giữ được cái gà không rơi xuống hố. Thì sức của anh là sức một thanh niên 30 tuổi, anh đủ sức anh giữ. Thế thì vậy thì ta thấy thế nào? Với cái xe ấy, với tốc độ ấy, thì với cậu bé này trở thành định nghiệp là phải rơi xuống hố, không thể nào cưỡng lại được. Nhưng với anh thanh niên này thì lại không trở thành định nghiệp. Đại chúng hiểu không? Định nghiệp tức là những cái bất khả kháng, nó sẽ phải xảy ra. Với sức của ta, với tất cả các duyên của ta, không thể nào dừng được cái việc ấy nó xảy ra, gọi là định nghiệp, thưa đại chúng. Đấy, với sức của cái cậu bé 10 tuổi này, đạp xe nhanh như thế, bất chợt nhìn thấy cái ổ gà như thế thì không thể dừng lại được và nó phải rơi xuống hố. Nhưng còn với anh thanh niên kia thì cái việc ấy lại không phải là định nghiệp của người ta. Cho nên cũng trong một cái việc này, có người này sẽ là định nghiệp, nhưng người khác cũng cái tội ấy lại không phải là định nghiệp. Nha. Thì ở đây Đức Phật nói, khi cái nào đã là định nghiệp của chúng sinh thì Phật cũng không thể chuyển được định nghiệp của chúng sinh. Đấy, vậy nên chúng ta tránh, không nên tạo ra những các định nghiệp ác sau này trổ quả không thể cứu được. Cái định nghiệp ác, nhất là năm cái tội trọng, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng. Đó, những cái việc vừa rồi là phá hòa hợp tăng đấy, thưa đại chúng, tội rất nặng đấy, không phải nhỏ đâu. Đó. Thế thì đấy là cái thứ nhất mà Phật không thể làm được, cái bất năng, không có khả năng làm được của Phật. Cái thứ hai là Đức Phật không thể độ được người vô duyên với mình. Những người vô duyên tức là không có duyên với Phật thì Phật cũng không độ người ta được. Đấy. Thì trong kinh có kể câu chuyện có bà già mà Đức Phật đi đến độ bà, làm sao mà Đức Phật nói pháp là bà bịt tai lại mà không nghe. Thế mới lạ chứ. Thế thì Đức Phật, bà bịt tai thì Đức Phật đứng chặn trước mặt bà thì bà quay mặt đi. Quay mặt đằng này, Đức Phật hiện thân ra đằng này thì bà lại quay mặt đằng kia. Nghĩa là bà không chấp nhận mà không nghe. Phật không thể nói pháp cho bà ấy được. Thế và sau đó thì Đức Phật mới, Ngài biết là có ông La Hầu La là có duyên với bà cụ này. Gọi La Hầu La đến là sẽ độ được bà này. Thế thì La Hầu La lúc ấy mới là một chú tiểu bé tí thôi. Đấy. Chúng ta biết La Hầu La đi tu lúc 7 tuổi mà. La Hầu La là con trai của Đức Phật đấy. Đấy, con trai.
Thế thì Lao La đến một cái thì bà lão này bà nhìn thấy Lao La, thế là bà thích rồi. Lao La nói gì cái bà nghe ngay. Đấy, thế là cuối cùng là Lao La độ được cho cái bà lão này. Đấy thì chúng ta thấy là Đức Phật còn có những cái gọi là không thể độ những người vô duyên với mình nhé. Tất nhiên nói về hiện tại một kiếp, chứ còn Đức Phật thì sẽ độ được tất cả chúng sinh. Nếu tính thời gian dài, trong kiếp này có thể không có duyên độ người này, nhưng mà Ngài sẽ để lại nhân duyên để độ người này trong nhiều kiếp về sau. Đấy, đấy là cái bất năng thứ hai. Cái bất năng thứ ba là Đức Phật không thể độ tận chúng sinh giới. Bất năng độ tận chúng sinh giới, tức là không thể độ được hết chúng sinh. Vì chúng sinh là vô tận, vô lượng, vô biên. Đã gọi là vô biên là không thể nào độ hết được, thưa đại chúng nhé. Cái đấy là sự thật đấy. Mỗi Đức Phật, mỗi một kiếp của Ngài độ được một lượng bao nhiêu chúng sinh đấy, chứ còn không thể độ được hết chúng sinh. Cho nên chư Phật Bồ Tát cứ phải độ mãi. Ngài Địa Tạng cũng thế, cứ độ mãi, cho nên Bồ Tát Địa Tạng cứ là Bồ Tát mãi thôi. Vì Ngài nói là bao giờ chúng sinh độ tận, Ngài mới chứng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật. Tất nhiên nói không bao giờ thành Phật, nhưng mà Ngài chính thức cũng thành Phật rồi. Nghe không? Ngài còn lão luyện chả kém gì Phật cả, vì Ngài độ bao nhiêu chúng sinh như thế. Đấy thì chúng ta hiểu cái giáo lý của Phật như vậy nhé. Chúng sinh nhiều, vô lượng, vô biên, cho nên độ không thể nào độ hết được. Với cái sức của Phật mà cũng không độ hết được. Cứ độ mãi và độ mãi, vì chúng sinh là vô lượng. Đấy, thì để chúng ta hiểu về cái điều này, thì xin trả lời cho bạn Phi Long cũng như toàn thể đại chúng, chúng ta nắm được nha. Bạn này con nick là Nguyễn Diệp hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi muốn thỉnh Thầy trả lời giúp ạ. Con là một Phật tử tu học tại Chùa Ba Vàng, nhưng vì điều kiện công việc nên con ít có dịp được về nghe Thầy giảng Pháp. Ở cơ quan làm việc, con có một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy có thắc mắc nhờ con thỉnh Thầy giải đáp thế này. Cô ấy đi xem bói, Thầy bói nói rằng cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ ba bát hương rồi. Thêm bát hương bản mệnh của cô ấy là 4, thì Thầy bói lại bảo số 4 là số xấu, nên cô ấy phải lập thêm ban thờ thần tài để thờ 5 bát hương, tránh số 4 ạ. Con từng nghe Thầy giảng và Thầy giải đáp thắc mắc cho các Phật tử khác là không nên thờ bát hương bản mệnh. Con giải thích cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng cô ấy lại bảo nếu bỏ bát hương bản mệnh đi thì trong nhà lại có 4 bát hương. Cô ấy cũng không muốn thờ thần tài nữa, nhưng đã lập nên rồi, bây giờ bỏ đi không thờ nữa thì cô ấy không biết làm như thế nào để cho đúng và mình không bị phạm đến các thần ạ. Con xin mong Thầy trả lời giúp con. Ê, thưa đại chúng, cái này Thầy cũng đã giải thích rồi, nghe không? Thứ nhất, cái chuyện thờ thần tài, Thầy nói là cái đó không cần thiết, đây nó là một cái truyền thuyết thôi. Và cái việc thờ phụng của dân chúng ta nhiều năm rồi, thờ ông thần tài là rất sai, thờ không đúng cách. Nếu đúng cái nghĩa chữ thờ, đã gọi là tôn thờ là phải kính trọng, mà cung kính ấy, hay là tôn thờ, thế tôn thờ là phải tôn, là phải cao lên. Đã tôn vì tôn cái nền nhà, tức là nền nhà phải cao lên. Thế ta gọi là tôn thờ ông thần tài, mà lại đặt ông ở dưới đất. Thầy vẫn nói vui đấy, mà hay đặt ông ở cửa nhà, đi ra đi vào là Thầy bảo là phẩy bụi vào mặt ông ấy, đúng không? Đó, áo váy gì là tung bay qua mặt ông thần tài hết đó. Thầy hỏi thế thì còn gì là tôn kính ông nữa? Bây giờ Thầy nói mấy chú đây cho các chú làm thần tài kiểu ấy, các chú có chịu không? Suốt ngày ngồi đấy để mà hít bụi đấy vào, ai thích thế cả? Ai thích, nghe không? Cho nên thờ như thế là không đúng cách. Nếu đã thờ thì phải đặt lên cao. Đó. Thứ hai nữa là thần tài ấy, thì nói thế, trong Phật giáo chúng ta thì không có ai phúc báu bằng Phật cả, nghe không? Đức Phật là vô lượng phước báu, nghe không? Các Đức Bồ Tát mới là phước báu lớn, phước báu từ các Ngài ra mới là lớn. Kinh Phật dạy đấy, công đức một sợi lông chân của Phật thôi bằng hết thảy tam thiên đại thiên thế giới cộng lại cũng không bằng một sợi lông một chân của Phật thôi. Chúng ta biết là ai phúc báo lớn nha. Cho nên đã là Phật tử thì không cần thiết phải thờ thần tài, không cần thiết nha. Cái này nó không cần thiết. Thứ nữa là thờ ba bát hương hay 4 bát hương hay 5 bát hương nó cũng thế nha. Mình đối với đạo Phật không có đặt nặng.
tại sao mình là có ba bát hương hay là năm bát hương để cho nó có cái điểm giữa. Đó, thường thầy bốc bát hương cho các Phật tử, thường bốc ba bát hương. Bát hương ở giữa là thờ Phật, bát hương bên tay trái của mình ấy là thờ gia tiên tiền tổ, bát hương bên tay phải là thờ các vị hộ pháp thiện thần, nghe không? Đấy, những cái vị hộ pháp, những các vị thiện thần là người ta hộ trì cho Phật pháp, nghe không? Là mình thờ. Và ba bát hương thì nó có bát hương chủ ở giữa, thờ bốn thì không có cái bát nào làm chủ ở giữa cả, nghe không? Thế nên con số 3, con số 5 là vì nó có cái chủ ở giữa, thế thôi. Nhìn cái ban thờ nó cân đối và nó có cái trung tâm, chứ không phải vì là năm là thiêng hay năm là số sinh hay thế nọ thế kia. Cái đó là người ta tính thế. Tại vì ngày xưa người ta nói là sinh, lão, bệnh, tử, nghe không? Thế thì năm thì lại là sinh. Thế bây giờ người ta không cần chữ bệnh nữa mà sinh, lão, tử thôi chứ. Không? Thì sao? Thì số 3, sinh, lão, tử, sinh. À, số 4 thầy trở thành sinh, hoặc là sinh rồi bệnh rồi tử, bỏ chữ lão đi vì có nhiều người chưa kịp già đã chết rồi. Thầy nói là sinh bệnh rồi tử luôn đi sao, nghe không? Đấy, thế cho cái chuyện mà đặt lên cái chuyện này là nó không phải, cái lý của nó là như vậy nhé. Không phải do số 5 hay là số 3 là số tốt, không phải, hay số 4 là số tử là không tốt, không phải thế. Thì nó hoàn toàn không đúng nhé. Con số là do chúng ta đặt ra. Đấy, thì các Phật tử chỉ làm sao mình thờ cho nó có ý nghĩa và thờ đúng pháp là được. Đó. Có một bạn xin được giấu tên hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút. Mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy. Bạn này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng, nghe không? Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. Đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau, giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó, người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người, thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ, cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu. Nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? Rèn luyện, và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng. Nếu mà anh chàng này không có ý chí, không rèn luyện, cứ để nguyên cái bản nghiệp của các kiếp trước thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo, nghe không? Gầy tỏng, gầy tông, như thế, không thay đổi. Đó, thế rồi bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ, họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn,
rồi hao tốn tiền của, mất sức khỏe để được một cái hình tướng, thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn. Có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật. Thì muốn đi phẫu thuật thì phải tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi phẫu thuật. Phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn. Đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy. Để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật, dễ nhìn hơn. Thế còn chúng ta không trả nghiệp qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp, nghe không? Chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy. Đấy. Thế thì thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra. Tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách, nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên những người có cái thân tướng thế này thì thường có cái tính như thế này. Và có cái tính thế này. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói này, nhất lé nhì lùn, ví dụ thế, nghe không? Nhất lé nhì lùn. Thì mình thống kê, mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế, họ cũng thường rất là đặc biệt, tức là cũng rất là quái, tức là tinh quái, cũng rất là gớm, không phải là vừa, nghe không? Các cụ biết rồi. Thế còn xem tướng con vật thì, ví dụ như là đi xem con bò, thì làm sao? Gọi bò thì phải tai lá mít, gọi là tai lá mít, đít lồng bàn. Thì con bò như thế thì rất khỏe. Nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò, cho nên thầy biết. Các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi. Cái mông của nó như cái lồng bàn ấy, thế là con này khỏe lắm. Là chọn con đấy đấy. Đấy. Hay là cái bụng nó mình phà, thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe. Rồi xem tướng con lợn thì sao? Đấy. Con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì nó béo hay không, nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa, người ta đã thống kê, người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra. Và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng. Và chúng ta phản ánh cái quá khứ. Hiện tại là phản ánh quá khứ. Nhìn vào hiện tại, người ta biết được quá khứ mình thế nào, biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào, và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa. Không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu, trừ những bậc đặc biệt. Nghe không? Ngày hôm, những năm tháng trước tôi xấu, đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín. Nó nhận diện về con người, về tính nết, và có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Thế thì nếu nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy, tu như lúc nãy Phật dạy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng, thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta. Nghe không? Từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm, bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn, trông rất đáng yêu, thế là mình tốt rồi. Nghe không? Ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm, bây giờ nó tu học Phật Pháp một thời gian, trông nó sáng sủa hẳn ra. Nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói thật các Phật tử, có nhiều sư Thầy thì lúc ở tại gia xấu dữ lắm, mà cạo tóc đi xuất gia một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa. Đấy là tu, chuyển tướng, nghe không? Rõ ràng. Thế thì cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng, người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng, tức là
người chồng của người phụ nữ đó không được sống thọ, hai người ít được đi cùng với nhau chọn cái đường đời. Đấy, để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy. Cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy, mà thấy gò má cao, thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này. Nó hết gò má cao. Ta tu lên. Nghe không? Đấy. Thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được? Nha. Thì nhất tất nhiên rồi, Thầy biết thế này. Cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy, sát người, sát đây là giết đấy, làm chết. Là sao? Mà sát cái người là gần gũi với mình nhất, cái người thề thốt trăm năm với mình ấy, thì biết rằng cái người này có cái nghiệp quá khứ của mình, hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp, là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình, những người kề cận với mình, những người chia sẻ với mình, nghe không? Những người gắn bó với mình, thân thiết, mà mình ác hại người ta, thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà sát chồng. Cái người chồng là cái người kề cận, ăn đời ở kiếp với mình. Đấy, Thầy nói đấy là cái duyên. Và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy. Vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy, ta phải tu cái tâm gì? Từ bi yêu thương. Đấy, cái tâm từ bi yêu thương nhé. Ta không có những cái tâm ác hại nữa, ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều. Ta thực tập phóng sinh, ta thực tập những các cái hành động yêu thương, và đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé. Cái người như thế, có tướng như thế, phải tu cái tâm ấy. Thì dần dần á, tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên, nó phúc hậu lên, là thấy gò má mình không cao nữa. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà lúc ấy ta chuyển tướng, có thể thế này, cái tướng nó chuyển chưa kịp, nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà. Và cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo, nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển. Mình sẽ không còn cái nghiệp sát ấy nữa, không nghiệp sát phu nữa nhé. Đấy, thế thì Thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều, bớt những cái tâm ác hại, tâm hại người, ác hại người, nhất là những người gần gũi với mình, cộng tác, cộng sự với mình phải có tâm yêu thương họ nhé, là mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra, thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp sát phu này nhé. Đấy, thì chúc cho bạn sớm đạt được coi như là cái điều mình ước nguyện. Có Facebook của bạn Thơm Đặng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, nếu người Phật tử mà lỡ phá năm giới thì có phải đến chùa để quy y lại không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, Phật tử tại gia chúng ta sau khi quy y Tam Bảo thì chúng ta thường làm lễ thọ trì năm giới cấm. Nghe không? Thế thì chúng ta biết rằng đã có giữ thì thể nào cũng có phạm. Nghe không? Nếu mà không phải giữ nữa thì một là không thọ, hai là không phạm. Nghe không? Cho nên đã phải giữ nghĩa là nó có nguy cơ sẽ phạm. Đấy. Còn cái mà nó đã vững chắc rồi thì không cần phải giữ nữa. Cũng giống như cái người đã không hút thuốc lá bao giờ thì chẳng bao giờ lại phải giữ không phải hút thuốc lá. Nghe không? Tôi có nghiện, tôi còn sợ thuốc lá nữa thì sao lại bảo tôi phải giữ gìn? Đấy, cho nên là người ta mới nói là thọ giới, phá giới còn gọi tỳ kheo, tức là đã thọ nhận, nghĩa là sẽ có duyên là phạm đấy. Vâng, chứ còn cái người mà hoàn toàn không bị thì lại không phải nghĩ đến cái chuyện thọ nữa. Đó, thế thì ở đây Phật tử tại gia cũng thế. Chúng ta đã thọ năm giới, tuy là năm giới nghe rất đơn giản, nhưng không phải ngay một lúc chúng ta thực tập giữ được ngay. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật tử tại gia thực tập giữ gìn năm giới. Mà đã là thực tập nghĩa là mình còn non nớt, chưa thể cứng cỏi được. Và đã non nớt thì thể nào cũng có thể phạm. Năm giới này chứ nói thế Phật tử rất dễ phạm. Giới nói dối rất dễ phạm.
giới gọi là trộm cắp cũng rất dễ phạm. Trộm cắp những cái lớn thì không dám, những cái lặt vặt có khi có, nghe không? Đấy. Thế rồi giới sát sinh chúng ta cũng rất dễ phạm. Đó. Thì thưa đại chúng, với cái việc phạm giới này thì sao? Chúng ta phạm giới thì chúng ta đến chùa gặp chư tăng, chúng ta phát lộ sám hối. Xin con xin từ nay trở đi giữ gìn trở lại cho thanh tịnh nhé. Phạm thì nên đến sám hối, gặp chư tăng để sám hối. Nghe không? Mình sám hối, con xin giữ gìn lại. Chư tăng ở trong chùa cũng thế. Lỡ ai có phạm giới, không phải chư tăng là không phạm giới đâu các Phật tử ạ. Các thầy những 250 giới cơ. Cho nên phạm là phạm rất nhiều đấy. Nghe không? 250 giới cơ mà. Là bên tăng, còn bên các sư cô này ấy, là 348 giới. Chứ có phải ít đâu. Cho nên phạm nhiều lắm đấy. Cho nên phải kiểm tâm kiểm giới hàng ngày á. Mà lỡ phạm, trừ phạm những tội rất nặng ấy. Còn những cái tội, những cái giới nhỏ nhẹ là phạm thường xuyên ấy nữa. Thì phạm rồi thì mình phải sám hối nhá. Thì Đức Phật cho chúng ta cái pháp sám hối để chúng ta được tiêu cái tội phạm này đi nhá. Thế còn chúng ta phải tu để cho chuyển được cái nghiệp phạm này đi. Nó có tội rồi còn có nghiệp, tạo ra tội thì còn có cái nghiệp nó đi theo. Ta sám hối ta hết được tội, nhưng mà còn cái nghiệp thì ta phải tu nó mới hết được nghiệp. Đó. Thế thì Phật tử này lỡ phạm cả năm giới thì đến chùa để sám hối, gặp chư tăng xin sám hối và phát nguyện giữ gìn trở lại, chứ không phải thọ giới trở lại, cũng không phải đi quy y trở lại. Chúng ta chỉ quy y một lần trong đời thôi là đủ rồi. Nghe không? Quy y một lần thôi là được nhé. Thì không phải quy y lại, chỉ đến xin sám hối và con nguyện từ nay con xin giữ gìn trở lại giới cho được thanh tịnh, cho được tốt là được. Đấy, chúng ta có phạm là chúng ta sám hối là được nhé. Có nick Facebook tên là Thanh Lệ hỏi rằng: Kính bạch Thầy, trong chuyện vừa rồi của chùa mình, con nghĩ rằng những người đã vu khống, hiểu lầm, phỉ báng chùa, phỉ báng chính pháp là do họ chưa có phúc duyên với chính pháp. Vậy khi đó, nếu con hồi hướng công đức tu tập, làm phúc của con cho tất cả những người đó thì có giúp cho họ phần nào sẽ sớm biết được sự thật hơn không? Rồi khi hồi hướng công đức như vậy, con cũng thắc mắc là mình nên hồi hướng công đức cho khắp tất cả chúng sinh hay chỉ hồi hướng công đức cho những người đó, trong hai cái này thì cái nào hiệu quả hơn? Con xin Thầy giảng giải cho con được biết con nên làm thế nào để được lợi ích nhất. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy. Bạn Thanh Lệ hỏi rằng, trong câu chuyện của chùa chúng ta mấy tháng vừa qua thì bạn ấy nói rằng có những người đã vu khống cho chùa, phỉ báng chính pháp. Và bạn ấy nói rằng những người ấy là họ chưa có phước duyên với chính pháp. Cho nên bạn ấy tu tập, lấy công đức của mình để hồi hướng cho những người này, cho họ làm sao cho họ sẽ sớm biết được sự thật, sớm có duyên với chính pháp. Thế thì bây giờ bạn lăn tăn là bạn ấy hồi hướng thế thì hồi hướng cho những người ấy hay là hồi hướng cho cả các chúng sinh? Nghe không? Thì hai cái này hồi hướng nào tốt hơn? Thì kính thưa đại chúng, cái hồi hướng nó có mấy cái ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất ấy, là chúng ta chia phước. Cái ý nghĩa thứ hai là chúng ta thể hiện cái tâm nguyện của mình, gửi cái tâm nguyện của mình đến với cái đối tượng mình hồi hướng. Trong Kinh Địa Tạng thì nói rằng khi chúng ta làm một cái quả phúc hồi hướng cho người đã mất thì quả ấy, phúc ấy được chia ra làm mấy phần? 7 phần, phải không? Thì người mất được 1 phần, còn người sống được 6 phần. Đấy, cái quả phúc đấy chia ra làm 7 phần, người mất được 1 phần, người sống được 6 phần. Đấy là chia phước đấy. Thế còn bây giờ chúng ta, bạn này bạn ấy cũng xin tu tập và làm phước, bạn hồi hướng. Thế thì chúng ta biết là chúng ta hồi hướng cái sự việc gì ta cần thiết,
ta hồi hướng thì cái phước nó sẽ đến với người đó theo đúng cái luật của nó. Nghe không? Như kinh Địa Tạng thì ta biết phước là nó sẽ chia ra, mình hồi hướng thế nào nó sẽ chia ra như thế. Nghe không? Thì con xin hồi hướng tất cả phước này cho người, cho cái người nào thì phước nó sẽ đến với người đấy. Duy nhất chỉ có cái là cái người mà hồi hướng ấy không bị mất phước đi mấy nha, không bị mất thì họ vẫn được có cái phước. Đấy, như trong kinh Địa Tạng đấy thì cái người mà làm phước ấy, bản thân họ vẫn được có phước mặc dù mình hồi hướng đi nha. Đấy, thế thì quả thật cái chỗ này thì ở đây thì Thầy nghĩ rằng bạn này bạn cũng có một cái tâm rất tốt, muốn hồi hướng cái phước của bạn ấy tu tập cho những người mà họ không hiểu chùa mình, họ vu khống, họ phỉ báng chùa, phỉ báng Phật Pháp à, trong cái thời gian vừa qua. Đấy là tâm nguyện lành của bạn ấy. Thế thì bạn ấy có thể hồi hướng đúng như tinh thần của kinh Địa Tạng đấy, hồi hướng hết cả cho cái người ta cũng được, để cho người ta được hưởng cái quả phước cho trọn vẹn. Và thế còn nếu bạn chia phước cho tất cả chúng sinh thì có thể là nó sẽ ít đi, nghe không? Mỗi người sẽ được ít đi. Cái chuyện đó là nếu theo tinh thần chia phước của kinh Địa Tạng thì nó sẽ ít đi, vì có quả phước ấy mà chia hết ra thì nó mỗi người được ít đi, nghe không? Thế cho nên trong kinh thì cũng chúng ta thường thấy rất nhiều câu chuyện khi một người làm cái quả phước này xong họ hồi hướng cho cái gì. Ví dụ như trong chuyện kinh Mi Tiên ấy, thì vị Sa Di sau khi mà tu tập các công đức, mà đặc biệt là công đức quét chùa, vị xin hồi hướng công đức này cho tương lai vị sẽ trở thành một vị vua mà có oai lực và thâm hiểu Phật Pháp, có uy lực đó, hồi hướng để được làm vua. Thế do công đức ấy mà những kiếp sau vị ấy được tái sinh làm vua Milan Đà. Nghe không? Đấy, thế thì chúng ta thấy cái phước ấy ta hồi hướng đến việc gì thì ta tập trung vào việc đấy nha. Thế còn ở trên chùa chúng ta thường sau khi tu tập của tăng chúng này, đại chúng tụng kinh xong thì cũng thường hồi hướng chung cho tất cả chúng sinh. Thì đấy là tâm nguyện của các thầy. Những người xuất gia phải nghĩ cho tất cả chúng sinh chứ không thể nghĩ cho riêng một ai, nghe không? Thế còn nếu có thí chủ lên chùa đăng ký hôm nay nhà con làm lễ cúng dường cầu siêu cho hương linh ông bà con, bố mẹ con, thì các thầy phải hồi hướng cho hương linh đó theo tâm nguyện của thí chủ cúng dường. Họ cúng dường Tam Bảo, họ xin hồi hướng phước báu của họ cho cha mẹ ông bà tiên tổ đã khuất của họ, thì chư tăng phải hồi hướng cho đúng như cái tâm nguyện của họ nha. Thế thì ở đây thì thầy cũng xin chia sẻ để cho bạn Thanh Lệ thấy hiểu cái hồi hướng công đức đúng theo tinh thần kinh Địa Tạng là nó sẽ có chia phước báu nha, nó sẽ phân chia phước báu. Cho nên ta tập trung vào hồi hướng những cái việc chính nào mà mình mong cầu, mình ước nguyện đó. Chứ còn hồi hướng rộng thì nó sẽ phải chia phước rộng ra thì nó sẽ ít đi. Đấy là theo đúng tinh thần của kinh Địa Tạng. Thầy xin trả lời cho bạn Thanh Lệ biết nha. Con nick của bạn Phi Long hỏi rằng: Thưa Thầy, con có một thắc mắc. Theo như con được nghe Thầy giảng rằng Đức Phật là đấng giác ngộ, Ngài biết tất cả mọi thứ, nhưng sao con lại thấy vẫn có những cái Đức Phật không biết? Ví dụ như trong kinh Địa Tạng, khi Đức Phật ở trên cung trời Đao Lợi, Đức Phật có nói là đến Ngài cũng không thể đếm xiết số thánh phàm mà Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thuở lâu xa đến nay đã độ. Ông cũng như để cho đại chúng cùng tham khảo thế này. Quả thật Đức Phật gọi là bậc giác ngộ và cũng gọi là bậc toàn giác. Toàn giác tức là biết khắp, nghe không? Biết khắp cả. Thế nhưng ở đây chúng ta biết rằng có những cái biết khắp, tức là chúng ta hỏi gì thì Phật cũng sẽ biết được cái vấn đề đó. Thế nhưng chúng ta biết ấy, thứ nhất này, thời gian là vô tận, không gian này cũng là vô tận, thời gian không có đầu, không có cuối. Bây giờ chúng ta muốn hỏi Đức Phật trăm nghìn vạn tỷ tỷ kiếp Phật vẫn nói được, mà chúng ta cũng còn không hỏi hết được ấy chứ. Bây giờ ai muốn hỏi Phật, con hỏi Phật rằng sau đây 1.000 vạn triệu ức tỷ năm nữa con là cái gì?
Phật cũng sẽ nói được luôn. Muốn hỏi hơn nữa, Phật cũng nói được. Hiểu không? Thế nghĩa là Phật biết suốt đấy chứ. Muốn hỏi đến kiếp nào Phật biết, nhưng mà thời gian vẫn là vô cùng. Cho nên ý, nói là trí Phật mà đi được hết thì nó đã là không cùng, thì trí Phật đi nhưng mà cũng thể đến bao giờ là cùng, có không có cùng cơ mà. Chúng ta hiểu không nào? Mặc dù ta hỏi Phật đến bất kỳ một kiếp nào, Đức Phật cũng biết. Xa cách chúng ta, sau này cách chúng ta ngàn vạn ức triệu tỷ tỷ năm, bao nhiêu con số cũng được, Phật vẫn biết được. Đấy, như vậy là chúng ta thỏa mãn chưa? Thì cũng gọi là Phật là toàn giác chứ còn sao. Còn thì hỏi đến kiếp nào Phật cũng trả lời được. Anh muốn hỏi sự kiện sẽ xảy ra bao nhiêu kiếp sau tôi cũng nói được, Phật biết được hết. Đến nỗi mình còn không hỏi ra được những con số nữa, mình cũng chả nghĩ ra bao nhiêu con số nữa. Cứ ngồi đây mà chất một đống con số đây, mình cũng không đủ sức mà chất ra để mà hỏi Phật. Mình còn không hỏi hết, nghĩa là thỏa mãn tất cả cái trí của mình. Ý của bạn này, bạn nói là Đức Phật thì cũng không biết chúng sinh luân hồi từ bao giờ, nghe không? Đức Phật không thể đếm hết số những người Bồ Tát Địa Tạng đã độ, đang độ và sẽ độ. Ở đây Thầy nói thế này này, chỉ cần số mà Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không thể nói hết được rồi. Vì con số ấy gọi là vô lượng mà. Đã gọi là vô lượng thì còn đến Phật thì cũng phải thế. Vô lượng thì làm sao đến cùng được? Chúng ta hiểu không? Vô lượng là không có cùng. Không cùng thì làm sao mà còn đòi người ta có cùng được? Chứ còn anh mà có một cái đích cuối cùng nói hỏi Phật là Phật biết. Thế thì Đức Địa Tạng cũng thế. Ngài đã từ vô lượng kiếp trước độ chúng sinh. Thầy chỉ nói chúng sinh đã được độ thôi. Thì Phật Thích Ca cũng không biết, không thể mà biết hết được, vì không đến được cái cuối cùng của nó. Chúng ta cũng không hỏi được đến cái ngày số nào là số cuối cùng, số nào là số đầu tiên. Đấy, chúng ta học số học thì biết đấy. Số 0 này xong đến 1, 2, 3, 4 cho đến vô số. Dưới số 0 là âm, âm bao nhiêu cho đến vô số, âm vô số, âm vô hạn. Đấy, mình cũng không tìm được cái số cuối cùng. Đức Phật cũng thế thôi, nghe không? Như vậy nói thế thì chúng ta biết trí của Phật cũng đã là vô cùng rồi. Hai cái vô cùng nghĩa là không chạm nhau được, nghe không? Hai cái cùng vô cùng cả. Chúng ta thấy không? Chạm nhau sao? Đấy. Thế cho nên ấy, bạn ấy nói như vậy thì bạn phải tư duy. Thầy gợi mở đến cho bạn tư duy. Cái Đức Phật, Thầy chỉ cần nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đã độ thì Phật Thích Ca cũng không nói hết được. Chứ đừng nói là những chúng sinh Bồ Tát Địa Tạng đang độ và sẽ độ nữa. Chỉ một cái đã độ rồi mình cũng không thể tìm được con số cuối cùng rồi. Đấy, không thể tìm được. Mà chúng ta cũng hiểu rất dễ thôi. Nhưng nếu mà hỏi rằng đến kiếp này cách chúng ta 1 tỷ kiếp trước thì Bồ Tát Địa Tạng đã độ được bao nhiêu người, Đức Phật nói được ngay. 5 tỷ kiếp trước Đức Phật, Đức Địa Tạng độ được bao nhiêu người, Đức Phật Thích Ca nói được ngay. Nghe không? Không thiếu một người. Đấy, đấy nha. Đấy rồi bạn hỏi tiếp. A Nan, 3 lần Đức Phật lại còn đợi A Nan 3 lần thỉnh. Thế thì tại sao Phật không biết trước? Đương nhiên chúng ta biết thế này. Đức Phật là người rõ biết. Không phải biết 1 ngày, 2 ngày, 100.000 kiếp trước về sau cơ mà. Phật rõ biết. Nhưng Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Nghe không? Đức Phật thuận theo lẽ tự nhiên. Đã xuống đời này thì cũng thuận theo đời. Như cũng thế, ví dụ Đức Phật ăn vẫn phải có người thỉnh Phật, phải có người mời. Thế chẳng ai mời mà tự nhiên mình ăn thì mình còn giá trị gì là Phật nữa. Ở đây, phải không? Đức Phật biết chứ sao không biết. Nhưng mà Đức Phật để theo cái lẽ tự nhiên. Biết rằng, cũng biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình đâu. Nhưng Phật vẫn phải hỏi, nó đúng phép tắc, nghe không? Vẫn phải hỏi, vẫn phải nhắc. Đó, đại chúng hiểu không? Chứ không phải là Phật không biết. Đấy, tất cả một cái. Ở đây thưa đại chúng, vào đến cái pháp mầu nhiệm này cũng không phải dễ nói đâu, thưa đại chúng. Không phải dễ nói. Có những cái Thầy nói, Thầy đã từng nói câu chuyện, có những cái linh cảm mà mình biết rõ ràng luôn, mà không thể giải thích cho người nào được. Không giải thích được.
biết rõ cái điều đấy sẽ xảy ra. Và tí nữa nó xảy ra đúng như thế. Một cái linh cảm, ai nói được, không thể diễn giải, làm sao mà biết thế? Nó như vậy đấy. Đức Phật biết chứ không phải không biết. Ngài bao nhiêu kiếp này còn không biết mà. Còn biết mà, chứ tại sao lại nói là không biết rằng A Nan sẽ không thỉnh mình mà còn mất công phải hỏi đến 3 lần. Việc hỏi, Ngài vẫn cứ hỏi. Cho nên trong Kinh Phật chúng ta thường nói gì? Đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi. Ngài biết chuyện chứ. Ví dụ 5 ông tỳ kheo bị tai nạn chui vào hang đá, bị đá nó lấp cửa hang, 1 tuần suýt chết. Sau đó rồi thì viên đá nó lăn đi, 5 ông ấy thoát nạn. Về bạch Phật thì Đức Phật vẫn hỏi, mặc dù Ngài biết các ông gặp nạn, Ngài vẫn hỏi, thế các ông đi đường có bình an không? Ngài biết các ông bị nạn chứ sao không biết? Ngài vẫn hỏi. Là vì Đức Phật đã xuống trần gian thì Ngài theo phép tắc của trần gian, như thuận theo trần gian. Nghe không? Chứ không phải không. Đấy, thì Thầy xin trả lời để cho bạn thế nhé. Và trong giáo pháp của Phật thì có nói Đức Phật có 3 điều không thể, gọi là tam bất năng. Cho nên Đức Phật là toàn giác nhưng không phải toàn năng. Đại chúng nhớ cho Thầy nhé, Đức Phật là bậc toàn giác nhưng không phải toàn năng. Các tôn giáo khác thì họ thường cho giáo chủ của họ là đấng toàn năng. Ví dụ Đức Chúa, Đức Thượng Đế, Đức Ngọc Hoàng, Đức Thánh nọ, Thánh kia của các tôn giáo khác là đấng toàn năng. Nghe không? Thánh A-la là đấng toàn năng. Toàn năng nghĩa là làm gì cũng được, do chính họ sáng tạo ra thế giới này. Họ lập lên thế giới này, họ sáng tạo ra con người chúng ta. Họ cho chúng ta sống thì được sống, bắt chúng ta chết, chúng ta phải chết. Cho mình sướng thì mình được sướng, bắt mình khổ thì mình phải khổ. Đấy là họ toàn năng, toàn quyền. Các giáo chủ của các tôn giáo khác thường được tín đồ của mình tôn xưng và gán cho giáo chủ của mình là đấng toàn năng. Như Thượng Đế là đấng toàn năng. Nghe không? Thượng Đế là toàn năng rồi. Đấy. Trời là toàn năng rồi. Họ nghĩ thế. Nhưng thưa đại chúng, đây Đức Phật của chúng ta, Ngài nói rõ Ngài cũng không phải là bậc toàn năng. Ngài toàn giác, Ngài hiểu biết khắp, hiểu biết hết, nhưng không phải là toàn năng. Không phải Phật muốn gì nó sẽ như thế đâu. Đó. Cho nên Đức Phật có 3 cái điều Ngài không làm được, gọi là tam bất năng. Tam bất năng. Cái điều thứ nhất ý, đó là Đức Phật không thể ngay lập tức diệt được định nghiệp của chúng sinh. Gọi là định nghiệp của chúng sinh là Phật cũng bất khả chuyển ngay lập tức. Đấy, ví dụ Ngài Mục Kiều Liên là đại đệ tử của Phật, Ngài bị cái định nghiệp cuối đời phải bị một nhóm cướp nó đến, nó giết, nó băm sát Ngài ra. Mà Ngài Mục Kiều Liên là thần thông bậc nhất đấy, thưa đại chúng, mà kề cận với Phật đấy, mà Phật cũng không chuyển ngay lập tức được cái nghiệp ấy, không chuyển được định nghiệp. Cho nên ở đời chúng ta, khi chúng ta có những cái là định nghiệp, chúng ta phải chấp nhận, phải chấp nhận nhé. Định nghiệp tức là cái nghiệp nó đã chín mùi và nó đủ sức mạnh rồi, ta không thể chuyển được nó. Thầy hay lấy ví dụ thế này để các Phật tử dễ hiểu về định nghiệp. Có một cái xe đạp thống nhất, và cũng cái xe đạp đấy có 2 người sẽ lần lượt sẽ đạp. Thứ nhất là một cháu bé 10 tuổi đạp cái xe đạp ấy trên một con đường. Nó đạp rất nhanh với một tốc độ ví dụ như là 30 cây số một giờ. Đấy, nó đạp với tốc độ đấy. Thế trên đường đi thì có một cái ổ gà rất là sâu. Thì cháu bé này nó đạp đến cái ổ gà đấy rồi. Với cái sức một đứa trẻ con có 10 tuổi thôi, nó bóp phanh này, nó xoạc chân ra để nó giữ quán tính cái xe. Nhưng mà nó không đủ sức vì nó đạp với cái tốc độ 30 cây số một giờ. Thì quán tính của cái xe ấy nó vẫn khiến cho cái xe lao xuống hố. Mặc dù nó bóp phanh, nó xoạc chân ra, nó giữ nhưng không giữ nổi. Thế nhưng mà cũng cái xe đạp thống nhất ấy, một anh thanh niên
30 tuổi, mạnh khỏe, lực sĩ, cũng đạp với vận tốc 30 cây số một giờ, với thân hình của anh ấy, với tốc độ như thế. Và khi đến nơi anh cũng nhìn thấy cái ổ gà đấy, anh bóp phanh, xoạc chân ra, anh giữ được cái phanh, giữ được cái gà không rơi xuống hố. Thì sức của anh là sức một thanh niên 30 tuổi, anh đủ sức anh giữ. Thế thì vậy thì ta thấy thế nào? Với cái xe ấy, với tốc độ ấy, thì với cậu bé này trở thành định nghiệp là phải rơi xuống hố, không thể nào cưỡng lại được. Nhưng với anh thanh niên này thì lại không trở thành định nghiệp. Đại chúng hiểu không? Định nghiệp tức là những cái bất khả kháng, nó sẽ phải xảy ra. Với sức của ta, với tất cả các duyên của ta, không thể nào dừng được cái việc ấy nó xảy ra, gọi là định nghiệp, thưa đại chúng. Đấy, với sức của cái cậu bé 10 tuổi này đạp xe nhanh như thế, bất chợt nhìn thấy cái ổ gà như thế thì không thể dừng lại được và nó phải rơi xuống hố. Nhưng còn với anh thanh niên kia thì cái việc ấy lại không phải là định nghiệp của người ta. Cho nên cũng trong một cái việc này, có người này sẽ là định nghiệp, nhưng người khác cũng cái tội ấy lại không phải là định nghiệp. Nha. Thì ở đây Đức Phật nói, khi cái nào đã là định nghiệp của chúng sinh thì Phật cũng không thể chuyển được định nghiệp của chúng sinh. Đấy. Vậy nên chúng ta tránh, không nên tạo ra những các định nghiệp ác, sau này trổ quả không thể cứu được cái định nghiệp ác. Nhất là năm cái tội trọng, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm chảy máu thân Phật, phá hòa hợp tăng. Đó, những cái việc vừa rồi là phá hòa hợp tăng đấy, thưa đại chúng. Tội rất nặng đấy, không phải nhỏ đâu. Đó. Thế thì đấy là cái thứ nhất mà Phật không thể làm được, cái bất năng, không có khả năng làm được của Phật. Cái thứ hai là Đức Phật không thể độ được người vô duyên với mình. Những người vô duyên, tức là không có duyên với Phật, thì Phật cũng không độ người ta được. Đấy. Thì trong kinh có kể câu chuyện có bà già mà Đức Phật đi đến độ bà, làm sao mà Đức Phật nói pháp là bà bịt tai lại, bà không nghe. Thế mới lạ chứ này. Thế thì Đức Phật, bà bịt tai thì Đức Phật đứng chặn trước mặt bà, thì bà quay mặt đi, quay mặt đằng này. Đức Phật hiện thân ra đằng này thì bà lại quay mặt đằng kia, nghĩa là bà không chấp nhận mà không nghe. Phật không thể nói pháp cho bà ấy được. Thế và sau đó thì Đức Phật mới, Ngài biết là có ông La Hầu La là có duyên với bà cụ này, gọi La Hầu La đến là sẽ độ được bà này. Thế thì La Hầu La lúc ấy mới là một chú tiểu bé tí thôi. Đấy. Chúng ta biết La Hầu La đi tu lúc 7 tuổi mà. La Hầu La là con trai của Đức Phật đấy. Đấy, con trai. Thế thì La Hầu La đến một cái thì bà lão này, bà nhìn thấy La Hầu La, thế là bà thích rồi. La Hầu La nói gì cái bà nghe ngay. Đấy, thế là cuối cùng là La Hầu La độ được cho cái bà lão này. Đấy, thì chúng ta thấy là Đức Phật còn có những cái gọi là không thể độ những người vô duyên với mình. Nhá. Tất nhiên nói về hiện tại một kiếp, chứ còn Đức Phật thì sẽ độ được tất cả chúng sinh. Nếu tính thời gian dài, trong kiếp này có thể không có duyên độ người này, nhưng mà Ngài sẽ để lại nhân duyên để độ người này trong nhiều kiếp về sau. Đấy, đấy là cái bất năng thứ hai. Cái bất năng thứ ba là Đức Phật không thể độ tận chúng sinh giới. Bất năng độ tận chúng sinh giới, tức là không thể độ được hết chúng sinh. Vì chúng sinh là vô tận, vô lượng, vô biên. Đã gọi là vô biên là không thể nào độ hết được, thưa đại chúng. Nhá. Cái đấy là sự thật đấy. Mỗi Đức Phật, mỗi một kiếp của Ngài độ được một lượng bao nhiêu chúng sinh đấy. Chứ còn không thể độ được hết chúng sinh. Cho nên chư Phật Bồ Tát cứ phải độ mãi. Ngài Địa Tạng cũng thế, cứ độ mãi, cho nên Bồ Tát Địa Tạng cứ là Bồ Tát mãi thôi. Vì Ngài nói là bao giờ chúng sinh độ tận, Ngài mới chứng Bồ Đề. Như vậy là Bồ Tát Địa Tạng không bao giờ thành Phật. Tất nhiên nói không được thành Phật, nhưng mà Ngài chính thức cũng thành Phật rồi. Nghe không? Ngài còn lão luyện chả kém gì Phật cả, vì Ngài độ bao nhiêu chúng sinh như thế. Đấy, thì chúng ta hiểu cái giáo lý của Phật như vậy nhé. Chúng sinh nhiều, vô lượng, vô biên, cho nên độ không thể nào độ hết được. Với cái sức của Phật mà cũng không độ hết được. Cái độ mãi và độ mãi, thì chúng sinh là vô lượng. Đấy, thì để chúng ta hiểu về cái điều này, thì xin trả lời cho bạn Phi Long cũng như toàn thể đại chúng chúng ta nắm được nha. Bạn này con nick là Nguyễn Diệp hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con có một câu hỏi.
Muốn thỉnh Thầy trả lời giúp ạ. Con là một Phật tử tu học tại Chùa Ba Vàng, nhưng vì điều kiện công việc nên con ít có dịp được về nghe Thầy giảng Pháp. Ở cơ quan làm việc, con có một cô bạn đồng nghiệp. Cô ấy có thắc mắc nhờ con thỉnh Thầy giải đáp thế này. Cô ấy đi xem bói, Thầy bói nói rằng cô ấy có căn cao số nặng, phải thờ bát hương bản mệnh. Tuy nhiên, ban thờ gia tiên nhà cô ấy thờ ba bát hương rồi. Thêm bát hương bản mệnh của cô ấy là 4, thì Thầy bói lại bảo số 4 là số xấu. Nên cô ấy phải lập thêm ban thờ thần tài để thờ 5 bát hương, tránh số 4 ạ. Con từng nghe Thầy giảng và Thầy giải đáp thắc mắc cho các Phật tử khác là không nên thờ bát hương bản mệnh. Con giải thích cho cô ấy hiểu ra vấn đề, nhưng cô ấy lại bảo nếu bỏ bát hương bản mệnh đi thì trong nhà lại có 4 bát hương. Cô ấy cũng không muốn thờ thần tài nữa, nhưng đã lập nên rồi, bây giờ bỏ đi không thờ nữa thì cô ấy không biết làm như thế nào để cho đúng và mình không bị phạm đến các thần ạ. Con xin mong Thầy trả lời giúp con. Ê, thưa đại chúng, cái này Thầy cũng đã giải thích rồi, nghe không? Thứ nhất, cái chuyện thờ thần tài, Thầy nói là cái đó không cần thiết, đây nó là một cái truyền thuyết thôi. Và cái việc thờ phụng của dân chúng ta nhiều năm rồi, thờ ông thần tài là rất sai, thờ không đúng cách. Nếu đúng cái nghĩa chữ thờ, đã gọi là tôn thờ là phải kính trọng, mà cung kính ấy, hay là tôn thờ, thế tôn thờ là phải tôn, là phải cao lên. Đã tôn vì tôn cái nền nhà, tức là nền nhà phải cao lên. Thế đã gọi là tôn thờ ông thần tài, mà lại đặt ông ở dưới đất. Thầy vẫn nói vui đấy, mà hay đặt ông ở cửa nhà, đi ra đi vào là Thầy bảo là phẩy bụi vào mặt ông ấy, đúng không? Đó, áo váy gì là tung bay qua mặt ông thần tài hết đó. Thầy hỏi thế thì còn gì là tôn kính ông nữa. Bây giờ Thầy nói mấy chú đây cho các chú làm thần tài kiểu ấy, các chú có chịu không? Suốt ngày ngồi đấy để mà hít bụi đấy vào, ai thích thế cả? Ai thích, nghe không? Cho nên thờ như thế là không đúng cách. Nếu đã thờ thì phải đặt lên cao. Đó. Thứ hai nữa là thần tài ấy, thì nói thế, trong Phật giáo chúng ta thì không có ai phúc báu bằng Phật cả, nghe không? Đức Phật là vô lượng phước báu, nghe không? Các Đức Bồ Tát mới là phước báu lớn, phước báu từ các Ngài ra mới là lớn. Kinh Phật dạy đấy, công đức một sợi lông chân của Phật thôi bằng hết thảy tam thiên đại thiên thế giới cộng lại cũng không bằng đấy, một sợi lông một chân của Phật thôi. Chúng ta biết là ai phúc báu lớn, nha. Cho nên đã là Phật tử thì không cần thiết phải thờ thần tài, không cần thiết, nha. Cái này nó không cần thiết. Thứ nữa là thờ ba bát hương hay 4 bát hương hay 5 bát hương nó cũng thế, nha. Mình đối với đạo Phật thì không có đặt nặng. Tại sao mình là có 3 bát hương hay là 5 bát hương để cho nó có cái điểm giữa. Đó, thường Thầy bốc bát hương cho các Phật tử thường bốc 3 bát hương. Bát hương ở giữa là thờ Phật. Bát hương bên tay trái của mình ấy là thờ gia tiên tiền tổ. Bát hương bên tay phải là thờ các vị hộ pháp thiện thần, nghe không? Đấy, những cái vị hộ pháp, những các vị thiện thần là người ta hộ trì cho Phật pháp, nghe không? Là mình thờ. Và 3 bát hương thì nó có bát hương chủ ở giữa. Thờ 4 thì không có cái bát nào làm chủ ở giữa cả, nghe không? Thế nên con số 3, con số 5 là vì nó có cái chủ ở giữa, thế thôi. Nhìn cái ban thờ nó cân đối và nó có cái trung tâm, chứ không phải vì là 5 là thiêng hay 5 là số sinh hay thế nọ thế kia. Cái đó là người ta tính thế. Tại vì ngày xưa người ta nói là sinh, lão, bệnh, tử, nghe không? Thế thì 5 thì lại là sinh. Thế bây giờ người ta không cần chữ bệnh nữa mà sinh, lão, tử thôi chứ. Không? Thì sao? Thì số 3, sinh, lão, tử, sinh. Thì số 4 thầy trở thành sinh. Hoặc là sinh rồi bệnh rồi tử, bỏ chữ lão đi. Vì có nhiều người chưa kịp già đã chết rồi. Thầy nói là sinh, bệnh, thì tử luôn hay sao? Nghe không? Đấy, thế cho cái chuyện mà đặt lên cái chuyện này là nó không phải, cái lý của nó là như vậy nhé. Không phải do số 5 hay là số 3 là số tốt, không phải. Hay số 4 là số tử là không tốt, không phải thế. Bây giờ nó hoàn toàn không đúng nhé. Con số là do chúng ta đặt ra. Đấy, thì các Phật tử chỉ làm sao mình thờ cho nó có ý nghĩa và thờ đúng pháp là được. Đó. Có một bạn xin được giấu tên hỏi rằng: Kính bạch Thầy, con là một cô gái khá ưa nhìn, nhưng mỗi tội con lại có gò má hơi cao một chút. Mà con thường nghe mọi người nói rằng gò má cao thì sẽ sát chồng. Con không biết mọi người nói như vậy có đúng không ạ? Con xin tri ân công đức của Thầy.
Bạn này muốn hỏi Thầy là cái chuyện nói rằng người phụ nữ, người con gái gò má cao sát chồng thì có đúng không? Xin thưa với bạn này và đại chúng thế này, về cái gọi là nhân tướng học, thì nhân tướng học thực ra nó cũng là một cái môn khoa học, khoa xem tướng, nghe không? Chúng ta biết thì giữa hình thể và nội dung, gọi là hình thức và nội dung, nó có quan hệ với nhau. Đấy là trong triết học, giữa hình thức và nội dung, giữa hiện tượng và bản chất, nó có liên hệ với nhau, giữa lượng và chất có liên hệ với nhau. Thế thì nếu một người giỏi, người ta có thể nhìn tướng một sự vật nào đó, người ta biết được cái chiều sâu bên trong, gọi là biết được bản chất, bản tính của cái sự vật đó. Đối với sự vật, hiện tượng người ta thấy được. Còn đối với con người, thì một cái người giỏi xem tướng thì người ta cũng có thể biết được những cái đặc điểm tính nết của người này. Và từ đặc điểm tính nết thì nó ảnh hưởng tới gì? Tới số phận của người ấy. Chúng ta biết, đối với Phật học thì thân tướng của một con người là kết nghiệp, gọi là tổng báo các nghiệp từ vô lượng kiếp trước cho đến kiếp này, kể cả kiếp này, từ đầu đời đến bây giờ, cũng là những cái tác nhân tạo nên cái hình tướng hiện tại cho chúng ta. Chúng ta là kết quả của vô lượng các nghiệp trong các kiếp quá khứ và trong cả kiếp này. Ở đây Thầy nói ví dụ, những cái nghiệp tác động ngay trong kiếp này, có những người kiếp này sinh ra với một thân tướng rất là lèo khèo, gầy yếu, nhưng sau đó người này quyết chí đi tập gym, nghe không? Rèn luyện, và cuối cùng chỉ sau vài năm người ta trở thành một lực sĩ cường tráng, khỏe mạnh. Thì đấy là ngay trong kiếp này người ta tu tập rèn luyện mà chuyển hóa được cái nghiệp tướng. Nếu mà anh chàng này không có ý chí, không rèn luyện, cứ để nguyên cái bản nghiệp của các kiếp trước, thì có khi mãi là một cái anh chàng lèo khèo, nghe không? Gầy tỏng, gầy tông, như thế, không thay đổi. Đó, thế rồi, bây giờ chúng ta lại còn có cái kỹ thuật sửa nhan sắc, phẫu thuật thẩm mỹ đấy. Thế thì đương nhiên, thưa đại chúng, phẫu thuật thẩm mỹ cũng là một cách để làm cho mình chuyển hóa. Thì cái người mà phải mất công phẫu thuật thẩm mỹ, họ phải chịu trả cái nghiệp đau đớn, rồi hao tốn tiền của, mất sức khỏe để được một cái hình tướng, thì đấy là họ cũng phải trả cái nghiệp để được cái thân tướng mới hơn. Có những chị em sinh ra khuôn mặt rất xấu xí, đấy là cái nghiệp cũ của người ta. Bây giờ người ta chuyển nghiệp bằng cách nào? Người ta đi phẫu thuật. Thì muốn đi phẫu thuật thì phải tích cóp 5 năm, 10 năm làm việc thật vất vả, hao tâm tổn sức để có tiền. Có tiền rồi còn phải đi phẫu thuật. Phẫu thuật phải bị mổ xẻ, rồi là vá víu, nghèo, đóng đinh nhiều thứ lắm, đều là đau đớn. Đấy là những cái giây phút người ta đang trả cái nghiệp đấy. Để trả cái nghiệp xấu xí thì bây giờ mới có được khuôn mặt mới sau phẫu thuật, dễ nhìn hơn. Thế còn chúng ta không trả nghiệp qua cái kiểu phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta chấp nhận nghiệp, nghe không? Chúng ta chấp nhận cái khuôn mặt như vậy. Đấy, thế thì thưa đại chúng, chúng ta biết cái thân tướng của chúng ta nó là kết nghiệp của các kiếp quá khứ và kiếp hiện tại. Mà nghiệp ấy là do gì? Do tâm hành của chúng ta sinh ra, tâm chúng ta và hành vi của chúng ta sinh ra cái thân tướng của chúng ta. Đấy. Vậy thì một người khéo xem tướng, cái khoa học xem tướng gọi là nhân tướng học đấy, họ nhìn tướng một người, họ có thể biết được những cái tập khí tính nết của người này. Mà chúng ta biết rồi, tính nết thì sẽ hình thành nên nhân cách thì sẽ tạo ra số phận. Nghe không? Vậy nên những người có cái thân tướng thế này thì thường có cái tính như thế này. Và có cái tính thế này. Đấy, các cụ ngày xưa vẫn nói này, nhất lé nhì lùn, ví dụ thế, nghe không? Nhất lé nhì lùn. Thì mình thống kê, mình thấy đúng là những người mà có cái tướng như thế, họ cũng thường rất là đặc biệt.
tức là cũng rất là quái, tức là tinh quái, cũng rất là gớm, không phải là vừa. Nghe không? Các cụ biết rồi. Thế còn xem tướng con vật thì ví dụ như là đi xem con bò thì làm sao? Gọi bò thì phải tai lá mít, gọi là tai lá mít đít lồng bàn, thì con bò như thế thì rất khỏe. Nhà thầy ngày xưa hồi bé là nuôi bò cho nên thầy biết. Các cụ đi mua bò cứ phải con này đúng tai lá mít rồi. Cái mông của nó như cái lồng bàn ấy, thế là con này khỏe lắm, là chọn con đấy đấy. Đấy. Hay là cái bụng nó mình phà thì là con này nó ăn khỏe và nó sẽ rất khỏe. Rồi xem tướng con lợn thì sao? Đấy, con lợn thì gọi là con lợn có béo thì lòng mới ngon. Muốn biết con lợn cái lòng nó ngon hay không thì nó béo hay không. Nghe không? Đấy. Thế thì chúng ta thấy cái khoa nhân tướng học từ xưa, người ta đã thống kê, người ta đã tổng hợp qua nhiều năm kinh nghiệm và người ta rút ra. Và bản thân chúng ta chính là sản phẩm của quá khứ. Chúng ta là sản phẩm của quá khứ là đúng. Và chúng ta phản ánh cái quá khứ. Hiện tại là phản ánh quá khứ. Nhìn vào hiện tại, người ta biết được quá khứ mình thế nào, biết được tính nết của mình trong quá khứ thế nào, và nó còn tiếp diễn đến tương lai nữa. Không phải một lúc mà người ta thay đổi ngay được tính nết đâu, trừ những bậc đặc biệt. Nghe không? Ngày hôm, những năm tháng trước tôi xấu, đùng một cái hôm nay tôi gặp Phật Pháp, ngày mai tôi trở thành người tốt ngay. Những trường hợp ấy là đặc biệt lắm đấy, thưa đại chúng, và chuyển hóa. Nghe không? Thì kính thưa đại chúng, chúng ta ở đây thì biết nhân tướng học là một cái môn khoa học, không phải là mê tín. Nó nhận diện về con người, về tính nết, và có thể họ suy đoán ra cả số phận của người đó ít nhiều. Thế thì nếu nhà Phật thì dạy chúng ta rằng nghiệp có thể chuyển, tu là sẽ chuyển được nghiệp. Tướng chúng ta xấu, ta chăm chỉ tu hành, vâng lời Phật dạy. Nghe không? Đấy, tu như lúc nãy Phật dạy, giữ gìn năm giới, thực hành bốn tâm cao thượng, thì chúng ta sẽ chuyển được cả tướng của chúng ta. Nghe không? Từ ngày xưa cái tướng nó xấu lắm, bây giờ tu một thời gian trông dễ nhìn, trông rất đáng yêu, thế là mình tốt rồi. Nghe không? Ngày xưa tướng nó trông tối tăm lắm, bây giờ nó tu học Phật Pháp một thời gian, trông nó sáng sủa hẳn ra. Nghe không? Đấy, ở đây Thầy nói thật các Phật tử, có nhiều sư Thầy thì lúc ở tại gia xấu dữ lắm, mà cạo tóc đi xuất gia một thời gian sau là ai nhìn cũng thấy đáng ưa. Đấy là tu, chuyển tướng. Nghe không? Rõ ràng. Thế thì cái chuyện một người con gái gò má cao thì trong nhân tướng học thì đúng, người ta nói phụ nữ gò má cao thì thường có cái duyên ở đây sát chồng, tức là người chồng của người phụ nữ đó không được sống thọ, hai người ít được đi cùng với nhau chọn cái đường đời. Đấy, để trong nhân tướng học người ta kết luận như vậy, cái chuyện đó là có trong nhân tướng học. Nghe không? Thế nhưng vậy thì ở đây thì ta làm thế nào? Ta nếu mà kiểm lại mình ấy, mà thấy gò má cao, thì ta tu làm sao để cho cái má này nó đầy lên, nó lấp đi cái gò má này. Nó hết gò má cao. Ta tu lên. Nghe không? Đấy. Thế thôi. Nên thì tu thế nào để cho nó được? Nghe? Thì nhất tất nhiên rồi, Thầy biết thế này. Cái người mà mắc cái nghiệp mà sát ấy, sát người, sát đây là giết đấy, làm chết. Là sao? Mà sát cái người là gần gũi với mình nhất, cái người thề thốt trăm năm với mình ấy, thì biết rằng cái người này có cái nghiệp quá khứ của mình, hoặc kiếp này hoặc trong tiền kiếp, là mình thường ác hại cái người gần gũi với mình, những người kề cận với mình, những người chia sẻ với mình. Nghe không? Những người gắn bó với mình thân thiết mà mình ác hại người ta, thì kiếp này mình dễ có cái duyên mà sát chồng. Cái người chồng là cái người kề cận ăn đời ở kiếp với mình. Đấy, Thầy nói đấy là cái duyên. Và đương nhiên thì cái duyên đấy nó hiện ra cái tướng ấy. Vậy thì chúng ta đã có cái tướng ấy, ta phải tu cái tâm gì? Từ bi yêu thương. Đấy, cái tâm từ bi yêu thương nhé. Ta không có những cái tâm ác hại nữa, ta phải tu cái tâm yêu thương nhiều. Ta thực tập phóng sinh, ta thực tập những các cái hành động yêu thương, và đem gửi yêu thương đến với mọi người nhé. Cái người như thế, có tướng như thế, phải tu cái tâm ấy, thì dần dần nhé,
tự nhiên nhìn cái mặt mình ấy, nó đầy đặn lên, nó phúc hậu lên, là thấy gò má mình không cao nữa. Nó như vậy đấy, thưa đại chúng. Mà lúc ấy ta chuyển tướng, có thể thế này, cái tướng nó chuyển chưa kịp, nhưng do tâm ta tu tốt rồi thì cái nghiệp nó vẫn chuyển cơ mà. Và cái tướng có thể nó chuyển chưa kịp theo, nhưng mà tâm mình đã tốt thì cái nghiệp của mình nó cũng chuyển. Mình sẽ không còn cái nghiệp sát ấy nữa, không nghiệp sát phu nữa nhé. Đấy, thế thì Thầy cũng rất là mong những ai mà có cái tướng như thế này thì gắng tu tập cái tâm yêu thương thật nhiều, bớt những cái tâm ác hại, tâm hại người, ác hại người, nhất là những người gần gũi với mình, cộng tác, cộng sự với mình phải có tâm yêu thương họ nhé, là mở rộng cái tâm yêu thương nữa ra thì mình sẽ chuyển được cái nghiệp sát phu này nhé. Đấy, thì chúc cho bạn sớm đạt được coi như là cái điều mình ước nguyện. Có Facebook của bạn Thơm Đặng hỏi rằng: Kính bạch Thầy, Thầy cho con hỏi, nếu người Phật tử mà lỡ phá năm giới thì có phải đến chùa để quy y lại không ạ? Con kính mong Thầy giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy. Thì kính thưa đại chúng, Phật tử tại gia chúng ta sau khi quy y Tam Bảo thì chúng ta thường làm lễ thọ trì năm giới cấm. Nghe không? Thế thì chúng ta biết rằng đã có giữ thì thể nào cũng có phạm. Nghe không? Nếu mà không phải giữ nữa thì một là không thọ, hai là không phạm. Nghe không? Cho nên đã phải giữ nghĩa là nó có nguy cơ sẽ phạm. Đấy. Còn cái mà nó đã vững chắc rồi thì không cần phải giữ nữa. Cũng giống như cái người đã không hút thuốc lá bao giờ thì chẳng bao giờ lại phải giữ không phải hút thuốc lá. Nghe không? Tôi có nghiện, tôi còn sợ thuốc lá nữa thì sao lại bảo tôi phải giữ gìn? Đấy, cho nên là người ta mới nói là thọ giới, phá giới còn gọi tỳ kheo, tức là đã thọ nhận, nghĩa là sẽ có duyên là phạm đấy. Vâng, chứ còn cái người mà hoàn toàn không bị thì lại không phải nghĩ đến cái chuyện thọ nữa. Đó. Thế thì ở đây Phật tử tại gia cũng thế. Chúng ta đã thọ năm giới, tuy là năm giới nghe rất đơn giản, nhưng không phải ngay một lúc chúng ta thực tập giữ được ngay. Cho nên ở đây Thầy nói là Phật tử tại gia thực tập giữ gìn năm giới. Mà đã là thực tập nghĩa là mình còn non nớt, chưa thể cứng cỏi được. Và đã non nớt thì thể nào cũng có thể phạm. Năm giới này chứ nói thế Phật tử rất dễ phạm. Giới nói dối rất dễ phạm. Giới gọi là trộm cắp cũng rất dễ phạm. Trộm cắp những cái lớn thì không dám, những cái lặt vặt có khi có. Nghe không? Đấy. Thế rồi giới sát sinh chúng ta cũng rất dễ phạm. Đó. Thì thưa đại chúng, với cái việc phạm giới này thì sao? Chúng ta phạm giới thì chúng ta đến chùa gặp chư Tăng, chúng ta phát lộ sám hối. Xin con xin từ nay trở đi giữ gìn trở lại cho thanh tịnh nhé. Phạm thì nên đến sám hối, gặp chư Tăng để sám hối. Nghe không? Mình sám hối, con xin giữ gìn lại. Chư Tăng ở trong chùa cũng thế. Lỡ ai có phạm giới, không phải chư Tăng là không phạm giới đâu các Phật tử ạ. Các Thầy những 250 giới cơ. Cho nên phạm là phạm rất nhiều đấy. Nghe không? 250 giới cơ mà. Là bên Tăng, còn bên các sư cô này ấy, là 348 giới, chứ có phải ít đâu. Cho nên phạm nhiều lắm đấy. Cho nên phải kiểm tâm, kiểm giới hàng ngày ấy. Đấy. Mà lỡ phạm, trừ phạm những tội rất nặng ấy, còn những cái tội, những cái giới nhỏ nhẹ là phạm thường xuyên ấy. Thì phạm rồi thì mình phải sám hối nhá. Thì Đức Phật cho chúng ta cái pháp sám hối để chúng ta được tiêu cái tội phạm này đi nhá. Thế còn chúng ta phải tu để cho chuyển được cái nghiệp phạm này đi. Nó có tội rồi còn có nghiệp, tạo ra tội thì còn có cái nghiệp nó đi theo. Ta sám hối ta hết được tội, nhưng mà còn cái nghiệp thì ta phải tu nó mới hết được nghiệp. Đó. Thế thì Phật tử này lỡ phạm cả năm giới thì đến chùa để sám hối, gặp chư Tăng xin sám hối và phát nguyện giữ gìn trở lại, chứ không phải thọ